Tước Tích, Quách Kính Minh, quyển 3, chương 5, Tuyết Yêu Thiển Quan. Phía tây đế quốc Ác Lan, cách Lan Nhĩ Đặc, ngoài thành, dọc theo lòng chảo, gió lạnh vù vù thổi mạnh tới. Đây là mùa có gió nhiều nhất trong năm, sông Lạp Nhĩ Lạc Hằng tựa như một cô gái thiên biến vạn hóa, mùa xuân là thiếu nữ dịu dàng mà đa tình, mùa hạ là nữ tu sĩ linh hoạt kỳ ảo, trong sáng như gương, mùa thu thì được lá cây vàng rực hai bên bờ sông phản chiếu, trở thành thành nữ vương mang vương miện vàng, mà mùa đông, sông Lạp Nhĩ Lạc Hằng lại như là một cô gái thần bí vui giận thất thường, tiếng gió thổi thô bạo là tiếng nàng gầm nhẹ, bờ sông trong sạch là dung nhan lạnh lùng của nàng. Lúc này, nước sông lẳng lặng chảy xuôi bị gió to làm cho nổi lên gợn sóng lăn tăn rung động, mặt trời mới mọc chiếu ngược bên trên, giống như một biển lửa thiêu đốt, ánh sáng màu đỏ rực bị mặt sông phản xạ vụn vặt tán loạn lên đỉnh vòng cầu, khiến bốn phía thoạt nhìn một mảnh kỳ quái, rồi lại vô cùng sáng lạng. Dưới vòng cầu so với trên cầu hơi chút ấm áp hơn một ít, thế nhưng tiếng gió thổi càng nghe lớn hơn, càng lợi hại hơn, tựa như có quái vật khổng lồ vô hình gì đó đang kéo dài tiếng kêu, giống như có quái vật khổng lồ vô hình gì đó. Hai mắt Đặt Lôi Á một mảnh trắng hỗn độn, nàng nhợt nhạt cười, trên gương mặt diễm lệ mang một loại hơi thở tử vong lạnh lẽo, trốn ở đây, nàng chậm rãi ở trên bờ sông do đá cuội chồng chất thành cẩn thận di động bước chân, toàn thân căng thẳng với loại sức mạnh như muốn bùng nổ này, tựa như ở trước mặt nàng, lúc này đang có một con rắn độc cuộn tròn, đang thè ra cái lưỡi đỏ rực hướng về phía nàng, U Minh ở sau lưng nhíu mày một cái, vừa đi về phía trước, Đặt Lôi Á liền nhẹ nhàng giơ tay lên, làm ra dấu tay bảo hắn dừng bước. Ngươi không nên tới. Trên mặt U Minh dù đầy biểu tình nghi ngờ, thế nhưng hắn lại quả quyết dừng bước. Tuy hắn thân là vương tước cấp 2, có thể nói trên toàn bộ lãnh thổ Ác Lan, dưới một người, trên vạn người, mà một người kia, tu xuyên địa tạng, quanh năm ẩn cư ở chỗ sâu trong trung tâm, thần bí khó lường, hoàn toàn không có tung tích. Có thể nói, U Minh tung hoành cả đế quốc, được cho là không ai địch nổi, thế nhưng, rất lâu rồi, hắn lại đối với Đặt Lôi Á nói gì nghe nấy. Từ lúc bọn họ làm bạn thuở còn niên thiếu, sự tin tưởng này đã tồn tại, mà tích lũy qua năm tháng rất dài, đã sớm ăn sâu bén rễ. Đối với U Minh mà nói, thay vì nói là một loại tin tưởng, không bằng nói là một loại sợ hãi đối với thiên phú của Đặt Lôi Á. Lúc đầu gặp nàng, U Minh cảm thấy thiên phú của nàng vô dụng, cùng lắm chỉ có thể nói là đặc thù, nhưng theo từng lần chém giết, từng lần chiến dịch, từng lần chấp hành nhiệm vụ, trong lòng U Minh dần dần sinh ra một loại sợ hãi đối với Đặt Lôi Á. Vì hắn càng ngày càng phát hiện, thiên phú như vậy thật ra lại là trên cơ bản phân tích nơi phát ra và hướng đi của hồn lực của mọi người, mọi che giấu và ngụy trang ở trước mặt nàng cũng không có chỗ để che giấu, mọi nguy cơ trước khi đến gần nàng đều đã bị biết trước. Dù lúc không có nàng bên cạnh, U Minh sẽ dựa vào hồn lực đăng phong tạo cực của chính mình cùng hồn khí đỉnh cấp và hồn thú chư thần hoàng hôn có thể áp đảo mọi người, không chút kiên kỵ vung vẩy huyết nhận giết chóc, như một tử thần không gì kiên kỵ. Thế nhưng, chỉ cần ở bên cạnh Đặt Lôi Á, hắn lại đột nhiên biến thành một đứa trẻ dễ bảo, nghe theo mỗi một câu nói từ Đặt Lôi Á. U Minh, chờ một chút, ta chính là cần tử linh kính của ngươi. Nụ cười mỉm bên miệng Đặt Lôi Á dần dần thu lại, vẻ mặt xinh đẹp của nàng dần dần rút đi, trên mặt tràn ngập một loại cảnh giác. U Minh gật đầu, không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng ở phía sau Đặt Lôi Á, duy trì một khoảng cách vừa vặn. Hắn từ biểu hiện của Đặt Lôi Á, mơ hồ cảm thấy một tia nguy hiểm, rất khó tưởng tượng, trên lãnh thổ Ác Lan còn có đối thủ gì có thể ngay cả Đặt Lôi Á và mình hợp sức cũng không giải quyết được, còn cần sử dụng đến hồn khí tử linh kính. Hơn nữa, theo tình cảnh trước mắt mà nói, dưới mặt cầu rộng rãi nhìn không sót thứ gì, hai ba trượng bờ sông đầy đá cuội, một bên là mặt sông rộng mênh mông, một bên là vách đá pháo đài dựng đứng cao vạn trượng. Trong không gian trống trải này, có thể có nguy cơ gì chứ? U Minh nín hơi tập trung, yên lặng chờ đợi, tựa như trước bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra việc biến hóa kỳ lạ. Lúc này, cả người Đặt Lôi Á bắt đầu tỏa ra một luồng khí màu trắng, trong khoảnh khắc, quần lụa mỏng trắng như tuyết phần phật tung bay đã bao lấy nàng, cùng lúc đó, hai bàn tay nàng lại dùng một loại động tác nhẹ nhàng mở rộng như chim, theo động tác của nàng, hai dòng nước trắng như tuyết cuồn cuộn từ mặt sông Lạp Nhĩ Lạc Hằng mênh mông xa xa cuốn tới, lòng sông tựa như sâu không thấy đáy, bơi lên hai con rắn lớn màu trắng, hai dòng nước vặn vẹo, song song leo lên bờ sông, đem khu vực chỗ Đặt Lôi Á và U Minh nhanh chóng cuốn lên, lập tức bên tai vốn đang là tiếng sóng nước thật lớn ào ào lưu động, đột nhiên liền biến thành tiếng kết băng răng rắc rung động, hai con sóng lớn màu trắng leo lên mặt đất đầy đá cuội, cùng với chỗ nước sông và bờ sông giao nhau, tường băng ba mặt thật lớn mà rắn chắc lấy tốc độ khó thể tưởng tượng, hướng về phía đỉnh trên mặt cầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, sự vật xung quanh giống như bị cắt đứt trong không gian màu trắng bịt kín này, đến cuối cùng để lại một hai lần tiếng băng vỡ răng rắc biến mất,
mọi thứ đều bị bao phủ trong một mảnh yên tĩnh đầy áp lực mà căng thẳng. Đặt Lôi Á nhẹ nhàng lui trở về bên cạnh U Minh, quần lụa mỏng màu trắng trên người nàng không gió tự bay, phần phật không ngừng, tựa như vật sống có ý thức, hướng lên người U Minh bên cạnh nhẹ nhàng phất phơ tới, giống như một cô gái đa tình, dịu dàng ôm lấy tình nhân của nàng, bao vây lấy thân thể hùng tráng của U Minh trong phạm vi tà váy nữ thần. Đặt Lôi Á nhìn quanh bốn phía một cái, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thần bí, thoạt nhìn, nàng vô cùng hài lòng với không gian che kín do chính mình làm ra. Ba mặt lớn tường băng cùng cả bờ sông tựa vào vách núi đá dựng đứng, hơn nửa mặt đất dưới chân và mặt cầu trên đỉnh đầu, một không gian hoàn toàn che kín bốn phía vây lấy U Minh và Đặt Lôi Á bên trong. U Minh cũng không rõ ràng lắm ý định của nàng, chỉ biết rằng, nàng làm như vậy, nhất định có lý do của nàng. U Minh, dùng tử linh kính của ngươi bắt đầu chiếu đi. Thần sắc hiện lên trên mặt Đặt Lôi Á, thoạt nhìn kích động, quỷ dị, ánh mắt nàng tuy sợ hãi nhưng là hừng hực một loại chờ mong rõ ràng. Chiếu? Chiếu ai? Chúng ta. Trên mặt U Minh là vẻ mặt mờ mịt, hắn nhịn không được hỏi, ở đây cũng không ai, cũng không có hồn thú, tử linh kính không thể tự nhiên tạo tử linh, phải có bản thể chiếu hình mới được. Không, cần lo lắng, ngươi tin tưởng ta, ngươi cứ chiếu vào chỗ trống trong không gian này là được. Nếu như ta đoán không sai, Đặt Lôi Á không tiếp tục nói hết, nàng che khóe miệng, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười sắc nhọn làm cho người khác lông tóc dựng đứng. U Minh không lại nói nữa, hắn nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên, khuôn cằm mang theo nho nhỏ râu đen, dưới một mảnh ánh sáng mặt trời màu đỏ chiếu rọi hiện ra đường cong sắc sảo, thoạt nhìn tràn đầy mê hoặc nam tính, con đường sau lưng hắn nhấp nhô lên xuống cuộn hai lần, một ấn ký chớp động màu vàng kim xuất hiện trên cổ họng hắn, thoáng qua trong lúc đó, ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, hoa văn chằng chịt màu vàng kim từ trong tước ấn của hắn phóng ra, khuếch tán toàn thân, hắn vươn ngón tay thon dài, vẽ lên cổ họng của mình. Một chuyện máu tanh kinh khủng như vậy, với hắn mà nói, lại tựa như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ đầy tinh tế, biểu tình trên mặt hắn ngạo mạn mà lại mê người. Keng, trong tiếng kim loại len keng mà sắc bén, một mặt kính ngọc toàn thân bích lục, vòng quanh U Linh xanh biếc như ám ảnh, trôi nổi lơ lửng ở trước mặt hắn, cảnh giác cao độ cùng chiều cao U Minh tương đương, tựa như có một đôi tay vô hình cầm lấy nó, nhẹ nhàng hơi phập phồng lên xuống trong không khí. U Minh đưa tay phải ra, hồn lực trong lòng bàn tay vừa phun ra, trong không gian tường băng màu trắng bao vây lại, bốn bóng người mơ hồ từ trong không khí vặn vẹo hiện ra. Thế nhưng, mọi thứ này, trong một trận tiếng huyết sáo vô cùng nhỏ mà lại quái dị kết thúc rồi. Ba tiếng huyết sáo yếu ớt nhưng sắc bén kia từ lúc vang lên đến khi biến mất chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Tiếng huyết sáo từ đỉnh đầu mà đến, lúc xuyên qua tường băng dày chắc, chỉ còn lại âm thanh yếu ớt không thể nghe thấy. Thế nhưng, Đặt Lôi Á và U Minh lại giống như nghe thấy âm thanh đáng sợ nhất trên thế giới. Sắc mặt bọn họ trong nháy mắt trở nên tái nhợt, viết đầy các loại vẻ mặt hoang mang, sợ hãi, không giải thích được, khó thể tin. Bóng người của bọn họ gần như theo biến mất của tiếng huyết sáo cùng biến mất, tường băng khổng lồ theo hồn lực rời đi, bắt đầu sinh ra liên tiếp tiếng ầm ầm sụp xuống, vô số khối băng lớn nhỏ từ trên trời rơi xuống, chậm rạp chất đống ở trên mặt sông, thoạt nhìn giống như trên đỉnh thành cách La Nhĩ Đặc vừa xảy ra một trận tuyết lở. Trong những khối vụn băng tuyết này, Kỳ Linh, Thần Âm, Liên Tuyền, U Hoa, bốn người vừa nhìn thấy hình chiếu tử linh của mình, một lần nữa hiện ra trong không khí, trên mặt bọn họ đều là vẻ mặt chưa tỉnh hồn. Cùng hiện ra còn có người thứ năm vừa rồi cũng không xuất hiện, A Khắc Lưu Khắc, hắn vỗ lồng ngực của mình, thở phì phò, mày kiếm anh khí cao ngất cuối cùng giãn ra, hắn dựa vào vách đá sau lưng một chút, bộ dạng giống như kiệt sức, vừa rồi thật sự là đáng sợ, may mà ta trước đó đã đi ra ngoài, nếu không đã bị nhốt trong cái quan tài băng này rồi. Phía tây đế quốc Ác Lan, cách La Nhĩ Đặc trung tâm, trong tòa thành trống trải, chỉ có tiếng bước chân của U Minh và Đặt Lôi Á, Bạch Ngân sứ giả dẫn đường phía trước, chân không khỏi nhẹ lại nhanh, tựa như U Linh không có trọng lượng nhanh chóng trôi lơ lửng về phía trước, hành lang rộng mở tựa như không có điểm cuối, độ cao trên đỉnh đầu vô cùng đầy đủ, thoạt nhìn khí phách phi phàm, toàn bộ hai bên tường do cả khối vật liệu đá nguyên thủy hoàn chỉnh xây thành, những vật liệu đá này toàn bộ đến từ dãy núi Kuki phía bắc Ác Lan, nơi đó sản sinh ra chất đá tinh mịn mà đều tinh khiết. Mặt đá điêu khắc các loại hoa văn phức tạp phong cách Ác Lan, dọc theo vách tường đều đặn treo từng ngọn đèn thủy tinh hoa lệ, mỗi một ngọn đèn đều tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ngay khi U Minh và Đặt Lôi Á bị một trận tiếng huyết sáo thần bí kia triệu hồi trở về, xe ngựa hai người vừa chạy vào cổng thành to lớn của cách La Nhĩ Đặc, tên Bạch Ngân sứ giả này đã yên lặng đứng trong cửa thành chờ hai người. Bọn họ một đường đi theo hắn, không cần hỏi nhiều, bọn họ cũng biết chỗ bọn họ đi tới là nguồn tiên tri dưới lòng đất. Lúc này, dù U Minh và Đặt Lôi Á đều im lặng không lên tiếng, biểu tình thoạt nhìn thả lỏng, thế nhưng,
trong lòng bọn họ lại tràn đầy các loại nghi ngờ. Trên đường tới đây, U Minh liền không nhịn được hỏi Đặt Lôi Á, vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bên dưới đến cùng là ai? Đáng để ngươi hành động lớn như vậy, hơn nữa lại cần chúng ta đồng thời sử dụng Tử Linh Kính và Tà Váy Nữ Thần. Đặt Lôi Á dựa vào cửa sổ xe ngựa, ánh mắt như có điều suy nghĩ phóng ra trăm ngàn đỉnh nhọn thật cao đứng vững xa xa, ở trên cầu, ta đột nhiên cảm thấy một hồn lực vô cùng kỳ lạ, à không, cũng không phải kỳ lạ, nói đúng ra, hẳn là một hồn lực vô cùng phức tạp. Ngay từ đầu, ta chỉ là cảm thấy hồn lực đến từ Thủy Nguyên, lấy cấp bậc hồn lực ta cảm giác được mà nói, độ tinh thuần của hồn lực này, không phải Vương Tước cũng ít nhất là một sứ đồ, vào thời điểm hiện tại, lại có hồn lực như vậy xuất hiện ở dưới gầm cầu, chẳng lẽ phải là một chuyện rất kỳ quái sao? Cho nên ta mới nhảy xuống, muốn đến bờ sông nhìn thử đến cùng là ai trốn bên dưới. U Minh nhíu nhíu chân mày, thế nhưng bên dưới cũng không có ai. Không phải bên dưới không có ai, giọng Đặt Lôi Á thu nhỏ đi mấy lần, mà là hắn làm cho mình tàn hình rồi. Tàn hình. Sắc mặt U Minh càng thêm ngưng trọng, theo ta được biết, hiện nay trong các vương tước và sứ đồ của Ác Lan, cũng không có ai có thiên phú như vậy. Chẳng lẽ nói, kẻ ăn mòn mới ra đời nhanh như vậy, lúc mới bắt đầu, ta cũng nghĩ như ngươi. Lúc đó ta thậm chí là có chút khẩn trương, ngươi còn nhớ rõ tình cảnh mấy năm trước chúng ta nghênh tiếp Thần Âm và Nghê Hồng không? U Minh gật gật đầu, cảm giác vặn vẹo buồn nôn khác thường này lại một lần nữa từ chỗ sâu trong ký ức sống lại, tựa như quái vật làm sao cũng không chết. Mà vừa nghĩ tới thiên phú tinh thần xâm nhiễm hiện giờ tồn tại trong cơ thể Đặt Lôi Á, trong lòng hắn liền trầm xuống. Thế nhưng, khi ta tới gần khu vực dưới cầu đó, ta từ bỏ suy nghĩ xuất hiện kẻ ăn mòn. Bởi vì ta cuối cùng đã hiểu rõ vì sao hồn lực ta cảm nhận được ở trên cầu lại phức tạp như vậy, bởi vì ta đồng thời cảm nhận được hơi thở hỗn hợp của hồn lực đến từ Thủy Nguyên và Phong Nguyên, Gilgamesh. Sắc mặt U Minh đại biến, không phải. Dù Gilgamesh dù có thiên phú tứ tượng cực hạn, nhưng hắn cũng chỉ có thể ở trong chiến đấu sử dụng nguyên tố khác, lại lộ ra đặc tính của hệ thống hồn lực khác, trạng thái hồn lực bình thường hắn lộ ra, nếu như bắt được mà nói, cũng tuyệt đối là thuộc tính Thủy Nguyên. Hơn nữa, hắn không thể đồng thời lộ ra mấy loại thuộc tính hồn lực, nói cách khác, hắn có thể dùng xong hồn thuộc Thủy Nguyên, lập tức tiếp một hồn thuộc Hỏa Nguyên, sau đó sẽ phát động hồn thuộc Địa Nguyên, thế nhưng, hắn lại không thể đồng thời sử dụng hồn thuộc khác nhau. Điểm này, vô cùng quan trọng, Đặt Lôi Á thu lại ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nghiêm túc nhìn U Minh. Chẳng lẽ có người so với Gilgamesh còn mạnh hơn? U Minh lắc đầu, hắn hiển nhiên không tiếp nhận suy đoán này, dĩ nhiên không phải. Bởi vì ta lập tức liền phát hiện, cho nên lý do ta cảm ứng được thuộc tính hồn lực phức tạp, thật ra rất đơn giản. Bởi vì trốn dưới cầu, không chỉ một người, mấy người bọn họ, một ít đến từ Thủy Nguyên Ác Lan, một ít đến từ Phong Nguyên Nhân Đức, thì ra là như vậy. U Minh gật đầu, có điều lập tức lại lắc đầu, thế nhưng, người của Thủy Nguyên cũng có thể ẩn thân, đương nhiên không thể. Chí ít trong phạm vi ta biết được, không ai có thể. Chắc là cái người đến từ Phong Nguyên kia đem vài người khác cùng ẩn thân, cho nên ngươi mới bảo ta sử dụng Tử Linh Kính, bọn họ không có cách nào tàng hình với Tử Linh, bởi vì Tử Linh thật ra cũng không có thân thể thật sự, Tử Linh chỉ là một loại năng lượng ngưng tụ bị chiếu thành hình người. U Minh như có điều suy nghĩ gật đầu, lúc ta chiếu, ta đứng ở phía sau mặt kính, cũng không thấy rõ lắm hình Tử Linh chiếu ra đến cùng là ai, ngươi có thấy rõ không? Có. Khóe miệng Đặt Lôi Á lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, làm cho người khác đoán không được nàng đến cùng đang suy nghĩ gì, nói ra có thể ngươi bị dọa cho giật mình rồi. Hình Tử Linh chiếu ra có bốn người, theo thứ tự là Quỷ Sơn Liên Tuyền, Thiên Thúc U Hoa, Kỳ Linh, còn có sứ đồ bảo bối Thần Âm của ngươi. Cái gì? U Minh tựa như bị người tán cho một bạt tai, trên mặt là biểu tình khó thể tin, mấy người bọn họ sao lại cùng đi với nhau? Chờ một chút, vừa rồi ngươi nói hình chiếu ra có bốn cái Tử Linh. Nhưng bốn người này đều là người của Thủy Nguyên, không có người của Phong Nguyên. Đặt Lôi Á khẽ thở dài, ánh mắt nàng nhìn về phía U Minh mang theo nhàn nhạt cưng chiều và thương hại. U Minh cao to mà ngang ngược, cả người tản ra mùi vị hóc môn giống đực, ở trong mắt nàng tựa như một thú cưng to xác dễ bảo. Ngươi rốt cục ý thức được chỗ quan trọng rồi, người Phong Nguyên kia đã trốn đi rồi. U Minh hỏi, không thể nào. Tốc độ ta đóng kín khu vực kia, ngươi cũng nhìn thấy, không quá 2 giây, người kia nếu như nói trốn chạy, tốc độ phải thật nhanh. Lấy hiểu biết của ta với hồn thuật cẩn thân này mà nói, muốn ở tốc độ cao như duy trì trạng thái ẩn thân, vậy hồn thuật của người kia cũng đã đạt đến đỉnh cao rồi. Huống chi, khi ta khóa kín khu vực kia, bốn người Kỳ Linh và Thần Âm bọn họ vẫn như cũ bị vây trong trạng thái ẩn thân, có thể thấy người làm phép cũng không rời khỏi bọn họ,
Bởi vì nếu như đã chạy thoát khỏi không gian bị khóa chặt, hồn lực của hắn đầu tiên phải xuyên thấu tường băng rất dày mới có thể xông vào khu vực của chúng ta, mà tường băng kia là dựa vào hồn lực của ta duy trì, hồn lực của hắn dù xuyên thấu, cũng sẽ phải bị hồn lực nguyên tố nước của ta ảnh hưởng mà trở nên không hề tinh thuần, loại mức độ hồn lực thấp kém này không cách nào duy trì trạng thái ẩn thân của bốn người, vậy tại sao? Sắc mặt U Minh dần dần tụ lại, tựa như trên bầu trời chợt nổi lên mây đen. Hắn hiển nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngươi, nhất định cũng đoán được, nếu như hồn lực của đối thủ siêu việt hơn bản thân, như vậy tử linh kính không thể nào chiếu hình ra tử linh nguyên hình của đối phương. Đặt Lôi Á yên lặng nhìn U Minh, người của phong nguyên kia trên hồn lực ở ngươi, cho nên Bạch Ngân Tư Tế mới phát ra tiếng sáo không độ triệu hồi chúng ta. Tế Tư biết chúng ta đánh không lại hắn, cho nên mới bảo chúng ta dừng tay, sắc mặt U Minh thoạt nhìn như lộ ra tái nhợt. Ngũ quan anh tuấn của hắn lúc này lại hơi thẩm thấu ra vẻ mặt sợ hãi, việc này thật ra cũng bình thường, bao nhiêu năm tới nay, hắn sử dụng tử linh kính cũng chưa từng thất bại, trước hôm nay từng chiếu hình thất bại một lần, đã là rất nhiều năm trước. Đối với hắn vẫn tung hoành ác lang mà nói, mức độ chấn động của tin tức này tuyệt đối không nhỏ. Thế nhưng, đây chỉ một nửa sợ hãi hắn phát ra, một nửa kia, lại là vì liên quan đến tiếng sáo không độ, dù là vương tước địa vị cao như hắn mà nói. Từ lúc chào đời tới nay cũng chỉ là lần thứ hai nghe tiếng sáo không độ mà thôi, lần trước nghe tiếng sáo không độ, chính là trong trận tai họa 4 năm trước kia. Đối với vương tước và sứ đồ ác lan mà nói, tiếng sáo không độ tuyệt đối là mệnh lệnh chí cao vô thượng, vượt xa bất cứ tin tức gì thuộc quyền hạn cấp bậc hệ thống thiên cách, hầu như sẽ không dễ dàng phát động. Đối với các vương tước và sứ đồ mà nói, một khi nghe được tiếng sáo không độ, ắt phải vô điều kiện, không trì hoãn, không tiếc mọi giá trở lại bên cạnh Bạch Ngân Tư Tế. Mà đối với người không phải sứ đồ và vương tước mà nói, tiếng sáo không độ là không nghe được vào tai bọn họ, tiếng sáo không độ giống như là mấy tiếng một chiếc lá rơi xuống đất ở xa hàng ngàn cây số, ta nghĩ không phải nguyên nhân này. Ánh mắt Đặt Lôi Á lại chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, trong con ngươi sáng bóng của nàng vẫn như cũ biến ảo khó dò, không ai biết nàng đang nghĩ gì, hơn nữa lời ngươi nói không hoàn toàn chính xác, tuy hồn lực người kia trên ngươi, thế nhưng, tình hình vừa rồi, hai chúng ta hợp sức muốn đánh thắng hắn. Thật ra rất dễ, vì sao? U Minh hỏi, ngươi biết, dù trên thuộc tính nguyên tố của hồn lực, hồn thuật phong nguyên đối với hồn thuật thủy nguyên mà nói, trời sinh chính là khắc tinh có tính áp đảo, hồn thuật phong nguyên về tốc độ, tính linh động, tính ẩn nấp cũng thật sự nổi tiếng, không ai có thể sánh được, thế nhưng, phong nguyên cũng có khắc tinh, đó chính là hệ thống hồn thuật địa nguyên, mà hồn thuật địa nguyên mạnh nhất chính là thay đổi đối với không gian, mặt đất sụp đổ, hay là đột ngột từ dưới đất mọc lên một dãy núi mới. Đối với địa tước mà nói, đều là việc dễ dàng, hoàn thành trong nháy mắt. Cho nên, xây dựng không gian khóa kín, liền trở thành thủ đoạn địa nguyên áp chế phong nguyên cực mạnh. Không gian khóa kín, đúng vậy, hệ thống hồn thuật phong nguyên là dựa trên sự lưu động của không khí. Bọn họ am hiểu nhất là công kích bằng đao gió, thật ra chỉ là dùng lượng lớn không khí ngưng tụ thành luồng khí mỏng hẹp, sau đó lấy tốc độ khó thể tưởng tượng lướt qua thân thể kẻ thù, vì vậy tạo thành vết thương giống như lưỡi dao kim loại cắt qua. Cái này và vòi rồng có thể ở trên mặt người cứa ra vết thương cùng một nguyên lý, lại giống như bọn họ lại dùng lá chắn không khí bảo vệ chính mình, thật ra cũng là thông qua đè nén không khí nhiều lần, sau đó ở một trong phạm vi nhỏ nhanh chóng chuyển động nhiều lần xoay tròn, ngưng tụ trở thành một khối khu vực lá chắn mật độ cao, cái này và mắt gió mọi người không thể xuyên qua trong thung lũng là như nhau, lúc không khí lưu động nhanh tới mức độ nhất định, không có bất kỳ thứ gì có thể xuyên thấu nó, cứng rắn vượt qua mà nói, dù là sắt thép, cũng có thể bị nát bấy, chí ít là cũng bị nặng nề mà nứt ra, mà mỗi một người bọn họ đều am hiểu thuật ẩn thân, tức là thông qua thay đổi phương hướng của không khí, khéo léo làm cho ánh sáng ở trong không khí trở nên vặn vẹo chiết xạ, mà đạt được mục đích lừa gạt ánh mắt người thường. Thế nhưng, bất luận là loại hồn thuật phong nguyên nào, trọng tâm, đều không thể ra ngoài không khí lưu động. U, Minh không nói tiếp, hắn hiển nhiên đang suy tư về những tin tức này của Đặt Lôi Á về hồn thuật phong nguyên. Đồng thời là vì trong lòng hắn cũng có nghi hoặc rất lớn, vì sao Đặt Lôi Á lại đối với hệ thống hồn thuật phong nguyên hiểu đến tường tận như vậy, tỉ như dùng lá chắn không khí ra làm ví dụ được rồi. Đặt Lôi Á nhìn biểu tình của U Minh, cảm thấy hắn dường như nghe không hiểu, vừa rồi ta nói, lá chắn không khí là dùng lượng lớn không khí đè ép thành một khu vực có mật độ cao, thế nhưng, khi hồn thuật sư của phong nguyên bị vây trong một không gian khóa kín, không khí trong không gian kia luôn luôn có hạn, không gian càng nhỏ, không khí có thể sử dụng lại càng ít. Mà có thể hình thành không khí chỉ là mật độ rất thấp, như vậy lá chắn không khí của hắn cũng sẽ không đủ đáng sợ. Đồng dạng, khí nhận cũng cùng một đạo lý, cho nên,
ngay từ đầu, ngươi đã đem không gian xung quanh khóa kín lại. U Minh gật đầu, đã hiểu, đúng vậy. Đặt Lôi Á giơ lên tay áo màu đen tinh xảo của nàng, tựa như có chút xấu hổ che khóe miệng, không biết ngươi có biết hay không, có một vài giả thú, chúng nó trời sinh đã không chịu được không gian chật hẹp, ví dụ như Điện Hồ, Tuyết Sư Cai Lát các loại, nếu như ngươi nhốt bọn chúng trong lồng, chúng nó sẽ dần dần trở nên thần kinh căng thẳng, nôn nóng, rơi bờ vực tan vỡ, sau đó bắt đầu cắn xé lồng sắt, không ngừng không nghỉ, dù là cắn đến miệng đầy máu tươi nhễ nhại cũng sẽ không ngừng, trong tình huống nghiêm trọng, bọn chúng thậm chí sẽ không tiếc mọi giá từ trong khe hở chen ra ngoài, đôi khi chúng nó thậm chí sẽ bẻ gãy tay chân mình, thậm chí quá cố sức mà vặn gãy cuộc sống của mình. U Minh không nói gì. Hắn nhìn Đặt Lôi Á, trong lòng lại một lần nữa dâng lên loại cảm nhận vô cùng vặn vẹo lúc đối mặt với tinh thần xâm nhiễm, hồn thuật sư của Phong Nguyên chính là giả thú như vậy. Đặt Lôi Á mỉm cười, hàm răng trắng loãng thật nhỏ phát ra ánh sáng lành lạnh, rất nhiều năm trước đây, ta trong lúc vô tình đã chính mắt nhìn thấy một hồn thuật sư địa nguyên nho nhỏ, đem một người rất rất tài giỏi của Phong Nguyên hành hạ đến cuối cùng bẻ gãy cổ của mình, nói như vậy, chẳng phải người của Phong Nguyên rất yếu. Chỉ cần vây bọn họ trong một không gian khóa kín là được rồi, chúng ta cũng không cần sợ bọn họ. U Minh đột nhiên nghĩ đến điểm này, nhìn không được hỏi, cái này dĩ nhiên cũng không phải. Người đó, có thể ngàn vạn lần đừng xem người của Phong Nguyên vô dụng như vậy. Hôm nay nếu như không phải vì vừa lúc chúng ta ở cạnh sông Lạp Nhĩ Lạc Hằng, trong sông có nguyên tố nước dùng cũng không dùng hết, ta cũng không dám ra tay. Hơn nữa đối phương vừa lúc ở ẩn thân, không chắc chúng ta có phát hiện bọn họ hay không, cho nên cũng không có ý định di động. Như vậy ta mới có thể bất ngờ dùng tường băng vây bọn họ trong không gian khóa kín. Bằng không, lấy tốc độ của hồn thuật sư Phong Nguyên mà nói, không chờ chúng ta dựng tường băng lên, bọn họ đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, bọn họ sẽ không ngu như vậy, ngốc ở tại chỗ chờ ngươi dùng băng vây hắn lại. Ngươi phải biết rằng, người của Phong Nguyên hành động, không ai có thể đuổi kịp bọn họ. Nhưng nếu như là địa nguyên lại khác, bất luận bọn họ ở đâu, bên cạnh đều là nguyên tố đất không dùng hết, tường thành cũng được, cánh đồng bát ngát cũng được, thậm chí là trên biển rộng, bọn họ cũng có thể bất kỳ lúc nào khiến đất dưới đáy biển dâng lên, bọn họ có thể trong nháy mắt làm ra một không gian khóa kín khổng lồ, sau đó sẽ rút lại vô hạn. Đối với người Phong Nguyên tới không hình, đi không bóng mà nói, bọn họ là thợ săn hoàn mỹ nhất. Đặt Lôi Á vừa nói, sắc mặt lại dần dần ngưng trọng. Ngươi, đang lo lắng cái gì? U Minh nhịn không được hỏi, ta đang lo lắng tiếng sáo không độ. Ta cảm thấy Bạch Ngân Tư Tế tuyệt đối không phải vì sợ chúng ta đánh không lại đối thủ mà phát ra tiếng huyết sáo triệu hồi chúng ta rồi. Đi, ngươi cũng biết, chúng ta loại này. Đặt Lôi Á nói đến đây, ngừng lại một chút, U Minh vô cùng rõ ràng, nàng là muốn nói chúng ta loại quái vật này, chúng ta loại kẻ ăn mòn này, sinh tử của bọn ta, đối với Bạch Ngân Tư Tế mà nói, thật ra cũng không quan trọng như vậy. Ta cảm thấy, bọn họ sở dĩ không tiếp sử dụng tiếng sáo không độ triệu hồi chúng ta, là không muốn chúng ta cùng người thần bí kia của Phong Nguyên đánh nhau, vì sao? Ta nghĩ Bạch Ngân Tư Tế không có bất cứ lý do gì làm như vậy. U Minh lắc đầu, hiển nhiên không nghĩ ra vấn đề trong đây, ta hiện tại cũng không rõ lắm, ta cũng chỉ là có một cảm giác đại khái mơ hồ mà thôi. Đặt Lôi Á nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sắc mặt thoạt nhìn có một chút uể oải, ta chỉ là mơ hồ cảm thấy, Bạch Ngân Tư Tế đang thực hiện một kế hoạch vô cùng to lớn, mà hành động vừa rồi của chúng ta, rất có thể trong lúc vô ý sẽ phá hỏng một mắt xích trong đó, hoặc là sẽ khiến tình thế lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch, cho nên bọn họ ngăn chúng ta lại, ta vẫn không tin tưởng lắm. U Minh nói, ngươi vẫn là tạm thời đừng nghĩ phức tạp tới như vậy đi, bất luận nói như thế nào, chí ít Bạch Ngân Tư Tế và chúng ta đều là người của Ác Lan, không có lý do gì giúp đỡ người của Phong Nguyên đối phó người một nhà, hay là Bạch Ngân Tư Tế thật sự muốn cứu chúng ta. Đặt Lôi Á nhẹ nhàng mà ha hả một tiếng. Biểu tình trên mặt nàng là tuyệt vọng mà không thể làm gì, cùng âm thanh mệt mỏi của nàng, đều rõ ràng biểu đạt phản hồi của nàng với câu nói vừa rồi kia của U Minh. Hai người trong không gian bên trong xe ngựa không nói gì thêm, bên tai chỉ có tiếng móng ngựa chạy như bay, bánh xe cuồn cuộn, quanh quẩn trong sự yên lặng lúc sáng sớm của Cách Lan Nhĩ Đặt, đến rồi. Giọng nói của Đặt Lôi Á kéo U Minh từ trong suy nghĩ trở về. U Minh hiển nhiên vẫn đắm chìm trong đối thoại vừa phát sinh trên đường tới, hắn ngẩng đầu. Phát hiện mình đã không hay không biết theo Đặt Lôi Á đi tới cung điện ngầm trong trung tâm, bọn họ lúc này đang đứng trước một cánh cửa đồng dày nặng. Bạch Ngân sứ giả cung kính khom lưng, hai vị vương tước, Bạch Ngân Tư Tế đã chờ ở bên trong, mời vào. Đặt Lôi Á hít vào một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Sau hai giây, nàng đã thấy rõ tình hình trong phòng, nhưng hiển nhiên, nàng không thể tiếp nhận thứ nàng nhìn thấy. Nàng ngây ngốc ở cửa,
tựa như một pho tượng đá, vẫn không nhúc nhích. Phía tây đế quốc Ác Lan, cách La Nhĩ Đặc, khu vực ngoại thành, mặt trời đã từ từ dâng lên đến đỉnh đầu. Ánh mặt trời bó buộc từ tán cây dày đặc đâm xuyên xuống, hóa thành từng đạo ánh sáng như lợi kiếm, đâm rách sương mù sền sệt trong rừng rậm. Bụi bặm và hơi nước di động trong ánh sáng, phát ra hơi thở mùa đông lạnh như băng. Loại băng lãnh này hòa lẫn trong mùi vị rừng rậm nồng đậm, làm cho người ta cảm thấy đặc biệt tỉnh táo. Thế nhưng, thân thể lại không theo kịp. Này, này, Kỳ Linh quay đầu lại, nhìn Liên Tuyền và Thần Âm lúc này đã ngồi dựa vào thân cây to lớn ngồi lên lớp rêu đã héo rũ, hướng về phía A Khắc Lưu Khắc lớn tiếng gọi, chúng ta dừng một chút đi, các nàng đã đi không được nữa rồi. Giọng Kỳ Linh còn đang quanh quẩn trong rừng rậm yên tĩnh, A Khắc Lưu Khắc vốn đang khiêng một quan tài xông lên trước nhất, bóng người nhoáng lên, thoáng một cái liền đứng ở trước mặt Kỳ Linh. Gương mặt hắn vừa bình thản vừa bỉ ổi, gian tà mỉm cười, thoạt nhìn không thở dốc, tim không đập nhanh. A Khắc Lưu Khắc, ngươi gọi ta à, Kỳ Linh, có chuyện gì? A Khắc Lưu Khắc gần như dán lên chóp mũi Kỳ Linh hỏi, ngươi đi chậm một chút được không, xem ra ngươi thuộc họ ngựa đi. Kỳ Linh thuận thế ngồi lên rễ cây to khỏe lộ ra trong không khí của một gốc cây bên cạnh, liếc mắt, ta thuộc về gió. A Khắc Lưu Khắc đặt quan tài nặng nề lên mặt đất, thế nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Được được được, ngươi thuộc về gió, các ngươi thuộc về gió ta cũng không đã thương nổi, được chưa? Kỳ Linh quệt khóe miệng xuống một cái, biểu tình ghét bỏ nhìn A Khắc Lưu Khắc nói, ngươi chạy nhanh như vậy, nên đi làm chuyển phát nhanh đi, kéo xe ngựa, dông thuyền buồm, nâng kiệu đều thất nghiệp hết. A Khắc Lưu Khắc, ta không có thời gian đâu đại ca. Kỳ Linh hít mạnh một hơi, ngươi gọi ai là đại ca? Ta đào hố, đổ nước cho ngươi soi thử, râu mép của ngươi mấy ngày chưa cạo đều sắp che mất nửa gương mặt ngươi rồi được không, ông chú? Hơn nửa đồ vật ngươi đã trộm được rồi, còn không có thời gian gì chứ. A Khắc Lưu Khắc chạy đến bên cạnh Kỳ Linh, vỗ vỗ bụi trên hai tay, ngồi xuống cạnh Kỳ Linh, người trộm đồ, không có nhất chính là thời gian được không, trộm ra còn chưa xong, còn phải chạy mất mới coi là xong nha, nếu như bị bắt rồi có thể bị đánh không dậy nổi có được không, Kỳ Linh, được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Là ta không tốt. A Khắc Lưu Khắc nắm lấy hai tay Kỳ Linh, đề phòng y đánh tới, ta biết ngươi đuổi theo ta rất cực khổ, Kỳ Linh, năm người đều ở trong rừng rậm ngồi xuống. Kỳ Linh đi tới bên cạnh Liên Tuyền và Thần Âm, ngồi xổm xuống, nhìn hai người bọn họ một chút, đối với tình trạng trên người các nàng, Kỳ Linh có thể nói là bó tay hết cách, cho nên, y ngoại trừ ngồi xổm bên cạnh và thở dài, cũng không nghĩ ra được biện pháp gì. Thần Âm vì tước ấn bị phong ấn, mà Quỷ Sơn Liên Tuyền lại vì hồn lộ bị đứt đoạn, đều không có cách nào sử dụng hồn lực, cho nên, các nàng giờ phút này đã không còn là vương tước quai phong một cõi, cùng thân thể một người phàm thông thường không khác nhau chút nào. Đừng nói đuổi kịp tốc độ của A Khắc Lưu Khắc, ngay cả chạy trốn bình thường, cũng không có cách duy trì thời gian quá dài. Ngươi đi trước đi, Kỳ Linh quay đầu, hướng A Khắc Lưu Khắc nói, chúng ta từ biệt ở đây được rồi, dù sao chúng ta cũng đã giúp ngươi trộm được thứ ngươi muốn, ngươi cũng đã dẫn chúng ta ra ngoài, không ai thiếu nợ ai, gặp lại sau. Cái này không được, bóng người A Khắc Lưu Khắc đột nhiên lóe lên, đã ngồi xổm trước mặt Kỳ Linh, hắn cách chóp mũi Kỳ Linh cũng chỉ có khoảng cách một hai tấc. Ngươi có cần phải xuất quỷ nhập thần như vậy hay không? Lần sau ngươi còn lại, chớp tới như vậy, ta bảo đảm sẽ đánh ngươi. Kỳ Linh thở phì phò hướng phía sau nhảy ra một cái, gân xanh trên thái dương gân đều nhô ra, cái này không được. Bóng người A Khắc Lưu Khắc lại trở về chỗ trước khi tới, sau đó hắn vừa lặp lại lời vừa rồi, vừa chậm rãi cùng tay cùng chân cứng nhắc đi tới. Kỳ Linh, A Khắc Lưu Khắc cuối cùng dùng động tác tức cười của hắn đi tới trước mặt Kỳ Linh, sau đó hắn thở dài. Ta thật sự đi không được động tác chậm, vì sao không được? Hai người Liên Tuyền và Thần Âm tạm thời cũng không có cách nào sử dụng hồn lực, ngươi không phải không có thời gian sao anh trai, vậy ngươi đi trước đi, hơn nữa ngươi quay về Phong Nguyên, cũng không tiện đường với bọn ta. Không cần thiết lại ở cùng một chỗ. Kỳ Linh nhìn A Khắc Lưu Khắc, nghiêm túc nói, trước đây quả thật là như vậy. A Khắc Lưu Khắc gật đầu, nếu như ta không thấy ngươi lấy ra Phong Tân, thì khác, Phong Tân, đúng vậy. Thanh thánh kiếm này đã nhiều năm chưa xuất hiện trên lãnh thổ Phong Nguyên, hiện giờ lại ở trong tay của ngươi, mặt này nhất định có vấn đề gì đó, cho nên, ngươi phải theo ta cùng nhau quay về Phong Nguyên, mở ra bí ẩn này. Bằng không ta, bằng không ngươi thế nào? Kỳ Linh cảnh giác lui về sau một bước, nhìn A Khắc Lưu Khắc, ta sẽ vô cùng rối rắm, con người của ta, một khi đã rối rắm sẽ mất ngủ, vừa mất ngủ sẽ rất là khó chịu. A Khắc Lưu Khắc nghiêm túc nhìn Kỳ Linh, nháy cặp mắt to óng ánh nước của hắn. Thoạt nhìn vừa chân thành, vừa bỉ ổi,
ngươi không phải bác sĩ sao, vậy chính ngươi mấy cái thảo dược uống vào trước, sẽ không mất ngủ. À đúng rồi. Ngươi không phải bác sĩ sao, vậy ngươi có thể mở ra phong ấn của thần âm, sau đó chữa trị hồn lộ của quỷ sơn liên tuyền không? Hai mắt Kỳ Linh đột nhiên sáng lên, đương nhiên có thể. A Khắc Lưu Khắc gật đầu, cái này có gì khó, Kỳ Linh, sao vậy? Ngươi vì sao lộ ra vẻ mặt này? A Khắc Lưu Khắc xoa cằm của mình, thoạt nhìn rất nghi hoặc, vậy sao ngươi không trị? Để chúng ta theo ngươi chạy lung tung một đường như vậy. Ngươi có đạo đức hay không? Trong không khí vang lên một tiếng keng, trong tay Kỳ Linh đột nhiên biến ra cự kiếm phong tân, ngươi có tin ta sẽ thay trời hành đạo, dùng phong tân bổ ngươi làm củi đốt hay không? Sao ta phải trị? A Khắc Lưu Khắc vuốt tay, trên mặt là biểu tình khó hiểu, tựa như Kỳ Linh là một người điên, con người ngươi thật là kỳ quái. Kỳ Linh bị câu hỏi này làm cho nghẹn, hắn hiển nhiên không nghĩ tới A Khắc Lưu Khắc sẽ hỏi như vậy, có điều cẩn thận nghĩ tới, quả thật A Khắc Lưu Khắc cũng không có lý do gì nhất định phải làm. Ngươi không phải nói phong tân là thánh kiếm của các ngươi sao, ta đây dùng thánh kiếm ra lệnh ngươi, mau trị liệu cho hai người bọn họ. Kỳ Linh nghĩ rồi lại nghĩ, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt đắc ý, ta, nghĩ đầu óc ngươi có bệnh, ta vẫn là trị cho ngươi trước đi. A Khắc Lưu Khắc lộ ra một bộ biểu tình thương hại, ta chỉ là cho ngươi biết, phong tân là thánh kiếm của quốc gia bọn ta, thế nhưng phong tân cũng không phải bài vị tổ tiên của ta, ta không cần nghe lời phong tân. Hơn nữa, tuy rằng phong tân tôn quý, thế nhưng đối với bọn ta mà nói, cũng chỉ cần vào lần đầu tiên nhìn thấy phong tân quỳ xuống, nếu như gặp lại, cũng không cần hành lễ nữa. Hơn nữa nếu như người cầm phong tân trong tay là đồ bỏ, chúng ta cũng có thể đánh hắn. Kỳ Linh hiển nhiên không ngờ tới sẽ nghe một đoạn văn như vậy, vì vậy hắn ngây ra. Mấy giây sau, vẻ mặt của hắn nhanh chóng thu lại, trên mặt chỉ còn lại vẻ bi thương. Thật ra ta có thể cứu hai người bọn họ. A Khắc Lưu Khắc nhìn Kỳ Linh uể oải một cái, có điều ngươi phải đồng ý với ta một việc, cùng ngươi quay về Phong Nguyên. Kỳ Linh ngẩng đầu, nhìn A Khắc Lưu Khắc, hắn phát hiện bản thân đối diện với người đàn ông trước mặt thoạt nhìn so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi này hoàn toàn không hiểu được, hắn giống như một hình ảnh mơ hồ cách một cái cửa sổ mờ mịt, cái này không được. Thiên Thúc U Hoa vẫn ngồi bên cạnh không lên tiếng đột nhiên đứng lên, Kỳ Linh không thể đi theo ngươi, sao ta biết ngươi có thể trị được hay không? Hay là ngươi chỉ khoác lác chứ? Kỳ Linh đứng lên, hắn trước tiên nhìn U Hoa một cái, sau đó lại đưa ánh mắt quay lại trên người A Khắc Lưu Khắc, hiển nhiên, hắn có một chút động lòng, ta có thể cho ngươi xem trước một chút bản lĩnh của ta. Nói xong, hắn hướng về phía Quỷ Sơn Liên Tuyền đi tới, trước hết trị cho ngươi đi, vấn đề của ngươi, tương đối đơn giản, cùng gãy tay gãy chân không khác biệt lắm. Trái lại, người khác khá là đau đầu, hắn quay đầu lại nhìn thần âm một cái, không nói thêm gì nữa. Sau đó, hắn ngồi xổm người xuống, vươn tay thả lỏng liền bế ngang Quỷ Sơn Liên Tuyền lên. Lúc này, Kỳ Linh mới phát hiện thân thể A Khắc Lưu Khắc cao lớn cỡ nào, động tác hắn ôm lấy liên tuyền thoạt nhìn rất dễ dàng, bắp thịt nhỏ trên cánh tay thoạt nhìn rắn chắc mà đầy đặn. Có điều, Kỳ Linh rất nhanh thì ý thức được, hắn nhất định là dùng gió động tay động chân, cái này cùng với việc hắn khiêng quan tài không tốn sức chút nào là cùng một đạo lý, ngươi muốn làm gì? Kỳ Linh gọi lại A Khắc Lưu Khắc đang hướng chỗ sâu trong rừng đi tới, lúc ta chữa bệnh, không thích người khác vây xem. Bằng không, ta sẽ căng thẳng, đánh gãy mấy cái hồn lộ, ta cũng không chịu trách nhiệm. A Khắc Lưu Khắc cũng không quay đầu tiếp tục đi về phía trước, vừa dứt lời, bóng người của hắn liền biến mất trong một biển cây cỏ rậm rạp rồi. Kỳ Linh đưa mắt nhìn bốn phía, hoàn toàn không có bóng dáng hai người bọn họ, thời gian chậm rãi trôi qua. Sương mù trong không khí theo mặt trời càng lên cao chiếu rọi xuống, dần dần trở nên loãng, tầm nhìn trong rừng sâu ngày càng xa, mọi thứ xung quanh đều thay đổi rõ ràng, mùa xuân vẫn chưa tới. Phần lớn tán cây đều trơ trụi. Chỉ có tuyết tùng, liễu sam cùng một ít thực vật lá kim, vẫn như cũ nhô ra từng bó lá dày đặc, mà phần lớn cây cối đã chỉ còn lại mấy nhánh cây đang xem dưới bầu trời. A Khắc Lưu Khắc và Quỷ Sơn Liên Tuyền biến mất vẫn chưa thấy hình bóng, thần âm tựa dưới một cây đại thụ cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần. Mà Thiên Thúc U Hoa đã ở trên một đám dương sĩ dày đặc khô héo bên cạnh nằm ngủ. Kỳ Linh nhẹ nhàng đi tới, cởi áo ngoài trên người hắn ra, cẩn thận đắp lên người nàng. Bắt đầu từ đêm qua, một đường đều là thời khắc sinh tử căng thẳng cao độ, Thiên Thúc U Hoa có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa cũng chỉ là một cô nhóc mười mấy tuổi. Kỳ Linh thấy trên giày và váy của nàng dính một ít nước tuyết và bùn nhão, trên gương mặt mềm mại của nàng, mấy lọn tóc đã tán loạn, mềm mại dán lên gò má nàng. Kỳ Linh nhìn nàng co lại thành một đoàn nho nhỏ, trong lòng nổi lên vài phần thương tiếc nhàn nhạt. Đột nhiên, một cảm giác khác thường tựa như mặt hồ rung động từ chỗ sâu trong rừng truyền tới,
Thần Âm đột nhiên mở mắt, nàng hướng về gương mặt hoảng sợ của Kỳ Linh, nàng biết Kỳ Linh cũng cảm nhận được dao động hồn lực khác thường này. Đừng cử động, Thần Âm nhỏ giọng nói, sau đó vừa cẩn thận di chuyển lại, tới gần bên cạnh Kỳ Linh. Thiên Thúc U Hoa cũng đột nhiên tỉnh dậy, nàng vừa ngồi dậy, chưa phản ứng tới, lại đột nhiên phát hiện băng, vô cùng vô tận băng đá, tựa như toàn bộ khu rừng đã bị thủy triều bao phủ, sau đó lại trong một cái nháy mắt, tất cả thủy triều đều động lại thành băng tuyết như nhau, toàn bộ mặt đất khu rừng, mấy giây trước còn là bùn đất và bãi cỏ dày đặc, mà giờ phút này, lại đều đã bao trùm lên tầng tầng băng đá và tuyết động, không chỉ trên mặt đất như vậy, ngay cả từng gốc cây che trời, cũng giống như đang bị băng tuyết không biết từ đâu tới nuốt chửng. Băng tuyết màu trắng này tựa như vật có sinh mạng còn sống, từ mặt đất dọc theo thân cây to khỏe răng rắc bao vây lấy, leo lên, một đường hướng tán cây trên bầu trời lan ra. Mấy phút sau, không gian xung quanh đột nhiên biến thành một mảnh rừng băng tuyết bị tuyết lớn bao trùm, mà giờ phút này, Quỷ Sơn Liên Tuyền và A Khắc Lưu Khắc chậm rãi từ chỗ sâu trong gió tuyết đi ra. Cái này, Kỳ Linh đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, lại nhìn Quỷ Sơn Liên Tuyền, trên mặt nàng đã không còn vẻ mặt uể oải mà yếu ớt kia. Nàng lại một lần nữa biến thành vương tước kiệt ngạo mà tôn quý. Liên Tuyền tỷ tỷ, đây rốt cuộc là, hồn lộ của ta đã được A Khắc Lưu Khắc chữa trị, lúc này trong cơ thể ta có ba bộ hồn lộ cùng tồn tại. Liên Tuyền nhìn Kỳ Linh, thông thả mà nghiêm túc nói, tình hình ngươi thấy lúc này chính là loại thiên phú thứ ba của ta, Tuyết Yêu Thiển Quang. Thiên Thúc U Hoa ánh mắt run rẩy, giống như tự lẩm bẩm, Tuyết Yêu Thiển Quang. Đây không phải là tên một lá trắng trong truyền thuyết sao? Thần Âm vừa rồi tâm tình còn cảnh giác, cuối cùng cũng trầm tĩnh lại, nhưng lập tức nghi hoặc tới, lại lái đi không được. Đúng vậy, tấm chắn cùng tên kia chính là vì kỷ niệm Thiên Phú Vương Tước cấp 3 Tháp Tây Á hơn 100 năm trước thủ vệ biên cảnh kia mà đặt tên. Thế nhưng tấm chắn kia chỉ chế tác hoàn mỹ, độ cứng hàng đầu mà thôi, cùng Thiên Phú, Tuyết Yêu Thiển Quang này không có liên hệ gì. Năm đó Tháp Tây Á kia vẫn đóng ở biên cảnh, trở thành nữ anh hùng được người tôn kính nhất trên lãnh thổ Ác Lan. Lúc đó, thiên phú này của nàng có thể cưỡng chế khu vực xung quanh trong nháy mắt biến thành khu vực thuộc tính nước, bất luận là ở sa mạc không hề có nguyên tố nước, hay là ở cao nguyên cuồng phong tàn sát, thậm chí là ở huyệt động hỏa diệm hung dũng, dung nham cuộn trào mãnh liệt trong lòng đất, chỉ cần có thiên phú này tồn tại, vậy xung quanh đều có thể nhanh chóng biến thành hình dạng như xung quanh chúng ta hiện giờ. Thiên Thúc U Hoa đứng lên, đáp lại. Thế nhưng, Ác Lan một năm bốn mùa đều có đầy đủ nguyên tố thủy, khắp nơi đều có hồ nước, dòng sông. Mùa hè còn là mưa xối xả, mùa đông tuyết lớn bay bay, thiên phú này không có bao nhiêu tác dụng hả? Kỳ Linh suy nghĩ một chút, có chút không rõ, thế nhưng, khi hắn quay đầu lại thấy vẻ mặt ngưng trọng của Thần Âm, hắn liền biết, nhất định chính mình đã bỏ quên vấn đề mấu chốt. Quả nhiên, sau khi Liên Tuyền và Thần Âm trao đổi vẻ mặt với nhau, Liên Tuyền chậm rãi gật đầu, Thần Âm gương mặt ngưng trọng nhìn Kỳ Linh nói, đúng là trên lãnh thổ Ác Lan, thiên phú này cũng không quan trọng, hơn nữa, chúng ta đều là thủy tước. Biến chiến trường xung quanh thành khu vực thuộc tính nước, đối với địch, đối với ta đều có lợi. Thế nhưng, một khi ở trên lãnh thổ ba quốc gia khác, đặc biệt là khu vực thuộc tính lửa, Tuyết Yêu Thiển Quang lại cực kỳ có ý nghĩa quan trọng. Thật ra cái gì? Kỳ Linh nhìn Thần Âm dừng lại không nói lời nào, nhìn không được hỏi. Thật ra thiên phú này cho tới nay đều bị coi là thuật ngữ viễn chinh. Thiên Thúc U Hoa sau lưng nhẹ nhàng tiếp lời, không ngờ tới, Bạch Ngân Tư Tế lại đem thiên phú lâu đời như vậy một lần nữa làm sống lại, chẳng lẽ nói Kỳ Linh chợt đứng lên. Chẳng lẽ nói, Ác Lan đang chuẩn bị tấn công những quốc gia khác, hắn quay đầu nhìn A Khắc Lưu Khắc, từ trên vẻ mặt âm trầm của hắn, Kỳ Linh biết mình đã nói trúng rồi, thế nhưng, trồng trên người ta có thể có tác dụng gì chứ? Ta đã sớm phản bội bọn họ, lúc này cũng không có khả năng lại vì bọn họ đi chinh chiến, Liên Tuyền thở dài, nàng nhìn A Khắc Lưu Khắc vẻ mặt u ám. Dường như cũng là nói để an ủi hắn, ngươi đừng quên người thống trị cao nhất của Ác Lan là Ngải Âu Tư, thiên phú của hắn là nhiếp hồn, hắn có thể hoàn chỉnh thu lấy trí nhớ, đương nhiên cũng có thể chỉ thu lấy một ít phần quan trọng hoặc là mảnh nhỏ ký ức, khiến ngươi quên đi một vài việc, chỉ nhớ kỹ vài việc, hắn thậm chí có thể khiến ngươi biến thành cỗ máy giết chóc, chỉ còn lại tư duy bản năng, thế nhưng Ngải Âu Tư không phải đã mất tích sao? Bạch Ngân Tư Tế truyền đạt tin tức cho bọn ta, không phải nói là người của Phong Nguyên các ngươi mang đi sao? Thoạt nhìn, tình thế so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. A Khắc Lưu Khắc vẫn im lặng đến giờ, đột nhiên nói chuyện, trên mặt hắn không còn vẻ mặt thiếu niên bất hảo kia, giọng hắn trầm thấp âm ách, tựa như tiếng dây cung rất trầm, hiện tại, bất luận như thế nào, ngươi đều phải cùng ta quay về Nhân Đức. Không chỉ ngươi, còn có các ngươi, hắn nhìn bốn người trước mặt, vừa nói,
vừa nhẹ nhàng xoa động ngón tay của hắn, cặp bao tay da mềm mại kia của hắn mơ hồ hiện ra ánh sáng mờ mịt, trong rừng rậm yên tĩnh, đã không còn ai nói nữa. Tất cả mọi người mơ hồ cảm nhận được một loại cảm giác đè nén lửa xém chân mày, tựa như trong bóng tối có rất nhiều sợi chỉ phát sáng đang xen bện vào nhau, thế nhưng, hiện nay lại rối rắn quấn cùng một chỗ, giống như có một bí mật to lớn, đang ở theo những sợi tơ chiếu sáng này kéo tơ, bóp kén, kêu gào muốn ra, vô số nghi vấn, vô số sợ hãi, vô số suy đoán, vô số câu đố, mọi thứ ngưng kết trong ngày tuyết lớn vô biên vô tận này, băng tuyết bao phủ tất cả, tựa như một viên hổ phách đẹp nhất, mà trong hổ phách đang ngủ say, bất luận là bương bướng tinh xảo, hay là quái vật khiến người kinh sợ, một ngày nào đó, nó sẽ thức tỉnh dậy, đúng vậy, nó đang tỉnh lại, phía bắc đế quốc nhân đức, thung lũng phong tân đạo, gió lay động trường bào của hắn bay phất phới, gió tuyết thô bạo thổi qua khe hở của thung lũng, khe hở thoạt nhìn không phải có từ xưa đến nay, chỗ dưới cùng kết nối núi non lại là bị thứ gì đó bổ ra, về sau mới hình thành, chống đỡ dưới đáy hai tòa sơn chính là mấy sợi hồn lực tinh xảo, quấn quanh sơn cốc, toàn bộ gió tiến vào thung lũng phong tân đạo đều là do hồn lực khống chế, sức gió không thể quá lớn sẽ khiến tuyết đông phía tây thổi tới đây, đông kết lại trên vách núi hai bên thung lũng, cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới sản lượng tê phong thạch liên, lượng cung cấp cho cả quốc gia cũng sẽ giảm thiểu, nhưng gió cũng không có thể quá nhỏ. Quá nhỏ sẽ ảnh hưởng tới hồn thuật sư của Phong Nguyên thi triển hồn thuật thuộc tính gió quy mô lớn, nếu có quốc gia khác tới xâm phạm, lại không cách nào đuổi bọn họ đi, thật là không còn cách xoay chuyển. Người có thể trông giữ nơi này, toàn bộ đại lục Odin chỉ có một, Bạc Y Tư, y phục của hắn rất phong phanh, trường bào màu trắng giống như tháp đèn trong sương tuyết, đường viền bạc dài lộ ra lập lòe, gió lay động tóc mái lơ thơ trên trán hắn, chiếu trên vương miện màu bạc, cầu vồng giống như mộng ảo. Bạc Y Tư đi lên bậc thang, phía sau sương mù che đậy hơn một nửa thung lũng phong tân đạo, toàn bộ kiến trúc đặc sắc của phong tân đạo cũng không phải rất xa hoa, hai bên tường vây tựa như mất đi trọng lực lơ lửng ở hai bên chính điện, mấy gian phòng riêng phía sau cùng bởi quanh năm không ai ở, Bạc Y Tư cũng lười quan tâm bọn chúng, chỉ là bị khí nhận dày đặc bao quanh, tự nhiên yên tĩnh rất nhiều, đình viện phía sau mọc đầy một loại thực vật bách lá kim, thay vì nói là thực vật chẳng bằng nói là một thứ không có sinh mệnh, nó chỉ là trôi nổi lơ lửng trên không trung. Cũng không cần bất kỳ chiếu sáng và dinh dưỡng, có điều một năm bốn mùa phải có gió mát thổi qua bằng không sẽ héo rũ phát ra tanh tưởi. Loại thực vật này trước đây sinh trưởng ở nơi cực bắc, sau đó Bạc Y Tư thấy ở đây quá trống trải mới tìm một ít vương tước cấp thấp tới sắp đặt những bách lá kim này. Bách lá kim thật ra ở đây không có tác dụng quá lớn gì, tác dụng lớn nhất của nó là tản ra một loại mùi hương hoa. Loại hương hoa này có thể hấp thu hơi nước trong không khí khiến độ tinh khiết của khí nhận càng tăng cao. Tác dụng đặt ở nơi cực bắc không cần nói cũng biết, chính là để phòng ngừa thủy nguyên tiến công. Phía trên chính điện không có nóc nhà, loại thiết kế này thật ra lại rất kỳ quái, nhưng lại không lọt mưa tuyết, cũng có thể chống đỡ gió mạnh. Chủ yếu là Bạc Y Tư ở phía trên chính điện dùng tới vạn cái khí nhận bệnh thành một tấm lưới, dùng hồn lực thay đổi dòng chảy của khí nhận trong không khí, do đó khiến gió tuyết bị thổi vào chỗ rất xa chính điện. Nàng vận dụng hồn lực không thể nói là đang điêu khắc nhất tác phẩm nghệ thuật, trái lại giống như đang đắn đo tính mạng của mình từng giây từng phút đều không còn hữu dụng, loại thành thạo này, tựa như một loại ác mộng dọa người. Tiến vào chính điện, ngẩng đầu không phải sương mù màu nhũ bạch cũng là bầu trời đêm yên tĩnh, đây là vì khí lưu bên ngoài hấp thu ánh sáng màu trắng mà lại phản xạ ánh sáng màu đen, cả trời trăng sao chỉ là lá của bách lá kim trôi nổi trong khí nhận, xoay tròn hình thành, tựa như đầm lầy hồn lực lôi kéo, chỗ nào cũng hiện đầy hơi thở tử vong. Sau, này tới, ta khuyên ngươi tìm người thông báo trước một tiếng, bằng không cũng sẽ không đơn giản như hôm nay vậy rồi. Bạc Y Tư cười cười, trong ánh mắt không nhìn ra nội tâm của hắn, hay là nói nhìn không ra hắn sống bao lâu. Vâng, Bạc Y Tư đại nhân. Bóng người màu đen đến không giống bị thương gì, vải bố màu xám tro trên áo cũng không có vết rách nào, thế nhưng, mỗi một tấc da thịt của hắn đều bị khí nhận cắt qua, khí nhận rất mỏng, không có cách nào tưởng tượng làm sao đi qua quần áo mà lại không làm rách quần áo. Đáng sợ nhất là máu vẫn chưa chảy ra đã bị Bạc Y Tư dùng khí lưu ngăn chặn, chỉ cần thoáng rút đi hồn lực, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta ở đây có hai tin tức muốn bẩm báo người, người có thể sẽ cảm thấy hứng thú, nói đi. Bạc Y Tư lấy tay nắm lên không trung, vài sợi hồn lực liền tạo ra một trận không lớn không nhỏ, thân thể bóng đen đang nhanh chóng khép lại, Bạc Y Tư dường như không có việc gì ngồi bên cạnh bàn, tùy tay cầm lên một chén nước trà. Sáu sứ đồ của Phong Nguyên đã toàn bộ lẻn vào thủy nguyên. Sứ đồ của vương tước cấp 7A Khắc Lưu Khắc đã tìm được thứ chúng ta muốn, đồng thời có thu hoạch bất ngờ, hiện nay hướng đi của sứ đồ sát lục không rõ, có thể hắn đang chấp hành mệnh lệnh Bạch Ngân Tư Tế đơn độc đưa ra, thu hoạch bất ngờ gì,
hắn đã tìm được người nắm giữ Phong Tân và người có thiên phú biến mất trong thánh chiến rất nhiều năm trước Tuyết Yêu Thiển Quang. Phong Tân thật sự đã xuất hiện sao? Bọn họ ở đâu, lẽ nào Thủy Nguyên đã biết rồi? Vô cùng chính xác, chúng ta là vào lúc A Khắc Lưu Khắc bị vương tước cấp 2 và vương tước cấp 4 của Thủy Nguyên đuổi bắt thì liên lạc tới, A Khắc Lưu Khắc đang chạy đi, đưa bọn họ đều mang về, còn quên nói cho người biết người nắm giữ Phong Tân kia không quá tốt, hắn dường như không có điểm đặc thù gì, còn có, người có Tuyết Yêu Thiển Quang là một vương tước ba sinh mệnh, nói tiếp điều tiếp theo. Người bóng đen không thấy lòng bàn tay Bạc Y Tư đang đổ mồ hôi, hắn không biết Thủy Nguyên đến cùng có bao nhiêu quái vật như vậy, hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Băng đế đã đi tới tháp thành Josephine, tin tức chính xác 100%. Nhưng hắn không đi trước, dường như đang chờ ai đó. Ngải Âu Tư, Bạc Y Tư đại nhân, ngài quen hắn. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Bạc Y Tư quay đầu, thanh cự kiếm kia đang thức tỉnh. Phía tây đế quốc Ác Lan, cách Lan Nhĩ Đặc, trung tâm, trụ đá to lớn ầm ầm ngã xuống. Con đường đá màu băng lam bị mài đến trơn nhẵn, cỏ lau bên cạnh tản ra mùi hôi thối, trong chất lỏng màu đen bao lấy vô số cây mây đang hướng con đường đá leo đi, trên người đại đa số bọn chúng đều tản ra ánh sáng xanh mơn mởn, phun ra hơi nước màu xanh lục đậm, càng không ngừng ăn mòn hai bên đường đá. Gilgamesh biết, Ngải Âu Tư cuối cùng không nói ra chỗ đó chính là một trong những vị trí cơ mật tối cao của Ác Lan, nếu như không phải năm đó chính mình đã xem phong thủy cấm ngôn lục, bản thân cũng sẽ không biết. Hoặc nếu như không đụng vào những thứ này có thể chính mình vẫn cùng ba sứ đồ của mình ở đảo Vụ Ân Lục sinh sống, đây chính là đường tới chỗ đặt tương chi, đây là con đường thứ hai, người bình thường sẽ không đi ở đây, nhưng ở đây cực kỳ bí mật, Bạch Ngân Tư Tế cũng rất khó nhận thấy được cái gì, nhưng khó giải thích nhất chính là những cây mây ở nơi này, đối với vương tước mạnh nhất Ác Lan đời trước mà nói cũng rất khó, hơi có chút dấu hiệu hồn lực bất thường, Bạch Ngân Tư Tế sẽ phát giác, nếu như là chỗ khác, bản thân vẫn có thể buông tay đánh cuộc. Thế nhưng trong trung tâm, dù bọn họ không thể gây thương tổn được chính mình, thế nhưng muốn không chịu chút nỗi khổ da thịt cũng rất khó. Gilgamesh dùng ngón tay thấm thấm nước, dùng hồn lực bên trong thân thể nhanh chóng tại một chỗ bên ngoài cách rất gần thân thể tạo ra một trận rất yếu ớt, dù yếu ớt nhưng vẫn có thể chống đối loại này dây phun ra hơi nước. Gilgamesh lại nghĩ đến 5 năm trước, Glan ở đây hoàn thành nhiệm vụ chính mình giao cho hắn, vô tình mở ra cơ quan tới tương chi, Glan cái gì cũng đều không hiểu. Có điều lúc bản thân cũng không biết là ở đâu, Glan vừa học được nguyên tố lửa đem đá nơi này đốt đến đen kịt, đồng thời còn hướng chủ nhân khoe khoang, nếu không phải chính mình đúng lúc chạy tới, chỉ sợ là không còn cách xoay chuyển, Bạch Ngân sứ giả kia đủ để lấy mạng hắn. Nghĩ tới đây hắn nở nụ cười một cái, có điều dáng tươi cười rất nhanh liền đánh tan, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền đến vừa vào phòng đá. Phong cách phòng đá trái lại không giống như trang trí cổ điển cố hữu của Ác Lan, trái lại có xu hướng của những quốc gia khác. Bản thân cũng không thể nói rõ cảm giác này, cảm giác ngay bên miệng, nhưng không có cách nào, giống như là ở trong tối có thứ gì sắp sửa xảy ra. Ngài chính là vương tước cấp một đời trước Gilgamesh đi, giọng nói đàn ông đầy sức hút, mặc áo khoác màu đen dài chấm đất, hắn không lộ vẻ gì, hắn ngoại trừ môi miệng, những chỗ còn lại đều bị mũ trùng dựng thẳng che giấu trong bóng tối. Không ngờ tới Ác Lan còn có người nhận ra ta, Gilgamesh nhẹ nhàng lấy xuống mũ trùng, lộ ra mặt mày giống như đế hoàng của hắn. Tóc dài màu vàng kim trong bóng đêm lúc sáng lúc tối, chân của hắn trước sau không rơi xuống đất, cùng nội tâm của hắn như nhau. Ta, cảm thấy ngài đã sai rồi, vừa rồi Bạch Ngân Tư Tế hạ lệnh liên quan đến truy sát người chính là Tinh Đỏ, đây cũng là lần Ác Lan phát ra nghiêm trọng nhất, chủ yếu là tính gấp gáp, cho nên nói ngài vẫn là theo bọn ta trở về, bọn ta cũng không muốn ra tay, chỉ dựa vào các ngươi, ta nghĩ ngươi cũng không muốn gây ra động tĩnh gì đi, huống hồ nơi này là trung tâm, dù ngươi muốn ra tay. Ta nghĩ ngươi cũng không đành lòng, chờ ngươi thấy được thân phận những Bạch Ngân sứ giả phía sau ta nghĩ ngươi ra tay vẫn chưa muộn. Bạch Ngân sứ giả tay trái giơ giơ, mấy ngàn mũi tên bạc hướng Gilgamesh bắn tới, Gilgamesh biết mình đã trúng kế, nhưng tự mình đi tới nơi này cũng là vì để Ngân Trần có thể sống lại, thời gian 4 ngày chính đình giữ không được, nếu như lúc này sử dụng hồn thuật qua loa, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi, Gilgamesh lại không ngừng né tránh, mặc cho mũi tên nhọn ghim vào chính da thịt trắng nõn của hắn. Gương mặt đế hoàng này của hắn, lúc này có vẻ nhỏ bé như vậy, lại không đánh trả, không phải là không còn hồn lực nữa chứ. A đầu gối Gilgamesh bị đâm trúng, sâu bọ mày bạc ngọ ngoại leo lên người hắn, Bạch Ngân sứ giả gọi những Bạch Ngân sứ giả khác dùng thùng sắt này lại đi lấy một ít sâu này tới dằn vặt hắn. Trong bóng tối một trận tiếng gió nghịch chuyển, hoa văn màu vàng kim cả người đột nhiên phóng ra ánh sáng kịch liệt, điêu khắc hắn như một món đồ sứ trống không. Trong không khí vang lên một tiếng nổ tung. Một đoàn quang ảnh sương mù màu trắng bạc hòa lẫn giống như một bóng đen quỷ mị rộng rãi mà rắn chắc phía sau lưng vùng vẫy mà ra,
Sau đó trong nháy mắt chia ra thành vô số khí lưu màu trắng bạc thật nhỏ, giống như con sứa bọc thật chặt thân thể Gilgamesh. Trong không khí đột nhiên chợt nổ tung vô số luồng hồn lực vặn vẹo, dòi bọ bị vẫy khắp nơi, mê cục và ảo cảnh bóng đen tạo ra xung quanh đều là hồn lực nhiễu loạn tầm mắt. Gilgamesh biết, người này nhất định là vương tước cấp cao, rõ ràng trong tầm mắt cái gì cũng không nhìn thấy, xung quanh tựa như một mảnh phế tích trống trải, khắp nơi bừa bộn. Trên mặt đất bị rạch ra vết tích rõ ràng có thể thấy được, trên mặt đất có một đóa hoa nhỏ màu băng lam, tốc độ của bóng đen cực nhanh, giống như từ khí lưu màu trắng bắn tung ra, kéo hai tay của mình chạm vào băng hoa, lần thứ hai mở mắt ra liền chuyển tới chỗ gửi tương, tất lạc, vì sao ngươi ở đây, trả lại ngươi một cái ân tình. Tuy rằng ngươi đã cứu ta, thế nhưng, chuyện ngươi làm lúc đó, ta sẽ không bỏ qua. Gilgamesh ngồi ngay ngắn trên băng đá, đám bạch ngân sứ giả đều cho rằng mình đã rời khỏi trung tâm, hầu như toàn bộ đều xông ra ngoài tìm kiếm, đây cũng là một cơ hội tốt, chí ít có thể để ngân trần sống lại sớm một chút, tiết kiệm không ít sức lực. Thứ ngươi muốn ta đã chuẩn bị xong cho ngươi, ta nghĩ sau này ngươi sẽ rõ. Từ trong chiến bào lông chim đen kịch vươn ra ngón tay già nua mà lại mảnh khảnh của hắn, vuốt ve vai Gilgamesh, vô số sợi tơ giống như tia sáng màu vàng hướng thân thể Gilgamesh chảy tới, chờ ngân trần sống lại, chúng ta nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Được, ta cùng đi với ngươi, ngươi cùng ta là muốn đi tìm ngải Âu Tư, ngươi có thể có hiểu biết của ta với hắn. Gilgamesh đang nghe truyện trên TV audio CV cảm giác được chung quanh cách đó không xa có một người có mạch hồn gần như giống nhau, với mình, nhưng cũng bị thứ gì giam cầm, không giống sứ đồ của mình, cảm giác này rất xa lạ, sức mạnh này đang thức tỉnh, nó không bao giờ ngủ, giống như có hai con mắt đang chăm chú nhìn mình, sao ngươi muốn tới đây, ta cũng không biết, ta cảm giác có thứ gì đang kêu gọi ta đây trưởng thành sẽ đi tìm ngươi. Phía Tây Atlant, bầu trời khu vực Trung Nguyên, lúc này đã là giữa trưa, mặt trời đã sớm xuyên phá tầng mây, treo trên đỉnh đầu, ánh sáng và nhiệt độ đều 10 phần dữ dội hơn nhiều so với sáng sớm, nhưng thật ra không thể nói là có xuyên phá tầng mây hay không, bởi vì giờ phút này đoàn người kỳ linh đang bay trên tầng mây, vô số đám mây trước mặt hướng bọn họ lao tới, thoạt nhìn vô cùng kinh hãi, nhưng trên thực tế, lại chỉ như một luồng vang mỏng quất vào mặt mà qua, chỉ để lại trên mặt cảm giác lạnh lẽo mảy may. Lúc xuyên qua một đám mây thật lớn mà lại dày nặng, cảm giác giống như trời đổ sương mù. Chung quanh là một mảnh trắng xóa kỳ ảo, như gần như xa, kèm theo âm thanh khí lưu khe khẽ trên bầu trời, làm cho người ta có cảm giác đặc biệt không chân thật. Kỳ linh vuốt ve lông ngắn mềm mại, mịn màng nơi cổ của Thương Tuyết Chi Nha, nó thích kỳ linh xoa chỗ này của nó, mỗi lúc như vậy, nó sẽ hơi nheo mắt lại, trong cổ họng ngốc nghếch phát ra tiếng hừ hừ, tư thái đế vương hùng sư hai cánh của bản thân liền trở nên giống như một con chó săn lông vàng dễ bảo, ngốc nghếch, mà lúc này đang giơ lên hai chân, bị gió thổi đến có chút đỏ lên. Kỳ linh xoay người, hướng về Thiên Thúc U Hoa đang ngồi phía sau mình, nghiêm túc hỏi, ngươi có lạnh không? Không lạnh. Âm thanh thật thấp mang theo thanh thúy và e thẹn đặc trưng của thiếu nữ. Kỳ linh không nhìn thấy biểu tình của U Hoa phía sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu cười, vẫn như cũ kéo qua một góc áo choàng dày nặng của mình, nhẹ nhàng bọc lấy tay U Hoa. Lúc này, nếu Kỳ linh có thể quay đầu lại, nhất định có thể thấy biểu tình cả mặt đỏ bừng của Thiên Thúc U Hoa. Trong ánh mắt nàng lóe ra một loại mong chờ của thiếu nữ. Mùi vị truyền tới chóp mũi, ngoại trừ hơi thở mát lạnh của bầu trời ngày đông bao la, còn có hơi thở đến từ kỳ linh cách mình mấy phần da sau tai và gáy lộ ra ngoài của hắn, tản mát ra mùi hương thiếu niên ấm áp như có như không, dù bị gió thổi tan vào trời cao bao la, vẫn như cũ có thể bắt được mỏng manh còn sót lại. Đó là một loại hơi thở giống như hạt cát bị ánh mặt trời hong nóng. Nó ngửi giống như muối, Thiên Thúc U Hoa bị suy nghĩ này trong lòng mình làm cho tâm tình chập trùng. Trái tim tựa như sắp nhảy ra từ trong ngực, bay bên cạnh Thương Tuyết Chi Nha là hồn thú diêm sĩ to lớn của Quỷ Sơn Liên Tuyền, nhìn ở khoảng cách gần như vậy, thân thể nó to đến khiến người khác khiếp sợ, nó phe phẩy cánh lớn màu trắng, thoạt nhìn tựa như một hòn đảo nhỏ trôi nổi treo trên bầu trời, Thương Tuyết Chi Nha bay bên cạnh nó, thoạt nhìn giống như một con bồ câu nho nhỏ bay lượn lờ bên cạnh pho tượng tuyết, trên lưng diêm sĩ, ngồi cùng Liên Tuyền ở phía sau nàng là thần âm vẫn như cũ không thể sử dụng hồn lực, vốn dĩ, lúc lại xuất phát Quỷ Sơn Liên Tuyền và Thiên Thúc U Hoa ngồi cùng nhau, Liên Tuyền là xuất phát từ suy nghĩ muốn bảo vệ nàng, dù sao giữa mình và nàng tồn tại đạo vĩnh sinh khế ước tàn khốc kia, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, bảo vệ nàng cũng chính là bảo vệ mình, thế nhưng Thiên Thúc U Hoa hừ lạnh hai tiếng, ai muốn cùng với ngươi. Sau đó xoay người hướng Kỳ Linh đi đến, Kỳ Linh, ta ngồi với ngươi. Quỷ, Sơn Liên Tuyền bất đắc dĩ cười cười, giữa hai chân mày có một loại uể oải, nàng không nói thêm gì, xoay người, đưa tay về phía thần âm, vậy ngươi và ta cùng nhau đi,
vừa lúc ngươi không cách nào sử dụng hồn lực, bay trên cao đối với ngươi mà nói vẫn là quá nguy hiểm, ta dùng dây xích cố định ngươi ở trên lưng diêm sĩ, như vậy sẽ không thành vấn đề. Thần Âm gật đầu, chật vật leo lên tấm lưng cao to của diêm sĩ. Đối với sứ đồ giết chóc đã từng hô mưa gọi gió như nàng mà nói, chưa từng nghĩ tới bản thân có một ngày, thậm chí ngay cả bò lên cao một chút cũng tốn sức như vậy. Đương nhiên, nàng càng không ngờ tới chính là, Quỷ Sơn Liên Tuyền, không lâu trước đây đã từng bị chính mình truy sát đến thoi thóp, lúc này lại trở thành người bảo vệ mình. Chính là trên thế giới này, từ trong sâu xa, tự có phép tắc vận hành thuộc về riêng nó, duyên phận cũng được, ràng buộc cũng được, thậm chí linh tê độc nhất vô nhị thuộc về thế giới hồn thuật, đều bao trùm trong quỷ tích thuộc về số mệnh, mà A Khắc Lưu Khắc thì càng không cần phải nói. Y hoàn toàn không cần cưỡi bất cứ hồn thú gì, ở trên trời tự do lui tới, tựa như con của gió vậy, bóng dáng lơ lửng không cố định, lúc thì ở xa xa chân trời phía trước đợi bọn họ theo kịp, chỉ chớp mắt lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh họ, nhắc nhở bọn họ lộ trình. Bóng dáng y tốc độ cực kỳ nhanh chóng, trong lúc qua lại chỉ còn lại tàn ảnh thỉnh thoảng lại xuyên tới chân trời. Quỷ Sơn Liên Tuyền cúi đầu, xoay người nhẹ nhàng mà nói với Thần Âm sau lưng mấy câu gì, sắc mặt Thần Âm thoạt nhìn rất chăm chú, nàng trầm tư một hồi, trướng người tới trước, ghé vào bên tai Quỷ Sơn Liên Tuyền, nhỏ giọng đáp lại mấy câu, các ngươi đang thầm thì cái gì vậy? Bóng dáng A Khắc Lưu Khắc đột nhiên chợt xuất hiện ở trên lưng diêm sĩ, y nhẹ nhàng treo một chân đứng thẳng giữa trời, một chân khác nhẹ nhàng vòng lấy, động tác thoạt nhìn phóng khoáng mà lại thoải mái, y giống như được một bàn tay khổng lồ vô hình nâng lên giữa trời, theo tốc độ của diêm sĩ di chuyển về phía trước. Chúng ta đang nói Quỷ Sơn Liên Tuyền nhìn A Khắc Lưu Khắc, dừng một chút, khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười, ngươi vác một cái quan tài lớn như vậy, không phiền sao? A Khắc Lưu Khắc yên lặng nhìn Quỷ Sơn Liên Tuyền, giống như trên mặt nàng nở ra một đóa hoa, nhìn hồi lâu, y mới gian tà, nhếch miệng cười, ta đường đường là sứ đồ Phong Nguyên, đàn ông bảy thước, cũng không yếu đuối như con gái các cô gái yếu đuối ở trước mặt ta, không phải sứ đồ sao, nàng hiện giờ lại là vương tước ba mạch hồn nha. Thần Âm tiếp lời, giơ tay lên che miệng, nhìn không được cười nói, có lẽ đã quen với hơi thở giết chóc và gương mặt bao phủ băng tuyết của nàng, lần đầu tiên thấy Thần Âm mỉm cười, A Khắc Lưu Khắc cũng không nhịn được bị nụ cười của nàng lây nhiễm. Ngay cả Kỳ Linh bay ở bên cạnh, cũng không nhịn được từ đằng xa xoay đầu lại, A Khắc Lưu Khắc ngẹo đầu, đầy ý vị nhìn Thần Âm, Liên Tuyền một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía trước lao đi, quan tài to lớn vẫn như cũ vác trên tấm lưng rắn chắc của y, từ xa nhìn lại, giống như một bao kiếm gỗ đen khổng lồ. Động tác của y chậm rãi tựa như tản bộ hướng về phía chân trời xa xôi phía trước, mây trắng cuồn cuộn dưới chân y giống như đóa hoa màu trắng bên bờ biển, tia sáng mạnh mẽ đem bóng lưng y kéo ra một loại cảm giác bi tráng như võ sĩ mặc thế vậy. Mấy giờ trước, bọn họ xuất phát từ rừng rậm ngoại ô cách Lan Nhĩ Đặc, khiến mọi người bất ngờ là, A Khắc Lưu Khắc cũng không lựa chọn lộ trình đến Rin. Dù Rin là thành phố lớn gần cách Lan Nhĩ Đặc nhất, tuyến đường A Khắc Lưu Khắc lựa chọn là một đường hướng Bắc, chúng ta bây giờ bắt đầu một đường bay theo hướng Đông Bắc. Mục đích của chúng ta chính là tháp thành Josephine. Y đứng bên cạnh Thương Tuyết Chi Nha, vươn tay sờ sờ lông cổ dày đặc của nó, giống như niên thiếu bướng bỉnh đang chọc con chó lớn. Sau đó, từ chỗ đó, ra khỏi biên cảnh, tiến vào Nhân Đức, xuất cảnh cần công văn qua cửa, bằng không, ngươi cũng biết, đối với vương tước và sứ đồ mà nói, dưới tình huống không có công văn qua cửa tiến vào lãnh thổ nước khác, ý nghĩa thế nào? Vô số ánh sáng trắng cuộn trào mãnh liệt từ trong tước ấn của Quỷ Sơn Liên Tuyền gào thét ra. Nàng vừa dứt lời, diêm sĩ to lớn hiện ra ngay phía sau nàng, nó kêu lên to rõ, chấn động tán cây trên đỉnh đầu, tại biển tán cây nơi rừng sâu trên đỉnh đầu khuếch tán ra rung động như sóng biển, đến đó rồi, ta tự nhiên có cách. A Khắc Lưu Khắc cười xấu xa nháy mắt với bốn người một cái, các ngươi yên tâm, phía tây Ác Lan, ngoại ô cổ ma trấn, rừng rậm yên tĩnh, lúc này bao trùm trong một mảnh ánh chiều tà ấm áp của ngày đông, rừng cây cũng không rậm rạp, cũng không cao lớn. Nhận ra được là một mảnh rừng rậm còn ít tuổi vùng ngoại thành, trong rừng rậm có một con đường không tính là rộng rãi nhưng coi như bằng phẳng, trên mặt đường nhìn thấy có vết bánh xe ngựa đi qua để lại, đối với trấn nhỏ dân số cũng không đông đúc mà nói, con đường này cũng được cho là con đường giao thông chính rồi, một dịch trạm gỗ lim dọc đường, lúc này đang từ trước cửa sổ tràn ngập ra mùi cơm nồng nặc, chủ quán đứng ở trên đường chỗ bệ cửa sổ, không người sửa cái chêm gỗ lỏng ra trên cửa sổ, trận gió mạnh bất ngờ kia, chính là vào lúc này mà cuốn lên. Chủ quán quay đầu lại, liền bị vô số ánh sáng màu trắng đang xem chiếu đến hoa mắt, đợi sau khi thị giác dần dần khôi phục, năm người trẻ tuổi thoạt nhìn khí chất bất phàm đã xuất hiện ở cửa dịch trạm, lúc này, biển hiệu gỗ treo trên cửa chính có khắc dịch trạm ngoại thành cổ ma trấn bị gió thổi đến lắc lư qua lại, phát ra tiếng vang kẽo kẹt,
Thiếu niên đi ở trước nhất mang bao tay da hoảng thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, trên mặt y mang theo biểu tình của thiếu niên bướng bỉnh, dùng một loại bước chân kỳ dị, hướng chính mình đi tới, thoạt nhìn rất không phù hợp, giống như vừa học bước đi vậy, giọng y thật ra lại rất to và hồn hậu, nghe vào mười phần tinh lực. Ông ơi, chúng tôi ở trọ, ngươi một thằng nhãi con, ngươi gọi ai là ông? Chủ quán mắng một tiếng, từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, thở phì phò thổi một nhúng râu dưới cằm mình, mặt đỏ lên, ta năm nay mới 41, đại ca. Em tôi không hiểu chuyện, anh đừng trách nó. Chúng ta đi đường thật xa, đêm nay có thể phải ngủ trọ tại dịch trạm này của anh rồi, phiền anh giúp chúng tôi chuẩn bị mấy gian phòng đi. Quỷ Sơn Liên Tuyền đứng ở đằng xa, dịu dàng nói, trên gương mặt tinh xảo của nàng mang theo mỉm cười ngọt ngào, trong một mảnh trời chiều màu cam ấm áp thoạt nhìn đặc biệt động lòng người, quả nhiên, chủ quán cười ha hả, vỗ vỗ ngực, không thành vấn đề. Quay đầu trừng A Khắc Lưu Khắc liếc mắt, ngươi xem chị gái ngươi, lễ phép cỡ nào. A Khắc Lưu Khắc quay đầu lại, hướng Quỷ Sơn Liên Tuyền méo miệng, liếc mắt, chỗ này của ta có hai gian phòng khách, lưỡng đứa con trai ở một phòng, ba cô gái thì khổ cực một chút, chen chúc một chút. Ta lấy thêm giường cho các ngươi, ta là Khắc La Mổ, các ngươi có chuyện gì cứ bảo ta. Quán này của ta nhỏ, chủ quán, phục vụ, đầu bếp, đều là ta. Khắc La Mổ vừa nói, vừa vòng về quầy hàng phía sau cửa sổ, lật dở sổ ghi chép mỏng trong tay, quả nhiên chỉ còn hai gian thôi, ta không nhớ nhầm. Hắn đi tới, nhìn mấy người một cái, nói, các ngươi không có hành lý à. Thiên Thúc U Hoa đi tới, nghiêng người nhìn đại sảnh dịch trạm bên trong cửa chính một chút, hiển nhiên, nàng đối không gian chật hẹp bên trong và bàn gỗ đơn sơ cũng không hài lòng. Khắc La Mổ, ông giúp ta chuẩn bị một gian phòng riêng, ta cũng không muốn cùng hai người phụ nữ này nhét chung một chỗ, cũng chỉ còn có hai gian phòng thôi, tìm không ra. Khắc La Mổ chào hỏi mấy người, đi vào trong, chỗ này của ta nhỏ, tổng cộng chỉ có 5 gian phòng, 3 gian khác đều có người ở rồi, vậy đuổi những người đó ra. Thiên Thúc U Hoa làm như đương nhiên nói, hắc. Mặt Khắc La Mổ trầm xuống, cô gái, tuổi ngươi không lớn lắm, khẩu khí nói chuyện lại rất lớn. Phòng dư không có, thích chen hay không? Hiển nhiên, Khắc La Mổ cũng là một ông chú tính tình nóng nảy, ngươi biết ta là ai không? Thiên Thúc U Hoa bước một bước dài tới trước, bóng dáng vừa chớp, cả người nàng đã vút tới trước mặt Khắc La Mổ, nàng nhanh chóng duỗi tay ra phía trước, nhanh như tia chớp ngưng tụ ra một cái đao băng sắc bén, tiếng đóng băng răng rắc vang lên giữa năm ngón tay của nàng. U Hoa, ngươi dừng tay. Kỳ Linh vội vàng quát lớn, thế nhưng, động tác của nàng quá nhanh, mắt thấy cũng đã sắp đưa đến trước mặt Khắc La Mổ rồi. Lúc này, khi lưỡi đao băng lóe tia lạnh gần như sắp kề sát Khắc La Mổ, lưỡi đao băng trên tay nàng liền loãng xoảng vỡ nát. Thiên Thúc U Hoa kinh ngạc quay đầu nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho ngây dại, hắn ngây ngẩn nói, không, không phải ta. Trên mặt Thiên Thúc U Hoa bao phủ một tầng đỏ ửng xấu hổ và giận dữ, ánh mắt nàng di động qua lại trên mặt Quỷ Sơn Liên Tuyền và A Khắc Lưu Khắc, thậm chí nàng ngay cả thần âm lúc này hồn lực bị phong ấn cũng không buông tha, nhưng ba người lúc này đều là vẻ mặt tươi cười việc không liên quan mình, trong nụ cười mơ hồ mang theo một tia kinh thường, xem náo nhiệt. Thiên Thúc U Hoa dậm chân, giận dữ hướng bên trong cửa chính đi tới, được rồi, ngại quá ông chú, em gái ta được nuông chiều từ nhỏ. A Khắc Lưu Khắc gương mặt vô lại, cười xấu xa chạy tới ôm chầm lấy vai ông chú Khắc La Mổ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, còn chưa tỉnh hồn lại, vừa nói vừa đi vào trong, ngươi thấy hắn ra tay thế nào không? Quỷ Sơn Liên Tuyền nhìn bóng lưng A Khắc Lưu Khắc biến mất sau cửa lớn, nhẹ nhàng nghiêng đầu, quay sang thần âm bên cạnh nói. Tốc độ của hắn rất nhanh. Hơn nữa biên độ động tác vô cùng nhỏ. Hầu như chỉ trong một nháy mắt, thần âm gật đầu, nàng và Liên Tuyền đứng song song trong bóng cây hoàng hôn, thoạt nhìn quyến rũ mà lại động lòng người. Nếu là đàn ông thông thường đi ngang qua đây, nhất định sẽ bị dung mạo xinh đẹp của hai người bọn họ hấp dẫn đến nhìn không chuyển mắt. Các ngươi mau vào đi. Kỳ Linh đi ở phía trước, đã sắp bước qua cửa vào, xoay người bắt chuyện với hai người bọn họ. Ngươi đi vào trước đi, chúng ta tới ngay. Quỷ Sơn Liên Tuyền hướng về phía Kỳ Linh phất tay ra hiệu, sau đó nàng xoay người, tiếp tục nói thầm với thần âm. Ngươi thấy trong nháy mắt đó không? Nói đến trùng hợp, bởi vì cho tới nay, ta phát hiện A Khắc Lưu Khắc đều mang theo bao tay da hoảng, dọc theo đường đi, ta hầu như cũng chưa từng thấy hắn tháo xuống, cho nên, ta vô tình hay cố ý sẽ len lén chú ý đôi tay kia của hắn. Mà vừa rồi, đao băng của Thiên Thúc U Hoa chính là bị đao gió trên ngón tay hắn xoay chuyển ra đánh nát, vì A Khắc Lưu Khắc cũng không phải người của Thủy Nguyên, cho nên hắn không thể điều khiển băng thể trên tay Thiên Thúc U Hoa, thế nhưng... Biên độ động tác trên ngón tay hắn cực kỳ nhỏ, nếu như không phải ta vừa vặn đang chú ý tay hắn,
không ai sẽ chú ý tới động tác của hắn, hắn thoạt nhìn giống như hai người chúng ta, hoàn toàn đứng yên bất động, hơn nữa từ dao động hồn lực cảm ứng được vừa rồi, trong không khí hầu như chỉ có hồn lực của U Hoa, hồn lực của A Khắc Lưu Khắc giống như hơi thở mong manh, khó thể nắm bắt. Nói cách khác, Quỷ Sơn Liên Tuyền hít vào một hơi, chậm rãi nói, hắn dùng hồn lực gần như yếu đến không thể nhận ra đã đánh tan đao băng do ba phần hồn lực của Thiên Thúc U Hoa ngưng tụ thành, cho nên ta thật ra đang nghi ngờ, cặp bao tay kia của hắn có vấn đề. Thần âm đè nén âm thanh tới càng thấp hơn, hầu như không thể nghe thấy, có thể, bao tay của hắn chính là hồn khí của hắn, có thể cường hóa mỗi một tia hồn lực hắn phát động, khiến sức mạnh tất cả hồn thuật của hắn tăng lên gấp bội, nhưng ta với suy nghĩ của ngươi lại tương phản. Ánh mắt Quỷ Sơn Liên Tuyền chớp động, ta ngược lại nghi ngờ, bao tay kia của hắn, là vì ràng buộc hồn lực của hắn, ức chế sức mạnh khó thể ước đoán trong cơ thể hắn, khiến hắn mỗi lần phát động, đều có thể bị vây trong phạm vi có thể khống chế, mà không đến mức tạo thành thương tổn có tính hủy diệt không thể vãn hồi. Sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy? Thần âm ngẩng đầu, nhìn Liên Tuyền so với mình cao hơn gần nửa cái đầu, gò má nàng thoạt nhìn tựa như sông băng đỉnh núi, thanh lãnh tú lệ như tuyết. Lúc hắn chữa trị hồn lộ của ta, hắn đã tháo xuống đôi bao tay kia. Trong nháy mắt hắn tháo bao tay xuống, mức độ hồn lực thả ra từ trên hai tay hắn giống như tăng lên mấy lần vậy. Lúc hắn chữa trị mạch hồn của ta, động tác của đôi tay thon dài mà lại hoàn mỹ không tì vết kia làm ra, mức độ chính xác, tinh xảo, quả thật khiến người khác nhìn mà than thở. Ngươi cũng biết, mạch hồn trong cơ thể chúng ta phức tạp cỡ nào, mật độ giống như mạch máu hoặc dây thần kinh mỏng manh vậy, trồng ở trong thân thể chúng ta, thế nhưng, ngón tay hắn có thể tinh xảo đến chữa trị đứt gãy mỏng manh trong đó. Mức độ chính xác khi hắn dùng 10 ngón tay điều khiển hồn lực, trong tất cả vương tước ra đã biết, không ai có thể lợi hại hơn so với hắn. Điểu, tình trên mặt thần âm đem nội tâm chấn động của nàng viết rõ trên mặt. Nàng há miệng, muốn nói điều gì, rồi lại không mở miệng nữa. Đúng vậy, so với U Minh lợi hại hơn. Nếu như ngươi muốn hỏi là lời này. Ta và U Minh đã giao đấu, cho nên ta rất rõ ràng, hồn lực của U Minh là bá đạo, hung dũng, giống như sóng thần có thể phá hủy tất cả. Thế nhưng, hồn lực của A Khắc Lưu Khắc lại chính xác, giống như kim bạc ghim vào huyệt vị không kém chút nào, nhẹ nhẹ từng sợi, liên miên không dứt, rồi lại không chút kẽ hở. Cách thức điều khiển hồn lực này khiến ta nghĩ tới một người, Gilgamesh. Giọng thần âm hơi chút run rẩy, truyền thuyết từng xuất hiện trong lịch sử Ác Lan, vương tước cấp một mạnh nhất. Ngươi muốn nói, là hắn sao? Đúng, cách thức bọn họ sử dụng hồn lực hiệu quả như nhau, dù chỉ có một tia hồn lực, bọn họ cũng có thể đem sức mạnh có hạn này, phát huy ra năng lượng nhìn mà than thở. Có điều, nói như ngươi vậy, ta lại nhớ tới một việc. Thần âm ôm lấy áo choàng khoác lên người, hiển nhiên, theo mặt trời lặn sau ngọn núi phía tây, nhiệt độ không khí từ từ giảm xuống. Sắc chiều mỏng manh từ từ bị bóng tối dâng lên mọi nơi thấm vào, trên cửa hiên dịch trạm treo ngọn đèn đồng, cũng đã đốt sáng lên, ánh lửa nhún nhảy vừa lúc rơi vào trong con ngươi nàng, trước đó lúc ở dưới cầu, ngươi còn nhớ đặt lôi á bảo U Minh dùng hồn khí tử linh kính của hắn không? Ta hiểu rất rõ uy lực hồn khí này của hắn, thế nhưng lúc đó, tử linh chiếu ra, cũng chỉ có Kỳ Linh, U Hoa cùng với hai chúng ta, tổng cộng 4 người, A Khắc Lưu Khắc cũng không bị chiếu được. Chỉ cần hồn lực bản thể thấp hơn người sử dụng, vậy thì tử linh kính đều có thể 100% chiếu ra, có thể thấy được, hồn lực của A Khắc Lưu Khắc vượt xa U Minh, nói như ngươi vậy, ta cũng đồng ý cái nhìn của ngươi. Bao tay của hắn lại thật ra là đang áp chế và ràng buộc hồn lực của hắn, Liên Tuyền không tỏ rõ ý kiến, nhẹ giọng nói, nhưng không phải hắn nói hắn đã sớm chạy khỏi không gian khóa kính do đặt lôi á dùng băng tạo ra sao, lời của hắn, ngươi nghĩ có thể tin hoàn toàn sao? Thần âm hỏi lại, đi vào trước rồi nói. Liên Tuyền khe khẽ thở dài, đang chuẩn bị đi vào trong, bị thần âm gọi lại, Liên Tuyền, hửng. Liên Tuyền quay đầu lại, thần âm đứng trong một mảnh bóng cây hoàng hôn, thoạt nhìn từ xa so với nàng lúc bình thường có vẻ nhỏ nhắn, yếu đuối, trên mặt nàng đã không còn loại vẻ đẹp kiêu ngạo và lệ khí tanh ngọt của sứ đồ giết chóc, trong thân thể nàng lúc này không cảm giác được bất cứ hơi thở hồn lực gì, nàng thoạt nhìn giống như thiếu nữ bình thường nhất nơi trấn nhỏ này, ngươi không hận ta. Thần âm ôm lấy tóc bị gió thổi bay dáng trên mặt, ánh mắt nàng thoạt nhìn cùng hoàng hôn giữa núi rừng mệt mỏi như nhau, anh ngươi Quỷ Sơn phùng hồn chết trong tay ta và U Minh, ngay cả chính ngươi, cũng từng thiếu chút nữa chết trong tay ta. Ngươi không muốn báo thù sao, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất, ta không hận ngươi. Liên Tuyền không quay đầu lại, nàng chậm rãi hướng cửa dịch trạm đi tới, ta ai cũng không hận. Ta hiện tại chỉ muốn sống sót. Đây là cái gì? Thứ này làm sao có thể mang vào trong quán chứ?
ngươi đừng nói giỡn. Khắc La Mổ bị quan tài đen kịt trước mắt kia dọa sợ, mặt hắn lại một lần nữa giống như gan heo phồng đến đỏ bừng, mau đem ra đi. Ta còn phải buôn bán nữa, quá xui xẻo mà, ngươi cố ý. A Khắc Lưu Khắc quay đầu, nheo mắt lại trừng Kỳ Linh, đại ca, tôi đâu biết anh để cái quan tài này ở phía sau anh chứ. Hơn nữa, không phải anh khiến nó ẩn hình rất tốt sao, ta chỉ là đi ngang qua phía sau ngươi, ta làm sao biết sẽ đánh ngã nó. Kỳ Linh tùy tiện kéo lại một băng ghế bên cạnh bàn, ngồi xuống, mở tay ra, biểu tình không liên quan đến ta. A Khắc Lưu Khắc chỉ đành phải quay đầu, nhìn chủ quán Khắc La Mổ, ngón tay chỉ chính mình, nói, tên của ta là A Khắc Lưu Khắc, ta không phải người nước này, ta là từ Nhân Đức Đế Quốc tới, đường xa cũng là khách thôi ông chú, hơn nữa ta ở Phong Nguyên, lại là người có mặt mũi, không tin ông cứ đi hỏi thăm thử, thứ này, là bảo vật ta rất vất vả mới lấy được đó, ta quan tâm ngươi là đại ca hay lục ca, ta không biết ngươi là ai, ta cũng lười đi hỏi thăm ai đó, loại trấn nhỏ này của chúng ta đều là người địa phương, ngươi đừng làm loạn với ta, mau đem ra ngoài đi. Một giây sau, A Khắc Lưu Khắc một tay vịn quan tài, một tay vịn quầy hàng, tận tình cùng Khắc La Mổ cò kè mặt cả, giữ chừng không phun ra một hai câu đối thoại không thể tưởng tượng nổi, chú có thể coi nó thành một món trang sức không, ví dụ như giá sách hay gì đó. Chất gỗ này rất có bóng loáng, thoạt nhìn rất đẹp, đúng không, ông chú, giúp một chút được không? Mẹ ta lúc còn sống chỉ để lại cho ta đồ gia truyền chính là cái quan tài này, mẹ ta dặn ta phải mang theo bên người, được rồi, ta thừa nhận, ta vừa rồi vẫn luôn nói dối, thật ra đây là tủ quần áo của ta. Kỳ Linh và U Hoa, cùng với Liên Tuyền và Thần Âm vừa đi tới, nhìn bộ dáng dây dưa của A Khắc Lưu Khắc, trên trán cũng không nhịn được đổ mồ hôi. Cuối cùng, A Khắc Lưu Khắc tức giận nâng lên cái quan tài thật lớn kia, một lần nữa quay lại, hắn đặt quan tài xuống đất, phóng ra một cái khinh thường to lớn. Hít thở sâu một hơi, nói, hắn nói, nếu ta nhất định phải mang theo cái quan tài này, ta đây phải ngủ ở phòng củi phía sau dịch trạm, vậy thì tốt quá, giường của ngươi vừa lúc có thể nhường cho ta. Vui sướng của Thiên Thúc U Hoa trực tiếp viết ở trên mặt, nhưng lập tức, nàng liền ý thức được hàm nghĩa ẩn trong lời chính mình thốt ra. Nhanh chóng lại bổ sung, ta là nói, ý của ta cũng không phải nói ta muốn ngủ cùng Kỳ Linh. Ta chỉ là... Mặt của nàng dưới ánh đèn của đại sảnh rộng thoáng, giống như táo chín, nàng biểu tình xấu hổ như vậy, khiến Kỳ Linh ngồi bên cạnh cũng không nhịn được đỏ mặt lên, mà kết thúc cục diện khó xử này là một hồi tiếng gõ cửa, tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu, nhìn lại ngoài cửa trước, thế nhưng mọi người phát hiện, cửa lớn dịch trạm mở rộng, hơn nữa ngoài cửa không có một bóng người, đèn lớn ngoài hiên đem đường lớn chiếu đến rất sáng, ngoài cửa là khoảng không mênh mông đã bị bóng đêm bao phủ, lúc tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên quan tài A Khắc Lưu Khắc vịn tay lên, dựng đứng trên mặt đất, âm thanh là vọng ra từ trong quan tài, lúc này, lại một lần nữa vang lên rất khẽ, giống như là sợ quấy rầy người khác, nhưng không cách nào bị lờ đi, cốc, 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 là rất lâu sau đó, vào lúc lại một lần nữa rảnh rỗi nói chuyện trời đất, Liên Tuyền mới nói cho ta biết, ngày đó, lúc A Khắc Lưu Khắc mở nắp quan tài, ta có chừng mấy phút, tựa như là linh hồn biến mất, vẫn không động đậy. Nói vẫn không động đậy cũng không đủ, bởi vì nàng nói cho ta biết, ta một mực khóc, ta bởi vì hít thở mạnh mà trong cổ họng phát ra tiếng ô ô, nghe như một con sói lạc đường, nôn nóng mà lại sợ sệt. Nàng nói ta hai mắt đỏ bừng, ngay cả xương quai xanh đều nổi lên nhất mảng lớn tơ máu hồng hồng. Nhưng chính ta lại cũng không ý thức được điểm này, ta không có cách nào không khóc, ta nhìn thấy gương mặt kia, suy yếu xuất hiện ở trước mặt ta, dung mạo hắn như băng tuyết, cùng với trong trí nhớ của ta giống nhau như đúc. Da thịt trắng nõn giống như đám tuyết mới lặng lẽ xuất hiện trên cửa sổ đêm qua, lộ ra vẻ linh hoạt, kỳ ảo làm cho không ai nào có thể dời mắt, hắn lẳng lặng nhắm mắt lại, lông mi mềm mại mà nồng đậm run rẩy theo hơi thở khó nhọc của hắn. Hắn vươn tay đỡ lấy mép quan tài, đầu nhẹ nhàng mà tựa bên cạnh, hắn thoạt nhìn rất thống khổ, rồi lại rất bình tĩnh, ta đã từng cho rằng đời này cũng không nhìn thấy hắn nữa. Lúc ta ôm đầu gối của hắn khóc thầm, thật ra ta cảm giác mình là đang cười to. Chỉ là nước mắt của ta khiến biểu tình của ta thoạt nhìn chật vật mà lại đáng thương. Nhưng ta không quan tâm, ta nói với Liên Tuyền, cuộc đời này còn có thể gặp lại Ngân Trần, ngoài ra còn có gì đáng giá quan tâm chứ. Phía Tây Ác Lan theo đồng hoang sau dịch trạm cổ ma trấn, A Khắc Lưu Khắc nhìn cổ quan tài trống không, đi tới phòng củi ở cửa sau dịch trạm, y đặt quan tài tới bên cạnh thạch ma nơi cửa, lẳng lặng đứng một hồi, nhìn không ra vẻ mặt của y, cũng không thể nào đoán được suy nghĩ của y. Ánh trăng đã từ từ lên cao, nhô đầu ra từ ven rừng cây, đem ánh sáng màu trắng sáng tỏ vẻ loạn lên đồng cỏ trống trải sau nhà,
bãi cỏ xa xa là một dòng suối nhỏ thông thả chảy xuôi. Suối nước im lặng róc rách, chỉ có ánh sáng trong vắt sao động, tôn lên mảnh ngoại ô cùng giả này càng thêm yên tĩnh. A Khắc Lưu Khắc xoay người, hướng con đường phía trước đi tới. Đi hai bước, phát hiện Liên Tuyền chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở bên dòng suối, nàng ngửa đầu, hướng ánh mắt là cửa sổ phòng Kỳ Linh. Lúc này, cửa sổ lộ ra ánh sáng màu vàng ấm áp, giống như một cái kén phát sáng trong màn đêm đen nhánh, thoạt nhìn ấm áp đến làm cho người khác muốn nghẹn ngào. Ngươi có phải nhớ tới anh ngươi rồi không? Âm thanh bất ngờ xuất hiện khiến Liên Tuyền từ trong trầm tư giật mình tỉnh dậy. A Khắc Lưu Khắc đứng ở phía sau mình, hắn khoác nhất cái áo choàng đen dài, thoạt nhìn giống như hòa cùng màn đêm làm một thể. Sao ngươi biết chuyện của ta? Liên Tuyền thu lại ánh mắt, nhìn về phía sau lưng A Khắc Lưu Khắc, trên mặt nàng mang theo một loại dáng vẻ tươi cười thản nhiên xa cách, giống như núi xa phía chân trời trong mưa to bàn bạc, có loại mơ hồ khó thể đoán. Ta nghe Thiên Thúc U Hoa nhắc tới. Hắn nhẹ giọng nói, giọng nói trầm thấp có sức hút giống như bị bóng đêm thấm vào vậy. Quỷ Sơn Liên Tuyền một lần nữa ngẩng đầu, nhìn cửa sổ phát sáng kia, Kỳ Linh vẫn ở trên đó chứ? Từ A Khắc Lưu Khắc gật đầu, tâm tình của hắn vẫn rất kích động, ta vừa gặp hắn. Hắn nói ta đừng quấy rầy hắn, ta có thể hiểu được tâm tình của hắn. Quỷ Sơn Liên Tuyền phát ra một tiếng thở dài hầu như không nghe được, nếu ta cũng có thể nhìn thấy vương tước của mình, ta nghĩ ta có thể so với hắn còn kích động hơn. Cùng là sứ đồ như ngươi, mới có thể hiểu loại linh tê độc nhất vô nhị thuộc về chúng ta này, nếu có một ngày, vương tước pháp dạ của ngươi, gọi là pháp dạ phải không? Nếu như hắn sống lại một lần nữa, ngươi chẳng lẽ sẽ không mừng rỡ như điên sao? Câu hỏi của Liên Tuyền không nhận được trả lời, giống như một phiến đá ném vào biển rộng màu đen. Nàng quay đầu nhìn về phía A Khắc Lưu Khắc, hắn im lặng nhìn cửa sổ phát ra ánh sáng màu vàng trên lầu, không nói gì, gò má hắn chậm rãi bị bóng đêm nuốt lấy, ta không cho rằng vì Ngân Trần là vương tước của hắn. Qua thật lâu, A Khắc Lưu Khắc nhẹ giọng nói, cái gì? Quỷ Sơn Liên Tuyền quay đầu, nhìn hắn, thế nhưng trên mặt lại cũng không có biểu tình quá giật mình. Không cần làm bộ giật mình như vậy, trong lòng ngươi rất rõ ràng, ngươi nghĩ giống như ta. Người trong quan tài này, cũng không phải là Ngân Trần các ngươi nói. A Khắc Lưu Khắc tựa như nhìn thấu tất cả, khinh thường cười, vì sao ngươi khẳng định như vậy? Mệnh lệnh ta nhận được, là tới đế đô cách La Nhĩ Đặc của Thủy Nguyên tìm một người, đặc thù rõ rệt nhất của hắn chính là thân thể không có thuộc tính, cũng không có mạch hồn, càng không có hồn lực, hắn giống như là một cái lọ trống rỗng không chứa bất cứ thứ gì, nhưng đồng thời, người này đối với Thủy Nguyên, lại là bảo bối trông coi vô cùng chặt chẽ. Tuy rằng ta hiện giờ vẫn chưa thể xác định ta có hoàn thành nhiệm vụ của mình hay không, trộm được thứ ta nên trộm, thế nhưng ta có thể xác định, người trong quan tài này, nhất định không phải vương tước Kỳ Linh. Nếu không, hắn làm sao có thể hoàn toàn không có hồn lực? Đương nhiên, sau đó ta sẽ tiến thêm một bước kiểm tra một chút, xem thử rốt cuộc là tình huống gì, có một chút đặc thù, nếu như có thể xác nhận, ta sẽ phải rõ ràng hơn. A Khắc Lưu Khắc cười nói, ngươi có muốn đi cùng với ta hay không? Quỷ Sơn Liên Tuyền suy tư một chút, nói, được. Có điều trước đó A Khắc Lưu Khắc đột nhiên dừng bước, nói, ngươi có thể lại thi triển thiên phú mới của ngươi một chút không, Tuyết Yêu Thiển Quang, vì sao? Quỷ Sơn Liên Tuyền không rõ y vì sao đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, bởi vì ta cảm thấy thiên phú mới của ngươi có vấn đề. A Khắc Lưu Khắc hời hợt nói một câu. Có ý gì? Tim Liên Tuyền trầm xuống. Ta bây giờ nói không rõ lắm, ngươi thi triển trước, ta nhìn một lần nữa, hẳn là có thể nói cho ngươi biết. Trên mặt A Khắc Lưu Khắc vẫn là loại mỉm cười sâu không thể dò kia, gian tà, tản ra mị lực mê người. Liên Tuyền im lặng giây lát, lập tức con ngươi căng thẳng, mấy sợi hoa văn màu vàng kim trên cổ trong nháy mắt ẩn hiện ánh sáng, phát ra tiếng dây cung ong ong. Trong không khí chung quanh vang lên vô số tiếng nứt vỡ lúc kết băng, âm thanh càng lúc càng lớn, mà khung cảnh xung quanh rất nhanh biến thành một mảnh màu trắng đục ngầu. Trong mấy giây, bãi cỏ dưới chân đã biến thành một mảnh tuyết động đến mắt cá chân, cây cối xung quanh đều bị băng tuyết dày đặc bao vây lại, dòng suối cách đó không xa cũng giống như trút xuống mưa to, mặt nước phồng lên rõ ràng, dòng nước trở nên chảy xiết hơn. Hắc, thì ra là như vậy. A Khắc Lưu Khắc khe khẽ vỗ tay, thoạt nhìn bộ dạng thở phào nhẹ nhõm. Y hướng Liên Tuyền đi tới, đứng ở trước mặt nàng, cách nàng rất gần, gần đến dù Liên Tuyền không ngẩng đầu, nhưng vẫn như cũ có thể nghe thấy hơi thở y truyền tới. Thân thể y vẫn vít một loại mùi vị lạnh lẽo, làm cho người khác nghĩ tới bầu trời xanh thẳm mùa đông. Y chậm rãi tháo xuống bao tay, năm ngón tay thon dài trắng nõn, tựa như ngọc thạch tạo thành của y lộ ra trong không khí. Y nhẹ nhàng mà đặt ngón cái và ngón trỏ lên một chỗ sau cổ Liên Tuyền, nhẹ nhàng nắm lấy thứ gì đó vô hình trong không khí, hướng lên cẩn thận thảy một cái.
Mấy sợi tơ màu vàng kim phát sáng từ trên da Liên Tuyền bị kéo lên, giống như sợi tơ được cắt tỉa, bệnh thành một đoàn. Vẻ mặt y thoạt nhìn đặc biệt kiên nhẫn mà bình tĩnh, được rồi. Ngón tay y đem mấy sợi tơ vàng óng ánh y mới bệnh lại một lần nữa, nhẹ nhàng ấn vào gáy Liên Tuyền, hắn giơ lên đôi tay tinh xảo không rảnh rỗi, ở trong không khí làm một động tác khéo léo, trong nháy mắt, một cơn lốc cuộn trào mãnh liệt mà đến khiến Liên Tuyền không mở mắt ra được, đợi lúc tiếng gió kêu gào bên tai biến mất vào bóng đêm, xung quanh trở lại yên tĩnh, Liên Tuyền mới lại một lần nữa mở mắt ra, nàng phát hiện, trong vòng phạm vi một dặm xung quanh, tuyệt động thật dày vừa rồi, lúc này đã bị thổi không thấy bóng dáng. Dưới chân lại lần nữa biến thành bãi cỏ héo rũ ngày đông, dòng suối cách đó không xa, vẫn như cũ thông thả mà lặng im róc rách, ngươi lại phát động tuyết yêu thiển quan thử. A Khắc Lưu Khắc Miễn cười nhìn chính mình, vừa nói, vừa một lần nữa đeo vào bao tay, con ngươi Liên Tuyền căng thẳng, gió tuyết lần thứ hai vọt tới, thế nhưng lần này, không đợi Liên Tuyền kịp phản ứng, xung quanh đã biến thành trời băng đất tuyết rồi, nhanh như vậy. Trong lòng Liên Tuyền không nhịn nổi kinh ngạc, ta đã nói rồi. A Khắc Lưu Khắc vỗ vỗ tay, thoạt nhìn giống như đứa trẻ vừa làm xong trò đùa đắc ý nhướng mày, lúc chữa trị mạch hồn của ngươi, phía sau cổ có mấy sợi chưa chảy vuốt rõ ràng, cho nên, trước đó lúc ngươi phát động thiên phú mới có thể chậm như vậy. Hiện tại ổn rồi, nhanh hơn rất nhiều, có điều tốc độ này, vẫn có thể nhanh hơn. Khi ngươi quen với thiên phú của ngươi, mới có thể đạt tới nhanh chóng xứng với tên gọi của nó. Xứng với tên gọi của nó, Liên Tuyền cúi đầu suy nghĩ một chút, ngươi là chỉ. Thiển quang, đúng vậy, nghe tên cũng biết là ý này thôi, chỉ cần thiển quang trong một nháy mắt, thiên phú phát động liền hoàn thành. A Khắc Lưu Khắc chấp hai tay sau lưng, trên mặt thoạt nhìn là biểu tình hâm mộ, thật ganh tị người thủy nguyên các ngươi, thiên phú của các ngươi, đại đa số đều không cần ngâm sướng, không giống bọn ta, thiên phú của phong tước bọn ta, đại đa số đều cần phải ngâm sướng, ngâm sướng. Liên Tuyền không hiểu, đúng, ngâm sướng, chính là chỉ lúc phát động thiên phú cũng không phải lập tức. Có vài thiên phú hiếm thấy, từ phát động đến hoàn thành, thậm chí là chuyện cần đến mấy phút, không giống thiên phú của các ngươi, lập tức là có hiệu lực. Thế nhưng tương ứng, một khi mấy thiên phú này hoàn thành phát động, cấp bậc năng lực vốn có của nó, cũng vượt xa hiệu quả của đại đa số thiên phú không cần ngâm sướng. A Khắc Lưu Khắc vừa thở dài, vừa nói, thiên phú của ngươi, cần ngâm sướng sao? Liên Tuyền chậm rãi truy hỏi một câu, sướng chứ, thường cả buổi đấy A Khắc Lưu Khắc thở dài. Ta có đôi khi cũng cảm giác mình là người ca hát đây, thiên phú của ngươi đến cùng là gì? Là chữa trị mạch hồn sao? Cho nên ngươi mới nói ngươi là một bác sĩ, vậy cũng không phải, chữa trị mạch hồn chỉ là một kỹ năng của ta, không phải thiên phú, giống như rất nhiều hồn thuật sư sở trường kiếm thuật, hoặc là am hiểu thể thuật phức tạp có thể làm ra các loại động tác phức tạp và kỹ xảo vậy, ta am hiểu chữa trọ mạch hồn bị tổn hại. A Khắc Lưu Khắc ngẹo đầu, giống như đang nói một việc nghiêm túc cỡ nào. Biểu tình thoạt nhìn đặc biệt chăm chú, còn về thiên phú của ta. Chưa nói còn rất tốt. Nói ra, e là dọa sợ người khác, một đoạn thần âm nói kia chính là thần âm so với Liên Tuyền còn mạnh hơn, cho nên bị người bày ra phong ấn mạnh mẽ, A Khắc Lưu Khắc thật sự không giải được, nói đây là lồng sắt bền chắc nhất hắn từng gặp, phía tây Ác Lan ở biên giới tháp thành Josephine, vốn là một mảnh trời đêm trống trải bao la, không một áng mây, trăng tròn trong sáng đem ánh sáng lộng lẫy bao phủ lên toàn bộ tháp thành Josephine. Rừng rậm vây quanh ngoài thành, không động đậy đứng sững trong bóng tối. Đây là ngày không có gió hiếm có vào mùa đông của Josephine, cư dân hoặc lữ khách trong thành đều đã đi vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng chó sủa, đem vẻ một mạc của buổi tối tôn lên càng thêm to lớn, xa xa tiếng sóng sông Josephine lao nhanh không ngừng, tựa như bài hát ru con buổi tối. Đột nhiên, dòng không khí không biết từ đâu mà tới đem bầu trời cuốn lên rung động trong suốt. Sau một lát, một mảnh mây đen không biết đến từ đâu, đem ánh trăng trong nháy mắt nuốt chửng, toàn bộ ánh sáng của tháp thành Josephine, trong nháy mắt tối đi, giống như một tấm màn to lớn đem đường phố bao trùm lại toàn bộ. Trong ánh sáng mờ tối, một trận ánh sáng xoay tròn từ không trung vội vàng rơi xuống, một con sói tuyết phát sáng thật lớn lặng yên không một tiếng động chạy băng băng tới một con hẻm dài, hai bên là mặt tường cao vút, nó chạy một lát, nhanh chóng dừng bước, sau đó dáng người nó đột nhiên hiên ngang dựng thẳng, ánh sáng xoay chuyển bốn phía, trong khoảnh khắc hợp lại một cái mắt gió. Sói tuyết to lớn biến mất trong không khí, trong tia sáng còn sót lại, hai bóng người cao to giống như ám dạ tinh linh, lặng im xuất hiện tại tháp thành Josephine, Tây Lỗ Phù lặng lẽ nâng lên tà váy quét đất của mình, lấm lét nhìn trái phải một chút, hiển nhiên rất hài lòng bản thân lặng lẽ đáp xuống. Nàng ngẩng đầu, chậm rãi phất phất tay, đám mây đen bao vây lấy ánh trăng trên bầu trời, trong khoảnh khắc tan đi không còn thấy tăm hơi.
ánh sáng vàng vặt lần nữa từ trên bầu trời chiếu xuống, tháp thành Josephine khôi phục sáng sủa dưới ánh trăng. Đi thôi. Tây Lỗ Phù hướng Y Hách Lạc Tư sau lưng vẫy tay, vừa muốn dời bước, liền thấy bóng lưng cao ngất của hắn đi tới trước mặt mình. Tây Lỗ Phù nhịn không được khẽ cười rộ lên, Y Hách Lạc Tư vẫn luôn cẩn thận đi ở trước mặt mình, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ngăn cản mọi nguy cơ có thể tạo thành thương tổn cho Tây Lỗ Phù. Bước chân hắn có lực nhưng lại lặng yên không tiếng động, bởi vì do chiều cao của hắn, cho nên không được mấy bước, liền đi tới trước mặt. Tây Lỗ Phù nhẹ nhàng mà di động bước chân, nhìn như không nhanh không chậm, nhưng lại như u linh, trong nháy mắt liền đuổi theo. Này, ta nói Hách Hách. Tây Lỗ Phù giơ tay lên, vỗ vỗ cánh tay Y Hách Lạc Tư trước sau nắm chặt chuôi đao, ngươi không cần khẩn trương như vậy được không? Bộ dạng đằng đằng sát khí này của ngươi, người khác nhìn thấy chẳng lẽ không bị hù chết sao? Hơn nữa ngươi không cần lại bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị rút đao chém người đi. Y Hách Lạc Tư nhanh chóng buông tay từ trên chuôi đao xuống, cúi đầu nói. Vâng, Hách Hách, ta không phải nói với ngươi rồi sao, đừng nói vâng, phải nói được. Tây Lỗ Phù cau chân mày, không thể tránh được oán trách, trong đối thoại của dân chúng thông thường cũng không có đầy miệng loại vâng, tuân lệnh, và gì đó này như ngươi, vâng. Y Hách Lạc Tư hai tay thành quyền, Tây Lỗ Phù, thuộc hạ đáng chết. Y Hách Lạc Tư quỳ một chân trên đất, Tây Lỗ Phù. Được rồi, ta thua rồi. Nói xong, nàng nâng váy lên, hướng về phía trước mặt đi tới. Chưa đi được hai bước, Y Hách Lạc Tư liền đuổi theo, hắn vẫn như cũ kiên quyết đi ở trước mặt Tây Lỗ Phù, gương mặt kiên nghị mà anh tuấn của hắn, dưới ánh trăng thoạt nhìn nhiều thêm một chút nhu hòa, da tay hắn thoạt nhìn như răng ngà trơn nhẵn. Hắn vừa đi, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn Tây Lỗ Phù một chút, ánh mắt hắn chớp động thoạt nhìn có một loại bất cứ lúc nào cũng cảm giác muốn vọt tới trước mặt Tây Lỗ Phù, giúp nàng đỡ một dao. Tây Lỗ Phù vừa đi, vừa thở dài, ngươi thật sự không cần căng thẳng như vậy, ngươi thả lỏng vai một chút được không? Y Hách Lạc Tư. Được, chủ nhân. Tây Lỗ Phù nhướng lên lông mi, không tệ lắm. Có tiến bộ. Được rồi, Hách Hách, ngươi nghe đây, chúng ta bây giờ đi tìm một dịch trạm tìm nơi ngủ trọ, chúng ta thoạt nhìn phù hợp với thân phận của chúng ta. Ngươi nói chúng ta thoạt nhìn giống cái gì? Vậy sắm vai một đôi vợ chồng được rồi. Dù sao hai chúng ra thoạt nhìn, ngươi làm gì thế? Tây Lỗ Phù bị Y Hách Lạc Tư đột nhiên xoay người, len ken quỳ xuống trước mặt mình dọa sợ, sao có thể? Y Hách Lạc Tư cúi đầu, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được mặt hắn đỏ tới mang tai, hắn thở hổn hển, ở trước mặt ngưng tụ lại từng đám lớn sương trắng. Ta, nói thử mà thôi, ngươi mau dậy đi, ngươi đột nhiên quỳ như vậy, ta thiếu chút nữa sợ đến hồn vía cũng bay mất. Tây Lỗ Phù vừa bực mình vừa buồn cười, chúng ta đây cứ nói là anh em là được rồi. Y Hách Lạc Tư vẫn như cũ quỳ xuống một gối, vệt ửng đỏ trên mặt hắn dần dần lui xuống. Hắn tiếp tục cúi đầu nói. Thuộc hạ không dám, có gì không dám, ta nói được là được rồi. Tây Lỗ Phù không muốn lại cùng sợi gân này dây dưa tiếp, nếu ngươi còn cứng nhắc như vậy, lần sau ta ra ngoài sẽ đổi một thị vệ tùy thân, khó mà làm được. Y Hách Lạc Tư đột nhiên đứng lên, biểu tình trên mặt vừa chăm chú vừa nghiêm túc, vóc người của hắn quá mức cao to, đứng ở trước mặt Tây Lỗ Phù như một pho tượng khôi ngô. Phía Tây Ác Lan, tháp thành Josephine, dịch trạm, cửa sổ cũng không đóng chặt, cho nên, tiếng nước sông Josephine nức nở xa xa vẫn có thể nghe được. Tại đêm tối yên tĩnh này, tiếng nước giống như vĩnh viễn sẽ không dừng lại này, nghe tựa như nỗi buồn vô cớ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ngải Âu Tư nằm ở trên giường, cũng không ngủ. Mắt hắn trợn tròn, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu không động đậy mà xuất thần. Sau một lát, hắn đứng dậy, đi tới cửa sổ trước mặt, ngắm nhìn núi tuyết xa xa. Ánh trăng bao phủ thân thể để trần của hắn, đem bắp thịt lồng ngực trắng chắc phát họa ra bóng mờ cùng ánh sáng chập trùng. Hắn giơ lên tay trái, ánh mắt vẫn vững vàng động lại trên hình xăm màu đen kia. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác vi diệu, như là, hắn lắc đầu, tự hồ ngay cả mình cũng không tin tưởng. Đã hai ngày trôi qua, Gilgamesh không có bất kỳ tin tức gì, linh hồn ngân trần nhốt trong cánh tay trái của mình, lúc này đang ngủ say, mọi thứ bình yên vô sự, thế nhưng hắn biết rõ, chỉ cần vượt qua kỳ hạn 4 ngày, nếu không đem linh hồn này thả ra, linh hồn ngủ này sẽ như ác ma thức tỉnh trong thân thể, dần dần từng bước xâm chiếm thần trí của mình, thẳng đến khi hoàn toàn chiếm lấy thân thể mình, thế nhưng, loại cảm giác dần dần mãnh liệt này rốt cuộc là gì? Lúc trước trong tất cả quá trình nhiếp hồn, Ngải Âu Tư cũng không có quá cảm giác như vậy, giống như linh hồn trong cánh tay trái có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, hắn có thể cảm nhận được vui sướng và bi thương, chấp nhất và quyết tuyệt, nguyện vọng và hy sinh của linh hồn này. Loại cộng hưởng vô cùng rõ ràng này,
khiến hắn cảm thấy linh hồn này giống như chính là bản thân hắn. Đại sảnh dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa, kéo ngải Âu Tư từ trong trầm tư trở về. Hắn vốn phải trở lại trên giường đi vào giấc ngủ, thế nhưng đột nhiên một trận cảm giác kỳ dị từ dưới lầu truyền đến. Ngải Âu Tư gỡ xuống trường bào của mình, khoác lên thân thể trần trụi của mình, mở cửa, lặng yên đứng trong bóng tối hàng lang. Hắn cảm giác được một hồn lực vô cùng quen thuộc. Hắn nghĩ, vị bạn cũ này lại cũng tới. Phục vụ của quán vừa run rẩy mặc áo bông, vừa mở then cửa, trong ánh đèn dưới mái nhà cong ngoài cửa, hai người nam nữ cao cao mà xinh đẹp đứng song song ở cửa. Phục vụ của quán vừa mở cửa ra, vừa kéo chặt áo, hai vị vào trước đi, bên ngoài quá lạnh rồi, ta đây phải đi kiểm tra một chút, các ngươi nghỉ ngơi một chút. Được, làm phiền rồi. Tây Lỗ Phù kéo Y Hách Lạc Tư đi vào đại sảnh, nàng vừa khẽ cười, nhìn bày trí xung quanh dịch trạm, vừa hướng quầy hàng đi tới. Hai vị là vợ chồng sao? Là ở cùng một gian phòng. Phục vụ của quán lật dở sổ sách, ngẩng đầu hỏi, dĩ nhiên không phải. Mặt Y Hách Lạc Tư trong nháy mắt lại phồng đến đỏ bừng, tay hắn đã theo bản năng đặt lên chuôi đao rồi, trong miệng hai chữ láo xược đang chuẩn bị phun ra, đột nhiên phát hiện miệng mình không căng ra, tay như bị băng quấn lên chuôi đao không thể động đậy. Ngẩng đầu, mười ngón nhỏ dài của Tây Lỗ Phù đang hướng chính mình linh hoạt hơ động, nàng hung hăng trừng Y Hách Lạc Tư, sau đó dừng lại động tác mười ngón, chúng ta là anh em. Nếu có thể, vẫn là hai gian phòng đi. Tây Lỗ Phù đứng ở trước mặt quầy, ngọt ngào hướng phục vụ của quán mỉm cười, dưới ánh đèn màu vàng, Tây Lỗ Phù thật sự là quá đẹp. Phục vụ của quán nhìn đến ngây ngốc, vừa gật đầu, vừa hỏi, xin hỏi tên hai vị. Ta làm đăng ký, Tây Phù, tên của ta là Tây Phù. Tây Lỗ Phù quay đầu lại hướng Y Hách Lạc Tư hất hất cằm, anh của ta ngươi gọi hắn Lan Vương là được rồi. Trên mặt Y Hách Lạc Tư nhịn không được hiện ra vẻ cao hứng. Ánh mắt của hắn lấp lánh thoạt nhìn giống như tướng quân vừa chiến thắng trở về. Được rồi, hai vị đi lên lầu, bên trái cầu thang lầu 3 phòng thứ nhất và thứ hai là được, cảm ơn. Tây Lỗ Phù đưa chìa khóa qua, xoay người kéo tay áo Y Hách Lạc Tư, chạy lên lầu. Lúc vừa đi nhanh đến lầu 3, Tây Lỗ Phù đột nhiên dừng bước. Y Hách Lạc Tư đi ở trước mặt nàng nhịn không được quay đầu lại, sao vậy? Ánh mắt Tây Lỗ Phù trống rỗng, dừng lại ở một chỗ không biết rõ, giống như thất thần, sau đó biểu tình trên mặt nàng từ mơ hồ biến thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành mỉm cười, cuối cùng nụ cười mỉm thoạt nhìn thần bí khó lường kia liền dừng lại trên đôi môi kiều diễm của nàng. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa ngưng tụ, nàng hướng Y Hách Lạc Tư nói, không ngờ tới, người bạn cũ này cũng tới rồi. Nói xong, nàng giơ lên ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt lên môi mình, làm một động tác tay không cần nói. Sau đó, nàng lại tùy ý khuơ loạn trong không khí mấy cái, Y Hách Lạc Tư ý thức được, lúc này, hai người bọn họ đã ẩn thân. Y Hách Lạc Tư nhìn lại dưới lầu, cửa đại sảnh một lần nữa mở ra, một người mang mũ trùm màu đen đi tới, thân thể hắn bọc trong trường bào đen kịt giống như u linh, dù vậy, vẫn có thể nhìn ra vóc người gầy gò mà thon dài của hắn, thẳng đến hắn gỡ xuống mũ trùm đội trên đầu, Y Hách Lạc Tư mới phát hiện mình sai rồi. Tới không phải hắn, mà là nàng, ngũ quan nàng tinh xảo mà xinh đẹp, mang theo một luồng linh khí như bị gió tuyết thổi xuyên, lông mi màu đen tinh tế mềm mại giống như hai cái lông chim giống như tương xứng với con ngươi như mặt nước hồ thu của nàng vậy, chiều cao này với đàn ông mà nói, cũng coi như cao ngất rồi, huống chi là phụ nữ. Thảo nào Y Hách Lạc Tư lại cho rằng nàng là một người đàn ông, trong không khí truyền đến từng đợt mùi hương thanh tịnh như hoa sen tuyết từ người này mang tới. Thẳng đến nàng mở miệng, Y Hách Lạc Tư mới biết được, chính mình lại sai rồi, giọng nói trầm thấp mà có sức hút, 100% nói rõ, người đến là một người đàn ông, thời nay lại có đàn ông có dung mạo thanh tú như vậy, quả thực so với đại đa số phụ nữ còn muốn đẹp hơn. Y Hách Lạc Tư quay đầu, dùng ánh mắt hỏi Tây Lỗ Phù, lại phát hiện, trên mặt Tây Lỗ Phù, lộ ra một loại mỉm cười khó thể miêu tả, ánh mắt của nàng khỏa chặt trên người người đàn ông dưới lầu, dáng tươi cười nơi khóe miệng ngây ngất. Giống như một cái đầm sóng nước mùa xuân sâu không thấy đáy, thưa ngài, tiền đăng ký tên một chút ạ, tất lạp. Người áo đen thông thả mà trầm thấp nói ra, nói xong, ngẩng đầu hướng lên lầu, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua. Phía tây Ác Lan cách La Nhĩ Đặc, trung tâm, trên tay Đặc Lôi Á nâng một chén bạc tinh xảo, màu canh gà trong chén bạc thoạt nhìn giống như tơ lụa màu trắng sữa, vừa nhìn chính là dày công nấu chín, làn khói mờ mờ bốc lên tản ra hương vị mê người, ngón tay mảnh khảnh của nàng cầm lấy muỗng sứ, vô cùng cẩn thận đút tới trước mặt Nghe Hồng. Nghe Hồng miễn cưỡng mở miệng ra, hắn phối hợp, cố gắng nâng cổ lên, Đặt Lôi Á nhẹ nhàng nâng cổ tay đưa tới, canh gà trượt vào cổ họng Nghe Hồng. Yết hầu Nghe Hồng cuộn lên xuống mấy cái, trong ánh mắt vẫn là cái loại cuồng nhiệt đốt người kia, đã qua 3 ngày rồi.
tình trạng vết thương của Ngê Hồng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp rõ ràng. Tốc độ thân thể hắn khôi phục chậm kinh người, Đặc Lôi Á đã thử chuyển hồn lực cho hắn, hoặc là dùng lượng lớn hoàng kim hồn vụ rót vào trong căn phòng này, gia tăng độ dày, để Ngê Hồng khôi phục thương thế, thế nhưng, tất cả thử nghiệm đều không có bất kỳ hiệu quả gì rõ ràng, vẫn không có gì khởi sắc sao. Âm thanh khàn khàn mà trầm thấp từ phía sau Đặc Lôi Á truyền đến, tựa như tiếng dây cung rỉ sét kéo động, tràn đầy sức hút. Đặc Lôi Á không quay đầu lại, nàng từ lúc U Minh còn chưa vào cửa đã cảm ứng được hồn lực của hắn. Nàng tiếp tục từng chậm rãi đưa từng muỗng canh gà vào trong miệng Nghe Hồng, hắn thế nào? Có thể cử động rồi sao? U Minh đến gần một chút, hắn nhíu chặt hai hàng chân mày dày đậm, trong cặp mắt bích lục kia không ngừng chớp động những điểm sáng trôi nổi bất định, miễn cưỡng có thể cử động rồi. Thế nhưng vẫn không thể hành động bình thường. Đặc Lôi Á đáp lại, trong giọng nói có một tia yêu thương ngay cả chính nàng cũng không phát giác. Mấy ngày trước, lúc nàng được triệu hồi về trung tâm, thấy Nghê Hồng nằm ở trên bệ đá, vết máu loang lổ. Trong nháy mắt đó, nàng cảm giác như bị một bàn tay vô hình nắm lấy yết hầu, ngay cả hít thở đều có vẻ khó khăn. Nàng vẫn cho rằng mình là người lãnh khốc vô tình, bất cứ chuyện gì, bất luận ai, đều không thể tổn thương nàng. Thế nhưng, khi nàng nhìn thấy Nghê Hồng ngay cả trong mắt cũng không động đậy, nàng phát hiện lòng mình còn xa mới cứng như sắt đá như nàng nghĩ. Khi đó, nàng cho rằng hắn đã chết. Song khi nàng bắt đầu cảm nhận được hắn vẫn còn sót lại hồn lực ngoan cường, nàng cuối cùng nhịn không được đã ương ước viền mắt, vì sao tốc độ khôi phục chậm như vậy? Theo lý, thương tổn cỡ này, lấy năng lực của Nghê Hồng mà nói, đã sớm khôi phục. Là trúng độc. U Minh thấp giọng hỏi, không phải. Tình huống so với ngươi nghĩ phức tạp hơn nhiều, Đặt Lôi Á đặt chén xuống, nhẹ nhàng vuốt ve một chút gương mặt kiên cường của Nghê Hồng, đứng lên, xoay người, nhẹ nhàng kéo U Minh qua một bên, nhỏ giọng nói, trong thủ pháp công kích của đối phương cũng không có hạ độc, trong thân thể hắn cũng không có bất kỳ độc tố nào, thế nhưng, đối phương dùng một loại phương thức tấn công cực kỳ thú vị, phương thức tấn công này đối với hồn thuật sư lấy hoàng kim hồn vụ sinh ra hồn lực làm cơ bản mà nói, là một loại thương tổn trí mạng. Đến cùng là chiêu số gì? Ngươi trước đây từng gặp qua sao? Gương mặt U Minh giống như bao phủ một tầng khí lạnh, hai mắt dưới ánh sáng u ám một mảnh đen nhánh, ngươi còn nhớ rõ lúc chúng ta trở lại, vừa nhìn thấy Nghê Hồng, vết thương trên người hắn hình dạng ra sao không? Ngay lúc đó hắn nằm trên bệ đá, dưới người là một vũng máu, khi chúng ta rửa sạch vết máu trên người hắn, chúng ta mới phát hiện toàn thân hắn hiện đầy vô số miệng vết thương nhỏ, tinh mịn mà phức tạp, lúc đó ta đã kiểm tra tỉ mỉ, kích cỡ những vết thương kia vô cùng khác nhau, có dài nhỏ mà mỏng như đao gió cắt ra, có vết không sắc bén mà sâu, giống như bị gai sắt đâm xuyên da thịt, có cái cắt dọc, có cái giật ngang, có cái dày đặc điểm nhỏ, giống như dấu vết mấy trăm cây kim bạc ghim vào để lại. Những vết thương này thoạt nhìn lộn xộn, hoàn toàn nhìn không ra quy luật cũng nhìn không ra đến cùng là binh khí gì hay thủ pháp gây thương tích. Trong đám người ta đã gặp qua, không ai biết tạo thành vết thương phức tạp như vậy, ta cũng không nghĩ ra được, làm sao tạo thành vết thương như vậy cũng còn phụ, vấn đề là tại sao phải như vậy. Những vết thương này tuy rằng vừa dày vừa đặc, nhưng không có cái nào trí mạng. Đối phương tốn nhiều công phu và tâm huyết như vậy, đến cùng là vì cái gì chứ? Ngươi nói đến chỗ mấu chốt nhất rồi. Ánh mắt Đặt Lôi Á chớp động, con ngươi của nàng hơi rung động, hoặc nhìn lại như là cảm thấy một chút sợ hãi. Đối, phương chính xác đem tất cả vị trí kinh mạch cực kỳ trọng yếu, gân bắp thịt, mạch máu, các đốt ngón tay trên người Nghê Hồng, toàn bộ đánh gãy, kể cả phần lớn xương trong thân thể hắn đều bị thương nát vụn. Dưới công kích của đối phương, Nghê Hồng hoàn toàn đánh mất mọc năng lực hành động, đối phương không chừa bất cứ chỗ nào, diện tích thương tổn bao trùm to lớn, khiến Nghê Hồng ngay cả động tác nhỏ nhất cũng không thể hoàn thành. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta lúc trở lại thấy hắn vẫn không nhúc nhích, vậy tại sao không dứt khoát giết chết Nghê Hồng? Từ tình trạng này mà xem, đối phương muốn giết Nghê Hồng, tuyệt đối là chuyện dễ dàng. U Minh lắc đầu, ngũ quan tràn ngập lệ khí nhíu chặt cùng một chỗ, đây là chỗ kín đáo trong tâm tư của đối phương. Từ tình huống trước mắt xem ra, đối phương hiển nhiên là đơn độc một mình lẻn vào trung tâm, y tất nhiên biết, Nghê Hồng là một sứ đồ, nếu như hắn chết, vậy vương tước của hắn sẽ cảm ứng được, như vậy y sẽ bại lộ sự tồn tại của mình. Dù đối phương ra tay thành công, nhưng dù sao chỗ sâu không thể dò như trong trung tâm này, y tuyệt đối không dám công nhiên tuyên chiến, cho nên, y chỉ gây cho Nghê Hồng tổn thương không thể hành động, như vậy Nghê Hồng vừa không thể tiếp tục truy kích, cũng không thể thông báo cảnh giới, thế nhưng đối phương đã đoán sai một việc. Đó chính là đối phương cũng không biết Nghê Hồng và ngươi đều là kẻ ăn mòn, ngươi cũng không ban ấn cho Nghê Hồng, mạch hồn của các ngươi hoàn toàn khác biệt, giữa hai người, không có linh tê.
dù Nghê Hồng chết đi, ngươi cũng sẽ không có bất cứ cảm ứng gì. U Minh ngẩng đầu nhìn về phía Đặt Lôi Á. Đúng vậy, ta nghĩ, nếu đối phương biết, hắn nhất định sẽ không chút do dự giết chết Nghê Hồng. Từ cách y ra tay mà nói, y tuyệt đối không phải thiện nam tính nữ gì. Đặt Lôi Á cắn răng, sau khi nói xong câu này, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, mặt hướng U Minh. Con ngươi đen kịt của nàng nhìn chằm chằm con ngươi bích lục vẫn không động đậy của U Minh, ánh mắt giống như một dây cung thẳng tắp. Nếu nói đến Linh Tê, giữa vương tước và sứ đồ, ta có một việc, không thể không hỏi ngươi. Trước đây ngươi bị đứa nhỏ thân bí kia gây thương tích ở hành lang vực thẳm, ngươi nói cho ta biết, ngươi gọi thần âm tới cứu ngươi, là nàng giúp ngươi một đường đi tới hồ nước hoàng kim sâu trong hành lang vực thẳm cứu sống lại cánh tay của ngươi. Nhưng ngươi và thần âm đều là kẻ ăn mòn, ngươi cũng không ban ấn cho nàng, bản thân hai người hoàn toàn có mạch hồn khác biệt, ngươi, làm sao có thể triệu hồi nàng chứ? Bên, trong phòng đá hoảng động ánh nến ám ảnh, giống như một mảnh gió lay cỏ lau, trong ánh sáng loang lỗ khiêu động, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của U Minh dần dần tràn ngập nồng nặc hơi thở giết chóc, đôi môi thật mỏng của hắn đóng chặt, vẫn không động đậy, thoạt nhìn, hắn cũng không định trả lời câu hỏi của Đặt Lôi Á, ánh mắt hẹp dài của hắn hơi nheo lại. Ý vị sâu xa nhìn lại Đặt Lôi Á, U Minh, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Đặt Lôi Á sâu kín thở dài, thân thể căng chặt rồi thả lỏng, nàng ý thức được thái độ chính mình đối với U Minh có chút chuyện nhỏ xé to, nếu ngươi ở sau lưng Bạch Ngân Tư Tế, một mình tiến hành ban ấn cho thần âm, ngươi cũng biết là ngươi đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng chứ, tuy rằng trên lý thuyết mà nói, trong cơ thể thần âm không có mạch hồn vĩnh sinh, làm nền tảng thì không cách nào đồng thời ở trong người duy trì hai bộ mạch hồn cùng tồn tại, thế nhưng, nếu như ngươi thật sự có cách làm được điều này, hơn nữa còn thật sự làm như vậy, ngươi tốt nhất nói cho ta biết, bằng không. Giọng điệu dịu dàng của Đặt Lôi Á đột nhiên cứng rắn nói ra trong không khí, nàng khó thể tin ngay trong nháy mắt vừa rồi, chính mình bắt được hồn lực dao động trong cơ thể U Minh, loại dao động này rõ ràng là, nàng nâng mắt lên thật nhanh, trong ánh mắt, gương mặt đằng đằng sát khí của U Minh, rõ ràng tập trung trong con ngươi mình, U Minh, ngươi, Đặt Lôi Á còn chưa nói hết. Trong không khí đột nhiên một trận tiếng kim loại sắc bén, cả gian phòng đá phát sáng, ánh nến u ám bị ánh lục u linh kịch liệt chợt phủ lên, tấm chắn to lớn lăng không hiện ra. Tử linh kính trong nháy mắt xuất hiện trước mặt U Minh, chặn giữa hắn và Đặt Lôi Á, trên mặt kính trơn trượt, Đặt Lôi Á rõ ràng nhìn thấy cái bóng của mình. Trong không khí nổ tung sóng khí, vô số tơ lụa màu trắng giống như quái vật đáy biển, cuộn trào mãnh liệt, đem Đặt Lôi Á bao vây lại tầng tầng lớp lớp. Hai mặt tấm chắn cao cấp nhất lãnh thổ Ác Lan giằng co với nhau nổ vang, giống như hai con thú lớn không thể buông tha giận dữ nhìn nhau, sóng khí cuồn cuộn xông tới trong phòng đá bịt kín, kích động lên một trận tiếng kêu sắc nhọn, Nghê Hồng trên bệ đá phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, trong tay hắn ồ ồ chảy ra máu đỏ tươi. Phía tây Ác Lan, dịch trạm cổ ma trấn, sau khi Kỳ Linh nghe tiếng đập cửa, đứng dậy từ bên mép giường, hắn ngồi xổm trên mặt đất đã lâu, cho nên hai chân có chút tê dại, hắn kéo cửa ra, thấy bên ngoài phòng là Liên Tuyền và A Khắc Lưu Khắc. Hắn đè thấp giọng, nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Hắn vừa nói, vừa quay đầu nhìn lại ngân trần trong phòng, vô cùng cẩn thận, rất sợ nói lớn tiếng quấy nhiễu đến hắn đã nằm xuống ngủ yên, chúng ta tới xem người này. A Khắc Lưu Khắc vươn tay, ngón tay mang theo bao tay da hoảng màu nâu chỉ ngân trần ở trên giường, ngươi hãy tôn trọng một chút, hắn có tên, hắn là vương tước ngân trần của ta. Kỳ Linh nhíu chân mày đứng ở cửa phòng, cũng không nghiêng người, hiển nhiên không muốn cho hai người đi vào lắm. Kỳ Linh, ngươi trước hết để cho chúng ta đi vào. Ngươi cũng không cần kích động như vậy, ta nghĩ A Khắc Lưu Khắc có một số việc nói đúng. Chúng ta đều biết Ngân Trần trước đây nghĩ cách cứu viện, đi tới chỗ nhốt Gilgamesh. Trước đây chúng ta từ chỗ Bạch Ngân Sứ Giả lấy được tin tức là Ngân Trần đã chết. Tin tức này đã qua xác nhận, hơn nữa mạch hồn trong thân thể ngươi cũng đã phục chế hoàn thành gấp đôi. Trên lý thuyết mà nói, ngươi bây giờ đã là vương tước rồi, mà người trong quan tài này, mạch hồn không rõ, có thể hắn chỉ là trùng hợp bộ dạng giống ngân trần như đúc mà thôi, cho nên, A Khắc Lưu Khắc cần kiểm tra một chút, tiến hành xác nhận với hắn. Quỷ Sơn Liên Tuyền nhìn Kỳ Linh, ánh mắt có một loại dịu dàng của người chị, thế nhưng nàng cũng không nói với Kỳ Linh nghi ngờ trong lòng nàng, bởi vì, nàng trước sau không quên được ở bên cạnh huyết trì tại di tích Yêu Tua, bóng người mang mũ trùng xuất hiện cuối cùng, bắt lấy chính mình. Gương mặt hắn và ngân trần cũng giống nhau như đúc, chỉ là hai mắt hắn. Nghĩ tới đây, Liên Tuyền lại một lần nữa quay đầu lại nhìn về phía ngân trần trên giường, gương mặt Kỳ Linh hơi chút hòa hoãn, nhưng nhìn ra được hắn vẫn như cũ rất không tình nguyện, kiểm tra. Hắn cũng không sinh bệnh, kiểm tra cái gì, tuy rằng nói như vậy, thế nhưng hắn vẫn lui về sau hai bước, nhường lại vị trí cửa. Liên Tuyền và A Khắc Lưu Khắc trao đổi lẫn nhau một ánh mắt, nhanh chóng đi vào phòng. Kỳ Linh đi tới bên giường,
nhẹ giọng gọi Ngân Trần tỉnh lại. Liên Tuyền đứng ở bên giường, đây cũng là lần đầu tiên nàng ở khoảng cách gần như vậy quan sát Ngân Trần mới vừa từ trong quan tài đi ra này. Gương mặt gã cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc, đường nét tinh xảo lấy một loại tư thái vừa anh khí vừa nhu hòa vi diệu tổ hợp cùng một chỗ, khiến ánh mắt gã bày ra một loại thâm thúy động dung trong mắt gã. Liên Tuyền thở phào nhẹ nhõm, trong mắt gã vẫn như cũ trong suốt như vậy, giống như nước suối được ánh mặt trời chiếu sáng sóng sánh chớp động, lộ ra một loại u lam gần như màu đen, khiến ánh mắt hắn mang theo một loại ngây thơ thuần túy, giống như một lớp tuyết mới được gió lạnh mang tới, tản ra mùi thơm vắng lặng trong trẻo nhưng lạnh lùng. A Khắc Lưu Khắc nhẹ nhàng tháo xuống hai bao tay, dắt vào trong túi bên hông y, y quay đầu, mười ngón của hai tay hướng lên trời, đặt ở trước ngực mình, bộ dạng thoạt nhìn quả thật như một thầy thuốc, y giang xảo hướng Kỳ Linh nháy nháy mắt trái, yên tâm đi, ta là thầy thuốc chuyên nghiệp, ta sẽ không làm loạn. Trong đèn đồng trên bàn đèn, dầu thắp vẫn còn rất đủ, nhưng ánh sáng ngọn lửa phát ra có hạn, cả gian phòng có vẻ có chút u ám. Kỳ Linh nhìn A Khắc Lưu Khắc đang ở kiểm tra Ngân Trần, không nhịn được đẩy mấy cánh cửa sổ ra, khiến ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng. Bên trong vốn có ánh sáng màu vàng ấm, bị ánh trăng trong sáng đột nhiên thẩm thấu, bày ra một loại vẻ đẹp thê lương. Kỳ Linh và Liên Tuyền đứng ở bên cửa sổ, hai người nhìn núi tuyết xa xa, hai bên đều không nói gì. Đỉnh núi dưới ánh trăng giống như ánh bạc thánh khiết lưu động, mà dãy núi lớn màu đen giống như con thú lớn dịu dàng đang ngủ say, lằn ranh tuyết chói mắt kia chính là một vòng lông mao vương giả trên cổ bọn chúng. Ta và Ngân Trần trước đó dọc đường nghĩ cách cứu viện Gilgamesh, là trốn ở trong miệng hồn thú hải ngân của ta, ẩn vào biển sâu. Lúc ở trong miệng hải ngân, xung quanh một mảnh đen tối, Ngân Trần có một hồn khí, ta đã quên tên, giống như một ánh trắng, sẽ phát ra ánh sáng nhu hòa. Liên Tuyền vén lên mấy lọn tóc bị gió thổi loạn, vén đến sau tai, nàng thấp giọng nói, giống như nhẹ nhàng lẩm bẩm, trong ánh mắt chớp động ánh sáng hồi ức. Kỳ Linh bên cạnh không tiếp lời, Liên Tuyền ngẩng đầu, lại phát hiện cậu bé to lớn trước mặt này, hai mắt đã đỏ bừng, lông mi hắn run rẩy kịch liệt, nhưng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Liên Tuyền khe khẽ thở dài, không nhắc lại chuyện đã qua nữa, được rồi. A Khắc Lưu Khắc xoay đầu lại, trên trán một tầng mồ hôi mịn, dưới ánh sáng trong suốt chiếu sáng. Y nặng nề hít vào một hơi, sau đó như trút được gánh nặng, nhún vai, y không nói gì, chỉ chậm rãi đem bao tay mang lên một lần nữa, nhưng vẻ mặt y lại không giống như trút được gánh nặng, trái lại, trong ánh mắt y có một loại thâm thúy phức tạp. Kiểm tra ra cái gì sao? Liên Tuyền nhịn không được hỏi, quá kỳ quái. A Khắc Lưu Khắc vừa nói, vừa dùng ngón tay ấn huyệt thái dương của mình, vẻ mặt y thoạt nhìn giống như đang suy tư câu đố nào đó không thể tưởng tượng nổi, thật sự quá kỳ quái. Ngươi đến cùng kiểm tra ra cái gì khiến ngươi cảm thấy quá kỳ quái? Kỳ Linh vòng tay, có chút không nhịn được, hắn không nhịn được đi lại ở trong phòng, thoạt nhìn cực kỳ lo nghĩ, cũng vì ta không kiểm điều tra ra gì cả, cho nên mới quá kỳ quái. A Khắc Lưu Khắc ngẩng đầu, ánh mắt vững vàng nhìn hai người, đây mới là kỳ quái nhất, ngươi có thể nói cái gì mà chúng ta có thể nghe hiểu không? Cái gì gọi là không kiểm tra ra mới kỳ quái chứ? Khóe miệng Kỳ Linh co giật mấy cái, ánh mắt hung hăng trừng A Khắc Lưu Khắc. Hắn mới như tuyết vừa tích lũy trên sông cửa ngươi đột nhiên phát hiện vào buổi sáng lúc tỉnh lại, không có bất kỳ không sạch sẽ, không có bất kỳ mùi vị. A Khắc Lưu Khắc vòng hai tay ở trước ngực, hơi hướng người tới trước, nói với Kỳ Linh, có gì kỳ quái chứ? Ngân Trần cho tới nay đều sạch sẽ như vậy, ngươi cho rằng hắn giống hai chúng ta sao, bùn trong nước, không phải mọi người đều giống như chúng ta không coi trọng được chứ? Hừ. Kỳ Linh kéo lại một băng ghế, đỉnh đặt ngồi xuống, biểu tình trên mặt cực kỳ khinh miệt, chúng gì? Chúng ta. Ngươi đừng lại đem ta và ngươi kéo đến cùng một cấp bậc chứ, ngươi là bùn trong nước, ta lại là mây trong gió, ta so với ngươi sạch sẽ hơn nhiều, trên người ta chính là mang hương liệu đó được không? Quần áo của ta tùy tiện dùng hồn thuật thổi một cái liền không dính một hạt bụi nữa được không? A Khắc Lưu Khắc cũng kéo lại một băng ghế ngồi xuống, trong mũi cũng tương tự lầm bầm, cả mặt coi thường, biểu tình của Quỷ Sơn Liên Tuyền vừa cứng ngắc vừa xấu hổ. Nàng nhịn không được ho khan vài cái, hắn giọng một cái, hai người đàn ông trước mặt này, nào có dáng vẻ vương tước và sứ đồ, hoàn toàn chính là hai con trâu trên núi, vừa trẻ con vừa buồn cười. Nàng xoa xoa trán, lo nghĩ nói, A Khắc Lưu Khắc, ngươi đến cùng phát hiện cái gì, khiến ngươi kỳ quái như vậy? A Khắc Lưu Khắc kéo kéo áo, nghiêm mặt nói, trước khi nói còn nhịn không được trừng Kỳ Linh một cái, trẻ con vô cùng, ta vừa nói Ngân Trần quá mới, giống như là tuyết mới vậy, ngươi phải biết rằng, đây cũng không chỉ là một ví dụ đơn giản mà thôi. Ta là một bác sĩ, ta không phải nhà thơ. Vì một người, từ khi sinh ra, đến lúc lớn lên, các cơ quan,
bộ phận và tổ chức trong thân thể đều sẽ phát triển ở mức độ khác nhau, sự trao đổi chất, hơn nữa tốc độ biến chất mỗi một bộ phận đều không giống nhau, ví dụ như mức độ lão hóa của đại não chúng ta so với tốc độ gan chúng ta già đi chậm hơn rất nhiều, mà bắp thịt tứ chi của chúng ta lại già đi nhanh hơn so với bắp thịt tim chúng ta rất nhiều, cho nên thân thể chúng ta sau khi thành niên, mỗi một bộ phận, cơ quan, thậm chí tế bào, thật ra đều là cực kỳ không đồng đều và khác xa, nhưng ở trên người Ngân Trần, lại hoàn toàn không có tình huống này, bộ phận và kết cấu tế bào tạo thành toàn thân hắn đều gần như ở mức độ lão hóa không khác biệt lắm, việc này hoàn toàn không hợp lý, tình huống này chỉ có thể là, sau khi A Khắc Lưu khắc lập lại mấy lần vẫn không nói ra đến cùng là có khả năng gì, y dùng sức lắc đầu, giống như đang phủ định suy nghĩ này của mình. Đến cùng là cái gì? Sắc mặt Liên Tuyền cũng biến thành nghiêm trọng, chỉ có một trường hợp, thân thể người sẽ hiện ra loại tính chất đặc biệt này. A Khắc Lưu khắc ngẩng đầu, trong con ngươi một mảnh buồn bã, đó chính là, người này là một đứa trẻ vừa ra đời, nói mò. Ngươi đây không phải là nói mò sao? Trẻ con. Kỳ Linh Vụt đứng lên một cái, thiếu chút nữa lật ngã ghế, vẻ mặt hắn thoạt nhìn đặc biệt kích động, trên gương mặt anh tuấn dâng lên màu máu, ngươi thấy trẻ con lớn như vậy sao? Lúc Kỳ Linh nói hai chữ như vậy, theo bản năng giơ ngón tay lên Ngân Trần, thế nhưng lập tức khi nhìn đến gương mặt vắng lặng của Ngân Trần, lập tức vụng về rút tay lại, ý thức được chính mình mạo phạm Vương Tước, nhanh chóng cúi đầu. Liên Tuyền một bên nhìn ở trong mắt, trong lòng dâng lên một chút không đành lòng, đứa nhỏ này hoàn toàn không ý thức được, chính mình cũng sớm đã là Vương Tước rồi, cho nên ta mới cảm thấy khó hiểu. A Khắc Lưu khắc mở tay ra, trên mặt ra vẻ ta đã sớm nói cho ngươi biết, có phải mạch hồn trong cơ thể hắn khác hẳn với người thường, giống như theo ta biết, mạch hồn vĩnh sinh có thể khiến thân thể con người lành lại cực nhanh, đồng thời trì hoãn già yếu, gần như sống mãi. Liên Tuyền cắt ngang bọn họ, nói, dù sao hồn thuật thay đổi điều kiện vật lý của thân thể con người là việc rất thường gặp, quái chính là quái ở chỗ này. A Khắc Lưu khắc thu lại biểu tình hài hước trên mặt, nghiêm túc nói, ta vừa rồi kiểm tra thân thể hắn hai lần, ở trong cơ thể hắn, cơ bản không có bất kỳ một bộ mạch hồn nào tồn tại, đừng nói trọn vẹn, chỉ là bất kỳ một mảnh nhỏ mạch hồn cũng không có, ở trong cơ thể hắn cũng bắt không được mảy may dấu hiệu hồn lực, cả người hắn chính là một phôi thai sạch sẽ nhất, giống như cùng thế giới hồn thuật này không có bất kỳ liên quan, cũng chưa bị hồn vụ hoàng kim nhuộm dần mà thay đổi bất kỳ đặc tính thân thể nguyên thủy, cho nên hắn không phải là Ngân Trần. Liên Tuyền im lặng một hồi, nói từng câu từng chữ, ngươi là ý này sao? Ta không biết hắn là ai, nhưng ít nhất ta khẳng định, hắn không phải là người kia mà các ngươi nghĩ. A Khắc Lưu khắc nghiêm túc đáp lại, nói xong, y đột nhiên xoay người, đi tới bên mép giường, ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy chân phải Ngân Trần, nhanh chóng cởi vớ trên chân hắn ra, y vén ống quần Ngân Trần lên, cả mắt cá chân lộ ra trong không khí, làm càn. Ngươi muốn làm gì? Kỳ Linh chợt phóng tới A Khắc Lưu khắc, y bị cử động đột nhiên của hắn dọa nhảy dựng, trong lòng dâng lên một cơn tức giận, buông hắn ra. A Khắc Lưu khắc cơ bản không quay đầu nhìn hắn, chỉ hời hợt vung ngược tay lên, một cái không khí vặn vẹo mà lại kiên cường dẻo dai đột nhiên đánh về phía ngực Kỳ Linh. Kỳ Linh bất ngờ không kịp đề phòng, luồng không khí lạnh như băng giống như mãng xà còn sống, trong nháy mắt tiếp xúc với ngực Kỳ Linh liền trượt ra mọi nơi, quấn vòng quanh thân người Kỳ Linh, sau đó mạnh mẽ kéo hắn về phía y. Cả người Kỳ Linh mất đi trọng tâm ngửa mặt ngã xuống, phía sau lưng đột nhiên bị người vững vàng đón lấy. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy đứng sau lưng mình là Quỷ Sơn Liên Tuyền, nàng nhẹ nhàng ấn vai Kỳ Linh xuống, ánh mắt đang nói hắn đừng nên vọng động, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu, hắn không phải người các ngươi nghĩ, vậy, ta muốn xác nhận một chút, hắn đến cùng có phải hay không người, chúng ta, cho rằng kia. A Khắc Lưu khắc không quay đầu lại, y nhẹ nhàng lấy tay nắm lên cổ chân Ngân Trần, từ bóng lưng của y nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, tấm lưng rộng của hắn giống như một bức tường dày, ngăn cách tất cả đáp án y muốn tìm kiếm. Giọng A Khắc Lưu khắc trầm thấp, tiếp tục nói, trước khi chúng ta xuất phát, ta đã xác nhận mấy điều kiện của mục tiêu, ngoại trừ không có thuộc tính, không có mạch hồn, không có hồn lực, trong giữ nghiêm mật các loại, còn có một cái gần như có thể dùng làm dấu ấn cuối cùng xác định mục tiêu, đó chính là, ta phải tìm chân phải trên cổ chân người này, có xăm một chữ Linh. A Khắc Lưu khắc chậm rãi xoay người lại, trên mặt y là một mảnh như mệt mỏi và mất mát sau gió bão. Trong cổ họng khô khốc của y phát ra một câu ngắn gọn, hắn không có, thân thể y chậm rãi dời đi, trong tầm mắt, hai chân Ngân Trần trơn bóng lộ ra trong không khí, trên cổ chân gã một mảnh trơn nhẵn hoàn chỉnh, không có bất kỳ hình xăm nào, thậm chí không có một chút dấu vết. Thế nhưng, biểu tình của A Khắc Lưu khắc từ từ ngưng trọng, ánh mắt y giống như phát hiện ra bí mật gì, nhanh chóng chớp động, Quỷ Sơn Liên Tuyền theo ánh mắt y,
phát hiện sắc mặt Kỳ Linh lúc này một mảnh trắng bệch, lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng, hơi trắng nồng đậm từ hơi thở hắn phả ra, gương mặt Liên Tuyền cũng căng chặt lên, nàng không rõ tâm tình Kỳ Linh vì sao lại kích động như vậy. Ngươi nói người ngươi muốn tìm, trên cổ chân. Hai tay Kỳ Linh theo bản năng nắm chặt, trên cổ chân có một hình xăm chữ Linh, đúng vậy. Sao ngươi kích động như vậy? Ngươi từng gặp qua người như vậy? A Khắc Lưu Khắc đột nhiên cảnh giác, mà lập tức, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ít mảnh nhỏ manh mối, không trung gần như đen nhánh đột nhiên như ánh chớp sáng lên, tâm tình y chợt kích động, ngươi để ta nhìn mắt cá chân ngươi một chút, không. Kỳ Linh bản năng lui về phía sau, động tác của hắn quá lớn, gần như đụng bàn ngã lăn ra, ta vốn là vẫn luôn kỳ quái, vì sao ngươi có thể triệu hồi ra thanh thần kiếm Phong Tân thuộc về người Phong Nguyên chúng ta này, hơn nữa ta còn bỏ quên tên của ngươi chính là Linh, để ta xem mắt cá chân của ngươi. Trên mặt A Khắc Lưu Khắc đột nhiên phóng hàn quang, Kỳ Linh đột nhiên xoay người chạy ra cửa trước, vừa đưa tay mở cửa lớn, mấy luồng không khí mạnh mẽ giống như dây thừng vậy lấy tứ chi của mình, đột nhiên thấy hoa mắt, cả trời đất đột nhiên đảo lộn. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ biến cố bốn phía, liền chỉ nghe thấy Quỷ Sơn Liên Tuyền lớn tiếng quát, A Khắc Lưu Khắc ngươi buông hắn xuống, ngươi dám tổn thương hắn ta sẽ không khách sáo với ngươi. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, tất cả hồn lực bạo tạc cuồn cuộn liền biến mất, dòng không khí cuộn trào mãnh liệt không còn bóng dáng, có chút gió đêm lưu động trong phòng, hơi thở lạnh lẽo làm người ta tỉnh táo, thân thể Kỳ Linh vừa bị treo ngược trên bầu trời, chậm rãi đáp xuống mặt đất, giày vải trên chân hắn đã không biết lúc nào bị đao không khí sắc bén xé nát. Hai chân để trần lộ ra trong không khí, da thịt màu tiểu mạch ở dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng khỏe mạnh, hai chân cổ chân hắn một mảnh sạch sẽ, giống như ngân trần, không có bất kỳ vết tích hình xăm. Tiếng kêu bén nhọn trong phòng đá ngưng lại, nhưng thảm lục quang tử linh kính phát ra vẫn như cũ bao phủ toàn bộ phòng đá. Không khí giống như động lại, tất cả âm thanh đều biến mất, bốn vách tường lạnh như băng giống như một quan tài đá to lớn dưới lòng đất. Lục quang u ám khiến gương mặt tràn ngập hơi thở giết chóc của U Minh nổi bật lên như tử thần âm trầm. Thế nhưng, trên gương mặt hắn, lúc này chỉ có bình tĩnh, loại bình tĩnh này xen lẫn thương xót, mất mát cùng với châm biếm, không biết là châm biếm đối với chính hắn, hay là đối với Đặc Lôi Á. Hắn nhếch nhếch khóe miệng, vẫn như cũ mang theo một nụ cười như hoa đào khấp huyết, nhưng chỉ khiến vẻ bình tĩnh của hắn càng thêm có vẻ tuyệt vọng mà thôi. Đặc Lôi Á phiêu động bốn phía làn váy tơ lụa màu trắng, đang chậm rãi thu lại trong cơ thể, giống như đáy biển dần dần lắng dịu sóng triều, chậm rãi co rút một cái tảo biển thật lớn. Trên mặt nàng mang theo một loại xấu hổ, cũng có vài tia hối hận, nhưng nàng hết sức dùng gương mặt lãnh diễm che giấu đi lo lắng và thất thố của mình. Đặt Lôi Á, ngươi quá nghi thần nghi quỷ rồi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ra tay với ngươi sao? U Minh nhàn nhạt cười, trong nụ cười giống như hàm chứa một mặt khổ sở. Ai thấy ngươi đột nhiên phóng ra tử linh kính cũng sẽ căng thẳng chứ. Đặt Lôi Á buông xuống ánh mắt, trong giọng nói có một loại nhượng bộ. Ngươi đột nhiên phóng ra tử linh kính, muốn làm gì? Ngươi không phải hỏi ta làm sao triệu hoán thần âm sao? Vì vậy ta phải trả lời ngươi. U Minh mặt không đổi vươn tay, làm một thủ thế, tử linh kính treo trên bầu trời chậm rãi chuyển động. Tuy Đặt Lôi Á và U Minh từng sóng vai chiến đấu rất nhiều lần, thế nhưng dù là nàng, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mặt trái của tử linh kính, cùng chính diện điêu khắc vô số hoa văn phức tạp khác nhau, phía sau tử linh kính khảm trứ các loại bảo thạch màu sắc, kích cỡ, hình dạng khác nhau, mỗi một chỗ bảo thạch khảm vào đều là chỗ hoa văn giao nhau. Thoạt nhìn giống như một bộ mạch hồn phức tạp, vòng tay ngọc bích đeo trên cổ tay thần âm chính là dùng mấy viên bảo thạch màu lam trên mặt kiến rớt xuống tạo thành. Năm đó, trong một lần chiến đấu, mấy viên bảo thạch này lúc kịch liệt đánh rơi ra, ta vẫn tìm không được cách có thể khảm trở lại. Sau tới một lần vô tình, phát hiện mấy viên bảo thạch này cũng có thể chiếu hình, thế nhưng hình chiếu đối tượng chỉ có một, chỉ có thể phục chế chính mình. Hơn nữa cái bóng sao chép được không đạt được mức độ của tử linh, không thể công kích kẻ thù, chỉ có thể mê hoặc kẻ thù. Thế nhưng có một cái vô cùng tốt, chính là những bảo thạch này có thể cùng mặt kính của ta tạo ra cộng hưởng, phát sinh triệu hoán, cùng loại với linh tê giữa vương tước và sứ đồ. Cho nên, ta đưa cho thần âm, làm vật gắn bó giữa bọn ta, thì ra là như vậy. Đặt Lôi Á khe khẽ thở dài, sắc mặt thu lại, chỉ để lại một tầng nhàn nhạt hổ thẹn. Nếu ngươi ngay cả ta cũng không tin, trên cái thế giới này ngươi cũng không có người nào đáng để tin tưởng nữa rồi. U Minh ngẩng đầu, dùng ánh mắt thẳng tắp nắm lấy con ngươi Đặt Lôi Á, giống như dùng nắm đấm cố sức nắm chặt một cái, nhưng Đặt Lôi Á không trả lời, nàng chỉ là lặng lẽ đi tới rìa bãi đá, cẩn thận lau chùi máu chảy ra trong tai nghe hồng. Cái này, chỉ sợ thời gian hắn khôi phục, lại phải kéo dài, nàng cố ý tránh đi câu hỏi của U Minh, một lần nữa quay lại đối thoại vừa rồi, trước đó ngươi nói,
người công kích Ngê Hồng gần như chỉ là vì hạn chế hành động của Ngê Hồng, mà cũng không hy vọng lấy mạng hắn. Vậy, vì sao qua hai ngày rồi, thương thế của Ngê Hồng khôi phục vẫn chậm chạp như vậy chứ? Đặt Lôi Á quay đầu, nhìn U Minh, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ lo lắng, trong ánh mắt còn có một loại sợ hãi không đổi. Ta ban đầu chỉ là cho rằng, đối thủ tạo ra trên thân thể Ngê Hồng các loại vết thương có hình thức và chiều sâu khác nhau, chỉ là vì cắt đứt phạm vi lớn thần kinh khớp xương hoạt động của hắn, cố hết sức hạn chế hành động của hắn. Thế nhưng, sau khi kiểm tra toàn thân thể Ngê Hồng, ta mới phát hiện, vết thương này thoạt nhìn lộn xộn, tùy ý, dường như không có quy luật đáng nói, nhưng mà, thật ra những vết thương chằng chịt này đều có một chỗ giống nhau, đó chính là, chúng nó đều tránh được mạch hồn trong thân thể Ngê Hồng, ngay cả nhánh mạch nhỏ nhất đều tránh được. Ý của ngươi là, con người của U Minh giống như rắn siết lại thành dây nhỏ, ngươi cũng biết, thân thể chúng ta so với người thường có sức mạnh to lớn hơn, tốc độ và năng lực phục hồi, những thứ này đều là vì mạch hồn trong cơ thể chúng ta biểu hiện ra, giống như quỷ hút máu vậy, có thể đem hoàng kim hồn vụ hội tụ thành hồn lực, vận hành toàn thân, do đó tăng cao tố chất thân thể của chúng ta, nhưng, chỗ không có mạch hồn phân bố, hoặc bộ phận thân thể không đến được, thì cùng thân thể người thường không có khác nhau quá lớn. Nói cách khác, vết thương của người thường, nếu như là khu vực máu vận chuyển mạnh mẽ như trên đầu hoặc trên mặt, vậy giống nhau đều có thể rất nhanh lành lại hơn nữa không dễ lây nhiễm, mà nếu vết thương ở ngón chân các loại, khu vực cuối cùng máu chuyển đến không tốt, thì tốc độ lành lại trở nên chậm và dễ thối rữa. Đối với hồn thuật sư chúng ta mà nói, chỗ mạch hồn càng dày đặc, tốc độ lành lại càng nhanh, vì có thể có nhiều hoàng kim hồn vụ hơn từ mạch hồn đến chỗ bị thương, Đặt Lôi Á vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt ve vết thương chằng chịt trên người Ngê Hồng, biểu tình trên mặt vừa đau lòng, vừa thương xót. Người tập kích Ngê Hồng dùng một loại thủ đoạn tà ác nhất, cũng hèn hạ nhất, hắn chọn tất cả chỗ tổn thương đều là chỗ mạch hồn của Ngê Hồng khó thể đến. Ngê Hồng hiện giờ và một người bị thương thông thường, không có khác nhau quá lớn, nhiều lắm tốt hơn một chút, làm được trình độ này, có phải rất khó hay không? U Minh thấp giọng hỏi, ngươi có thể làm được không? Không thể. Mấy sợi tóc rủ xuống trên gò má Đặt Lôi Á, khiến nàng thoạt nhìn không còn là nữ tước không ai bì nổi kia, thêm vào vài phần mềm yếu và động lòng người. Muốn làm đến điểm này, đầu tiên phải vô cùng hiểu rõ mạch hồn của đối thủ. Điểm này, ta miễn cưỡng có thể làm được, thế nhưng cũng cần thời gian. Chí ít đối phương phải cùng ta chiến đấu chốc lát, ta mới có thể thăm dò tình hình mạch hồn đối phương vận hành. Sau đó thì sao? U Minh hỏi. Thứ hai, người này đối với kết cấu thân thể hiểu biết cực kỳ chính xác, nhiều vết thương như vậy. Mỗi một vết thương sâu cạn và hướng đi, đều được đánh giá tốt trước đó, những vết thương này có thể ở phạm vi lớn nhất trói buộc năng lực hành động của người khác, đối thủ đối với xương cốt, gân thịt, mạch máu, hệ thần kinh của con người, nhất định đều vô cùng hiểu rõ. Điểm này, ta không làm được, còn nữa không, còn có một điểm cuối cùng, cũng là điểm khó nhất. Đặt Lôi Á ngừng thật lâu, trong phòng đá chỉ còn tiếng hít thở trầm đục của Ngê Hồng, vết thương phải cắt đến chính xác như vậy. Khống chế đối với hồn lực đến cùng phải đạt được trình độ biến thái cỡ nào, ta chỉ tưởng tượng cũng không nghĩ ra được, chớ nói chi là làm được điểm này. Hơn nữa ta không tin Ngê Hồng sẽ như một con cừu nhỏ, nằm yên không nhúc nhích tùy ý hắn cắt xẻ, bất luận Ngê Hồng di động hay tránh né, cũng có thể tạo thành vết thương như vậy, thế nhưng, không có một vết thương cắt đứt mạch hồn. Hắn đến cùng là làm sao làm được, người này sẽ là ai? U Minh từ trên mặt Đặt Lôi Á, thấy được sợ hãi chưa từng có. Nếu ta đoán không sai, hẳn là người chúng ta gặp ở dưới cầu kia. Đặt Lôi Á quay đầu lại, nhìn U Minh, cho nên Bạch Ngân Tư Tế mới dùng linh độ tiếu âm triệu hoán chúng ta. Bởi vì bọn họ biết hai chúng ta nhất định không phải đối thủ của người đó. U Minh hỏi, chính là vậy đi. Chí ít từ các loại dấu hiệu trước mắt xem ra, phỏng đoán này vẫn không sai lệch lắm. Nhưng ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, giọng Đặt Lôi Á vừa dứt. Bên ngoài phòng đá truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc mà rất nhỏ. Một lát sau, bốn mạch ngân sứ giả nối đuôi nhau mà vào, bọn họ đứng song song ở cửa phòng đá, không lưng hành lễ với U Minh và Đặt Lôi Á, Bạch Ngân Tư Tế gọi đến hai vị vương tước. Mời vương tước U Minh và Đặt Lôi Á đi theo ta, phía tây Ác Lan các cách Lan Nhĩ Đặt, dự ngôn chi nguyên. Tuy rằng không phải lần đầu tiên đến đây, thế nhưng, Đặt Lôi Á vẫn như cũ bị cảnh tượng trước mắt chấn động, bầu trời gần như vô hạn trên đầu. Giống như hoàn toàn trái với quy luật vật lý, bày ra một loại vẻ đẹp trôi nổi không trọng lực, giữa khung trời to lớn không có bất kỳ trụ chống đỡ, mặt đất trơn bóng rộng rãi, nhìn không ra bất kỳ dấu vết kép lại, giống như trời đất từ lúc hỗn độn sơ khai, khối thủy tinh to lớn này cũng đã chìm ngủ ở nơi này rồi, thủy tinh hiện ra ánh sáng vô trần,
ảnh ngược rõ ràng trên đỉnh đầu và bích họa và hoa văn lộng lẫy bốn phía. Đặt Lôi Á và U Minh đang nghe truyện trên TV audio CV đứng trên mặt đất thủy tinh cứng rắn. Cảnh tượng thật lớn mà trống trải khiến hai người bọn họ thoạt nhìn như hai con kiến đứng trên một mặt hồ đóng băng. Chỗ sâu trong thủy tinh, ba vị Bạch Ngân tư tế như thiên thần, vẫn an tường ngủ say. Bạch Ngân tư tế, vừa rồi ngài nói là sự thật sao? Một vật chứa cương chi sinh ra bị trộn mất rồi. Đặt Lôi Á vô cùng cẩn thận lựa chọn từ ngữ, nàng thật sự không biết nên dùng từ ngữ gì để định nghĩa thứ quái vật con trùng mẹ khổng lồ kia sinh ra. Đúng vậy, sự tồn tại của tương chi vẫn là bí mật quyền hạn cực cao của Ác Lan, dù là vương tước tôn quý như các ngươi cũng chỉ vừa mới mở ra quyền hạn được biết, nhưng mà, ngay ngày hôm qua, một vật chứa đã bị lấy trộm rồi, hơn nữa vật chứa này là dùng mảnh vụn thân thể của sứ đồ thiên của Ngân Trần làm cơ sở mà thai nghén và sinh sôi. Cho nên, tình thế vô cùng nghiêm trọng. Gương mặt ba vị tư tế vẫn an tường như cũ, môi bọn họ không động, nhưng trong không khí lại trôi nổi âm thanh mờ ảo mà lại không linh, nghe vào tràn đầy thần tính. Đặt Lôi Á cố gắng áp chế suy nghĩ tù phạm trong đầu, cúi đầu lặng lẽ bất động. Hơn nữa, từ các dấu hiệu đến xem, người đánh cắp vật chứa thanh âm không linh tiếp tục quanh quẩn, có thể là Gilgamesh. Đặt Lôi Á và U Minh cùng nhau im lặng, cho nên hiện giờ, ta tin tưởng ngoại trừ Gilgamesh, còn có một trận doanh đối địch khác. Bọn họ nhất định đã biết được sự tồn tại của tương chi. Chúng ta có thể kiêu ngạo nói, tương chi là một loại sinh vật vô cùng thần kỳ mà lại hiếm có. Hiện nay chúng ta trên toàn bộ lục địa Odin, trong bốn quốc gia phong thủy hỏa thổ, gần như có thể xác nhận, chỉ có Ác Lan chúng ta có một tương chi, hơn nữa còn là duy nhất. Nếu như nàng chết đi, vậy giống loài sẽ vĩnh viễn biến mất, cho nên hiện giờ, bảo vệ tương chi sẽ trở thành chuyện quan trọng nhất Ác Lan. Bởi vậy, chúng ta quyết định đẳng cấp an toàn của động nguyên tương đặt tương chi, điều chỉnh lên đến cấp 5. Đây cũng là cấp bậc an toàn cao nhất từng xuất hiện trên lãnh thổ Ác Lan. Đặt Lôi Á đè nén nội tâm khiếp sợ to lớn, nàng cố sức dùng giọng điệu không sợ hãi hỏi tới, thế nhưng, dù là đẳng cấp an toàn của dự ngôn chi nguyên, cũng chỉ là cấp 4 mà thôi, cho nên ngươi có thể biết, tầm quan trọng hiện giờ của tương chi. Âm thanh trong khoảng không đáp lại, vậy, cần ta và Đặt Lôi Á tới bảo vệ an toàn của tương chi sao? Không cần. Con đường duy nhất tới động nguyên tương đã bố trí 3 trạm kiểm soát, phân biệt do 3 sứ đồ thiên, địa, hải của Tu Xuyên Địa Tạng tầng tầng thủ vệ, mà ở trong động, bên cạnh tương chi để cho Tu Xuyên Địa Tạng một tấc cũng không rời bảo vệ, vậy hẳn là bạn lần không sai sót. Bảo vệ như vậy, quả thực cũng gọi là an toàn cấp 5 rồi. Đặt Lôi Á gật đầu, sau đó chuyển động ánh mắt, vậy, Bạch Ngân tư tế, các người là muốn ta và U Minh, đuổi theo lấy lại vật chứ bị trộm mất sao? Cũng không phải mắt đất thủy tinh phát ra chấn động nhẹ nhẹ, nhiệm vụ đoạt về vật chứa, chúng ta đã phái ra Tất Lạc, hắn ở tốc độ và năng lực truy kích là kiệt xuất nhất Ác Lan. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện giờ đã tới biên giới Ác Lan, tháp thành Josephine, vậy, U Minh mặt mày bao trùm trong một bóng tối, Bạch Ngân tư tế, các ngươi là muốn ta và Đặt Lôi Á làm gì chứ? Lúc U Minh hỏi xong những lời này, trong không gian lớn như vậy, một mảnh yên tĩnh. Giọng nói Bạch Ngân tư tế giống như biến mất. Đột nhiên nổi lên sợ hãi ngày càng đậm hơn, giống như trong không gian tích lũy trọng lượng vô hình, sắp đập nát vai người. Cuối cùng, âm thanh mờ ảo vang lên lần nữa, nhưng lời truyền tới cũng, ta mong hai người các ngươi, đi tới tháp thành Josephine, nghĩ cách cứu viện Tất Lạc. Đặt Lôi Á cuối cùng nhịn không được thốt lên, nghĩ cách cứu viện Tất Lạc. Hắn bị hại rồi, hiện nay vẫn chưa, thế nhưng, chúng ta vừa biết được, có một người vô cùng khó đối phó, cũng đã đi tới tháp thành Josephine, có nàng ở đó. Tất Lạc tuyệt đối không phải là đối thủ, dù Tất Lạc không phải là đối thủ, vậy cũng không cần nghĩ cách cứu viện. Chân mày U Minh dùng sức nhíu, hắn ở phương diện thiên phú tốc độ, cùng năng lực điều khiển quân cờ của hắn, muốn toàn thân trở ra là chuyện dễ như trở bàn tay, ta chưa từng tưởng tượng, hắn sẽ để chính mình rơi vào hiểm cảnh cần hai người bọn ta tới nghĩ cách cứu viện. Nếu như là người khác, dù là Gilgamesh, chúng ta cũng tin tưởng, Tất Lạc có thể tuyệt đối tự bảo vệ mình, nhưng rất tiếc. Người tới là Tây Lỗ Phù và hộ vệ của nàng Y Hách Lạc Tư, ngươi là nói đế vương Phong Nguyên, phong hậu Tây Lỗ Phù sao? Đặt Lôi Á hỏi, đúng vậy. Nàng tồn tại tương đương với ngải Âu Tư của Ác Lan chúng ta. Bạch Ngân tư tế đáp lại, thế nhưng, dù là ngải Âu Tư, cũng không có thể dễ dàng đặt Tất Lạc vào trạng thái cần nghĩ cách cứu viện chứ. Đặt Lôi Á thấp giọng hỏi, bởi vì nàng vẫn luôn cho rằng, thực lực Tất Lạc vượt xa bộ dạng hắn thể hiện ra, các ngươi cũng không biết Tây Lỗ Phù. Đối với Ác Lan mà nói, đế vương và vương tước cấp 1, phân biệt đại biểu cho hai người thống trị tối cao về chính trị và tôn giáo, đồng thời quản thúc lẫn nhau, không cho lực lượng mất cân bằng. Thế nhưng,
ở Nhân Đức đế quốc của Phong Nguyên, loại quản thúc lực lượng này, theo những năm gần đây, Bạch Y Tư hầu như đã không ra khỏi Phong Tân Đạo nữa. Trên toàn bộ lãnh thổ Phong Nguyên, hồn lực của Phong Hậu Tây Lỗ Phù Tinh thuần rộng lớn bao la, ngoại trừ sứ đồ thiên của Bạch Y Tư là Ba Đồ Nhĩ, không ai có thể sánh được. Mà Ba Đồ Nhĩ cũng giống như Bạch Y Tư, định cư lâu dài tại chỗ sâu trong thung lũng Phong Tân Đạo, cho nên rất nhiều trường hợp hoặc nghi thức cần Bạch Y Tư đứng ra, cùng với rất nhiều mệnh lệnh của Bạch Ngân Tư Tế đều do Tây Lỗ Phù thay thế chấp hành, cho nên nàng cũng trở thành tín ngưỡng chí cao vô thượng trong lòng hồn thuật sư trên toàn bộ lãnh thổ Phong Nguyên. Mà ở phương diện chính trị, nàng càng là đế vương không thể tranh cãi, lúc tuổi còn rất trẻ cũng đã đặt lên vương tọa quyền lực tột cùng, nhận được dân chúng kính yêu. Vì vậy tuổi còn rất trẻ, Phong Hậu Tây Lỗ Phù tập quyền cao độ, đem quyền lực ba phương diện chính trị, hồn thuật, tôn giáo tập trung vào một người, nàng cũng vì vậy trở thành đế vương quyền lực lớn nhất Nhân Đức đế quốc của Phong Nguyên từ trước tới nay. Đồng thời, tương tự với thiên cách của lãnh thổ Ác Lan, Phong Nguyên cũng có một bộ phận hệ thống tình báo của mình, bọn họ gọi là Phong Âm. Nhưng Phong Âm lại cũng không thuộc bất cứ vương tước cấp một nào quản lý, Tây Lỗ Phù thông qua một loạt động tác, đem hệ thống Phong Âm bao gồm dưới trướng, không hề cắt cử vương tước nào đảm nhiệm, tự mình quản lý tất cả mạng lưới tình báo. Nàng dựa vào bản thân hồn lực mạnh mẽ trời sinh và quyền lực sau này, trở thành vương giả chân chính của Nhân Đức. Trời ơi! Đặt Lôi Á thấp giọng ở trong miệng không nhịn được phát ra rên rỉ thống khổ cùng loại. Cái này cũng chưa tính là gì, chúng ta dùng tất cả mạng lưới tình báo có thể điều động, cũng không thể lấy được tin tức thiên phú và hồn thú của Tây Lỗ Phù. Nhưng từ lời đồn đãi có thể xác nhận, thiên phú của và hồn thú của nàng đều có mức năng lượng cao nhất trong giới hồn thuật của Nhân Đức. Hơn nữa, bản thân nàng cũng có tấm chắn cùng loại với ngươi và U Minh, nàng cũng có một tấm chắn hiện nay vẫn chưa biết công năng cụ thể, được gọi là nữ tu nguyện cầu. U Minh và Đặt Lôi Á đều không nói gì nữa. Ngươi biết vì sao chúng ta tra không ra thiên phú và hồn thú của Tây Lỗ Phù không? Bởi vì chúng ta vĩnh viễn không phát hiện, cần trường hợp nàng ta tự mình ra tay, hộ vệ bên cạnh nàng, Y Hách Lạc Tư, luôn có thể đem tất cả nguy hiểm, đều vì nàng chống đối. Hắn là cận vệ của nàng, đã đủ để nàng không thể địch nổi, một tên hộ vệ có thể không để cho nàng phải ra tay, bởi vì hộ vệ Y Hách Lạc Tư của nàng, là sứ đồ địa của Bạc Y Tư. Trong âm thanh mờ mịt mà không linh, lần đầu tiên nghe ra tâm tình, đây là một loại tâm tình thoáng không cam lòng, cũng thoáng khiếp đảm. Đúng vậy, Tây Lỗ Phù, chỉ có nàng, người phụ nữ chí cao vô thương này của Nhân Đức, mới có thể đem sứ đồ của vương tước cấp một cao cao tại thượng làm hộ vệ mà sử dụng. Trên lãnh thổ Phong Nguyên, mùa đông mỗi năm đều sẽ bay lên từng mảng lớn hoa cỏ, thuần khiết hoàng mỹ, vô cùng mềm mại, hoa cỏ giống như không có trọng lượng bay lượn khắp toàn bộ bầu trời lãnh thổ Nhân Đức. Những hoa cỏ này được muôn vạn dân chúng coi là hóa thân của Tây Lỗ Phù. Trong truyền thuyết, trên vương miện của Tây Lỗ Phù có khảm một vòng lông tơ dùng bạch kim hiếm có điêu khắc thành, kim cương khảm thành nhị hoa của vòng hoa nhung hoa. Năm đó để đúc nhung hoa quan miện này, dân chúng Nhân Đức đã tiêu hao tài phú một năm của ba tòa thành trấn. Mọi người kính yêu nàng, si mê vì nàng, cuồng nhiệt vì nàng, khuynh đảo hết mọi thứ vì nàng, không từ bất cứ việc xấu nào. Lời nhắc nhở sau cùng của Bạch Ngân Tế Tư quẩn quanh trên bầu trời không khoáng. Phía tây Ác Lan, thành Josephine, dịch trạm, trong tiếng chim hót thánh thót, thành Josephine dần dần tỉnh lại, ánh mặt trời tựa như còn chưa tan tuyết, mỏng manh rơi xuống từ trong tầng mây, đem toàn bộ thành thị bao phủ trong một mảnh không khí màu lam xám, trông càng thêm mấy phần lạnh giá. Dịch trạm đã mở cửa đón khách, cửa mang theo màn cửa sợi bông dày nặng chắc chắn, ngăn cản hơi lạnh bên ngoài. Trong lò sưởi của đại sảnh dịch trạm, ánh lửa hừng hực, hơi nóng hong cả đại sảnh đến thoải mái, dễ chịu. Phía sau cổng vòng đại sảnh là nhà bếp bận rộn, từng đợt mùi hương đồ ăn từ trong bay ra, khiến cả dịch trạm bừng lên một bầu không khí đầy sức sống mà lại bận rộn thanh thoát. Tâm tình Tây Lỗ Phù xem ra rất tốt, giờ phút này nàng đang ngồi ở một góc, hai khúc gỗ đàn một màu đen điêu khắc thành ghế gỗ rộng lớn, bên trên đặt cái đệm thật dày, trên đệm bọc hai tấm da gấu màu nâu, cả khu vực bố trí cực kỳ hào hoa, phú quý, cùng những khu vực bàn đơn giản khác vô cùng khác biệt, là chỗ ngồi cao quý nhất cũng xa xỉ nhất trong đại sảnh. Nàng hơi nghiêng tựa lưng vào ghế, khe co chân tựa trên mặt ghế rộng lớn, mi mắt hơi rũ xuống, trông như đang nhắm mắt dưỡng thần. Đứng bên cạnh nàng là Y Hách Lạc Tư, giờ phút này, hắn đang mở một cái hộp được điêu khắc từ gỗ trầm hương tử đàn, dùng một cái kẹp bạc trông vô cùng tinh xảo, cẩn thận kẹp lấy ra lá trà bên trong, từng chút cho vào ấm trà kim thạch tạo hình cổ điển mà lại trang nhã trước mặt. Sau khi hắn cho vào lá thứ 9 liền ngừng lại, đậy kín hộp, sau đó đem nước nóng phục vụ dịch trạm vừa đưa tới trên bàn, vững vàng rót vào ấm trà. Một trận mùi hương vô cùng ngào ngạt, trong nháy mắt tràn ngập cả đại sảnh dịch trạm,
trên mặt Tây Lỗ Phù khẽ lộ ra vẻ mỉm cười. Đây là trà nàng thích uống nhất, dù cho đi tới đâu, nàng nhất định mang theo bên người. Không chỉ nàng, cả đại sảnh dịch trạm, lữ khách đang dùng bữa sáng hoặc là uống trà nói chuyện trời đất, giờ phút này đều không ngừng ngửi lấy, tìm kiếm nơi bắt đầu của mùi hương. Ngay lúc này, cửa lớn dịch trạm bỗng nhiên phịch một tiếng mở ra. Gió lạnh mãnh liệt xốc lên màn cửa sợi bông, xua đi một mảng lớn hơi nóng trong phòng, mùi hương vốn ngào ngạt, cũng trong nháy mắt bị tản đi rất nhiều. Tây Lỗ Phù nhíu nhíu mày, mở mắt ra, nhìn thấy ở cửa đi vào 4-5 tên đàn ông quần áo xa xỉ, nhưng cực kỳ thô tục. Một tên đàn ông trung niên cầm đầu, xoay đầu lại nhìn phía Tây Lỗ Phù một cái, sau đó rỉ tai với một người trông rất giống hộ vệ bên cạnh vài câu. Sau khi nói xong, hộ vệ kia đi về phía Tây Lỗ Phù, mặt gã đầy râu quai nón, chòm râu thô đen cong lên, ánh sáng trong hai mắt bắn ra bốn phía, trên khóe miệng có một vệt hẹp, trông đầy vẻ hung ác. Gã hướng về phía Y Hách Lạc Tư ngạo mạn nói, chủ nhân bọn ta muốn ngồi chỗ này, các ngươi nhường lại. Y Hách Lạc Tư vừa muốn động người, Tây Lỗ Phù đã khẽ giơ tay lên, ngăn hắn lại, sau đó nàng nâng lên đôi mắt tràn ngập sóng nước, đối diện với người không có ý tốt trước mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, chúng ta tới trước. Vậy thì sao, đại nhân Lỗ Tu Đặc chưa bao giờ ngồi loại ghế thông thường, biết điều thì tránh ra, đừng ép bọn ta ra tay, bằng không. Vừa dứt lời, những người khác trong đại sảnh đều không ngừng quay mặt lại, bởi vì cái tên Lỗ Tu Đặc này thật sự quá là sấm rền bên tai rồi, dù là quận chủ thành Josephine cũng phải cho gia tộc có tiền, có thế nhất thành này mặt mũi. Tây Lỗ Phù vẫn không động đậy, vẫn như cũ thản nhiên cười, người đến cười dữ tợn, vung tay lên, ấm trà trên bàn trước mặt Tây Lỗ Phù trong nháy mắt mất đi hơi nóng, sau đó, nước trà bên trong liền động lại thành băng, khối băng nở ra cứng rắn làm nước vỡ ấm trà. Trên mặt Y Hách Lạc Tư bên cạnh đột nhiên bắn ra tia lạnh, nhưng Tây Lỗ Phù chỉ khẽ thở dài một tiếng, nàng nhìn ấm trà vỡ vụn, trên mặt nhẹ nhàng cười khổ một cái. Người đàn ông râu quai nón giơ tay lên, ném qua hai đồng tung vàng chóe, đồng tung rơi xuống bàn, phát ra âm thanh lanh lảnh. Đây là tiền bồi thường ấm trà của các ngươi. Vừa dứt lời, lữ khách trong đại sảnh dịch trạm ngoài y ra, không ngừng phát ra tiếng thì thầm thán phục, vừa ra tay chính là hai đồng tung vàng, cái này đủ mua 100 ấm trà rồi. Trong lúc mọi người châu đầu ghé tai thầm thì, người đàn ông khinh bỉ mà đắc ý cười cợt, nhìn Tây Lỗ Phù, các ngươi vẫn là mau nhường lại đi. Số tiền này, đủ cho các ngươi ở đây thêm mấy tuần rồi, đáng tiếc. Giọng nói cũng không phải của Tây Lỗ Phù vọng lại, người nói chuyện, vừa rồi vẫn đứng ở trước quầy thăm người phục vụ một số chuyện, giờ phút này, y nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn tình hình bế tắc của Tây Lỗ Phù bên này, y xoay mặt lại, vừa vặn hòa vào ánh mặt trời trong suốt chiếu vào từ cửa sổ, đôi mắt xanh ngọc bích của y giống như lam bảo thạch chớp lóe trong biển sâu, lông mi vàng, chân mày vàng, mái tóc vàng óng lập lòe trong ánh mặt trời, chỉ là hai đồng tung, có gì mà tiếc, Lỗ Tu Đặc là nhà giàu số một Josephine, không chỉ ở thành thị bọn ta, thậm chí ở toàn khu vực Đông Bắc, nhắc tới gia tộc Lỗ Tu Đặc, ai không biết bọn họ giàu nhất cả nước, ta nói đáng tiếc, không phải là nói hai đồng tung vàng này, ta là tiếc ấm trà kia. Người đàn ông tóc vàng nheo mắt lại mỉm cười, Tây Lỗ Phù nghe tiếng, quay mặt lại đầy hứng thú nhìn y, giống như đang thưởng thức một bức tranh thú vị, một ấm trà nước, có gì mà tiếc. Người đàn ông râu quai nón hừ lạnh một tiếng, ấm trà này, nếu ta nói không sai, cũng không phải sản vật của Thủy Nguyên Ác Lan, vì gia tộc ta buôn bán vận chuyển hàng hóa, từng tiếp xúc rất nhiều hàng hóa của những quốc gia khác, loại ấm trà này, trước đây ta từng thấy những thương gia khác vận chuyển, hình như thuộc bộ dụng cụ uống trà của Lạc Gia Lạc Khắc Tư ở Nhân Đức Đế Quốc, Phong Nguyên đúng chứ, loại ấm trà này chỉ có gia tộc Lạc Gia Khắc Tư mới hiểu được sự tinh tế của nó, đồng thời trong chất đá lại có rất nhiều lỗ khí, vô cùng phù hợp cho việc khuếch tán và thẩm thấu vị thơm của lá trà, đồng thời dưới đáy mỗi khối đá chứa lượng lớn bột hoàng kim, đều là dùng hổ phách nguyên khối làm thành, hơn nữa không phải tùy tiện khối hổ phách nào cũng được, trong tất cả hổ phách đều chứa một loại côn trùng hóa thạch gọi là thị trà tử, loại côn trùng này lấy các loại lá trà làm thức ăn, sau khi bọn chúng tiêu hóa lá trà, thân thể bọn chúng sẽ cho ra một loại hương tinh trà giống như sau tinh luyện, loại hổ phách này đối với bất kỳ lá trà nào, đều có tác dụng thúc đẩy, có thể khiến mùi hương ẩn trong lá trà tỏa ra đến vô cùng hoàn mỹ. Bởi vì thị trà tử vốn rất hiếm, vì vậy hóa thạch thị trà tử trong hổ phách càng nhiều, ấm trà đó lại càng đáng giá. Từ ấm trà này nhìn tới, người đàn ông tóc vàng vừa nói, vừa liếc khối hổ phách dưới đáy ấm trà vỡ vụn kia một cái, trong hổ phách có ít nhất 10 thị trà tử, hai đồng tung này của ngươi, đại khái có thể mua nửa cái ấm trà đi. Ngươi nói cái gì? Người đàn ông râu quai nón kia rõ ràng nhận lấy khiếp sợ, mặt gã nhanh chóng đỏ lên, nhưng cùng lúc lại không muốn làm mất mặt mũi. Gã có chút chột dạ,
xoay đầu qua nhìn người đàn ông gọi là Lỗ Tu Đạt. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng hừ giọng, tiện tay ném ra một túi gấm nhỏ, theo tiếng bột lúc túi gấm rơi xuống bàn, bên trong ào ào lăn ra mười mấy đồng tung vàng, nhìn có vẻ, một túi này có ít nhất 50 đồng tung vàng. Đầy tớ Lỗ Mãng, có chút đắc tội, vẫn xin xem xét, những thứ này dùng để trả cho việc xấu hắn gây ra, đồng thời, cũng hy vọng các ngươi có thể nhường chỗ này lại cho bọn ta. Lúm đồng tiền của Tây Lỗ phù tròn tròn, không phải không nói chuyện, trong mắt nàng phát ra ánh sáng, trông vẫn có một loại biểu hiện giễu cợt, Egypt, vẫn là thật đáng tiếc. Người đàn ông tóc vàng lại nói tiếp, 50 đồng tung vàng, dĩ nhiên đáng tiếc. Người đàn ông râu quai nón vừa rồi có chút lúng túng, giống như muốn cứu danh dự, lạnh lùng nói, cô không, ta vẫn như cũ không phải nói 50 đồng tung vàng này, ta đáng tiếc, là những lá trà kia. Người đàn ông tóc vàng nở nụ cười sảng lãng, hàm răng trắng nõn ở trong ánh mặt trời trông đặc biệt mê người, vẻ mặt Tây Lỗ phù càng lôi cuốn, xem ra nàng đối với người đàn ông tóc vàng này càng thêm hứng thú rồi. Từ hương trà vừa bay ra mà đoán, nếu ta không nói sai, là trà vị khách này pha, lại là lá trà cao cấp nhất nhân đức, gọi là chư thần oán. Tại sao lại gọi bằng cái tên này, là do giá của lá trà, ngay cả thần, cũng sẽ than đắt nha. Nói tới đây, người đàn ông tóc vàng không nhịn được khẽ cười lên ha ha, có thể hơi đắt, lẽ nào 50 đồng tung vàng vẫn chưa thể mua mấy lá trà sao? Người đàn ông râu quai nón đầy mặt tức giận khó thể tin, có thể, đương nhiên có thể. Người đàn ông tóc vàng nở nụ cười, có điều, cũng chỉ có thể mua mấy lá mà thôi, giá thị trường hiện giờ của chư thần oán, đẳng cấp cơ bản nhất cũng phải 15 đồng tung vàng một lá, từ mùi thơm vừa rồi phán đoán, vị khách này dùng hẳn là chư thần oán vô cùng thượng đẳng, vừa rồi không biết ngài đây dùng mấy lá. 9 lá. Y Hách Lạc Tư lạnh như băng đáp lại, giọng nói của hắn nghe ra hoàn toàn không có bất kỳ tức giận nào, giống như một lưỡi đao lạnh như băng. Ai da, vậy thì thật sự đáng tiếc. Người đàn ông tóc vàng vừa nói, vừa lắc đầu, trên mặt là vẻ tiếc nuối rất nghiêm túc, lúc y nói chuyện, đồng thời cảm ơn người phục vụ trong đại sảnh, đi ra ngoài cửa, xem bộ dáng là muốn rời đi. Ngài đây, ngài đối với hàng hóa của nhân đức hiểu rõ vô cùng, ngài là người của Phong Nguyên sao? Tây Lỗ phù đột nhiên nhỏ giọng gọi lại người đàn ông tóc vàng đang rời đi, nàng thoáng đứng thẳng người lên, tư tháo lười biếng mà cao quý vừa rồi, giờ phút này trở nên đoan trang mà xinh đẹp, không dám, ta chỉ là vừa vặn mua bán hàng hóa qua lại giữa hai nước, vải vóc, đồ dùng, hương liệu, bảo thạch, đều đã từng, vì vậy có biết một chút, không quấy rầy, tạm biệt trước. Nói xong, mái tóc vàng chói mắt kia liền biến mất sau màn cửa, ngoài cửa truyền đến một tiếng ngựa hí lên, hiển nhiên, một chiếc xe ngựa đã chờ ở bên ngoài rồi, tiếng vó ngựa từ từ đi xa. Tây Lỗ phù nhìn đoàn người sắc mặt tái nhợt trước mặt, khe khẽ thở dài, xem ra hôm nay không uống được trà rồi. Chỗ này tặng cho các ngươi, ta không có tâm tình nữa. Tây Lỗ phù hướng Y Hách Lạc Tư gật đầu, hơn nữa cũng gần như phải đi làm việc chính rồi. Phía tây Ác Lan, tháp thành Josephine, ngoài thành, tiếng vó ngựa chậm lại ngoài thành Josephine, Gilgamesh vẫn đang trong trầm tư, cũng không cảm thấy tốc độ xe chậm lại. Y nhiều lần hỏi vừa người phục vụ ở đại sảnh, gã nói ngài ngải bạc hôm nay mới hừng sáng đã tính tiền, trả phòng rồi. Gilgamesh cũng thuận tiện hỏi thăm một hồi tình trạng ngài ngải bạc, từ miêu tả của người phục vụ, sắc mặt tái nhợt, đi lại không vững, tay phải mất tự nhiên luôn nắm chặt cánh tay trái, giống như cánh tay trái xảy ra vấn đề gì, hoặc là trông như không khống chế khẽ co giật, ngài ấy lúc đi rất vội vàng, ngay cả tiền thừa cũng không cần liền vội vàng rời đi, ngài là bạn của ngài ấy à, ngài ấy nói nếu có người hỏi thăm. Cứ nói với người đó, ngài ấy ở chỗ lần đầu vẫy rồng xuất hiện, chân mày Gilgamesh khẽ nhăn, trên gương mặt bình tĩnh tự nhiên, mơ hồ lộ ra một tia lo lắng, xem ra, nhất định phải mau tìm ra ngải Âu Tư. Đã sắp tới thời gian ước định 4 ngày, xem ra ngải Âu Tư đã sắp không kiên trì nổi, nếu như linh hồn từ cánh tay trái của hắn chạy đi mất, hoặc đáng sợ hơn là, linh hồn thẩm thấu vào thân thể ngải Âu Tư, nuốt chửng thần thức của hắn, nghĩ tới đây, ngoài toa xe vang lên một tiếng ngựa hí cao vút. Kéo y từ trong trầm tư về hiện thực, y kéo lên rèm cửa sổ, phát hiện mình đã ra khỏi đường lớn ngoài thành rồi, y từ trong buồng xe vén lên vải màn, bước xuống. Y nhìn quanh một hồi, ngoại thành Josephine vào sáng sớm cũng không náo nhiệt, người đi đường lác đác, phần lớn là những người giao hàng vội vã, cũng không có ai chú ý tới người mặc quần áo xa hoa như y. Sau khi y trả tiền xe cho phu xe ngựa, một cái rương màu đen, nói chính xác, trông càng giống như quan tài hơn, từ trong buồng xe chậm rãi trôi lơ lửng ra. Như được một bàn tay vô hình nâng lên, từ từ thả xuống đất, nhóm người kỳ linh, chính là vào lúc này, nhìn thấy Gilgamesh, Liên Tuyền và Thần Âm đi ở giữa, phía sau là kỳ linh và U Hoa, đương nhiên, xông lên trước nhất, hiển nhiên là người đàn ông như cơn gió A Khắc Lưu Khắc,
Hắn vừa đi, vừa quay lại thúc giục mọi người, nhanh lên một chút, ta đói lắm rồi, ta muốn ăn sáng. Nói xong câu này, hắn liền không giải thích được ngừng lại, đợi lúc bọn Liên Tuyền đi tới, hắn vẫn không tiếp tục đi về phía trước, trái lại, hắn quay lưng đưa tay ra hiệu với mọi người, làm một động tác dừng lại. Liên Tuyền từ bóng lưng căng thẳng của hắn có thể cảm nhận được, hồn lực trong cơ thể hắn đang chậm rãi tích lũy, giống như gặp một kẻ thù thần bí khó lường. Liên Tuyền không nhịn được nhìn theo bóng lưng A Khắc Lưu Khắc về phía trước, lúc nàng nhìn thấy người đàn ông tóc vàng ở cửa thành, giờ phút này đang đỡ một cái quan tài màu đen lớn, hướng mấy người bọn họ chậm chậm mỉm cười, toàn thân nàng trong nháy mắt căng thẳng, mái tóc xoăn màu vàng kim, dung mạo như thiên thần, khí thế anh vũ hiên ngang, cùng với khóe miệng vĩnh viễn cố định nụ cười miễn hờ hững kia, đây đã trở thành dấu hiệu vĩnh hằng của y. Y nhìn đoàn người Liên Tuyền, từ xa xa, mỉm cười gật đầu, trông tao nhã mà lại mê người. Nhưng Liên Tuyền lại giống như nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng nhất, theo bản năng nắm chặt vạt áo. Trước đây, nàng và Ngân Trần gần như dùng cả tính mạng đi tới địa ngục màu trắng kia cứu người này. Thế nhưng, khi người này thật sự xuất hiện trước mặt mình, nàng mới phát hiện, trong lòng mình, ngoại trừ chờ đợi, càng nhiều hơn, trái lại là sợ sệt, là hoảng sợ, là bất an. Có thể cái chết của anh trai Quỷ Sơn Phùng Hồn, vì người này kéo lên một bóng mực đen, những truyền thuyết về y, lại đặt y vào một độ cao lạnh ghê người, không cách nào tới gần. Dù đây là lần đầu tiên Quỷ Sơn Liên Tuyền nhìn thấy người thật của y, trước đây cũng chỉ là từ hình vẽ và sách sử ghi lại, cùng với dáng vẻ tưởng tượng trong miêu tả của anh trai, thế nhưng, giờ phút này nàng tin chắc không thể nghi ngờ, người trước mặt này, nhất định chính là Gilgamesh. Sao vậy? Kỳ Linh và U Hoa đi tới, nhìn A Khắc Lưu Khắc, thần âm cùng Quỷ Sơn Liên Tuyền đang dừng bước. Người kia là sao vậy? Xem ra rất thân mật, không giống muốn gây phiền phức. Kỳ Linh ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông tóc vàng phía xa, thế nhưng, y lập tức liền phát hiện, trên cổ Quỷ Sơn Liên Tuyền đã mơ hồ hiện ra mạch hồn hoàng kim cỡ tơ máu, rất nhanh, y cũng phát hiện, mặt đất ở trước mũi chân mấy người bọn họ đang chậm rãi xuất hiện một vết nứt nhỏ, giống như một mũi kiếm trong suốt, đang vụt qua bùn đất trên mặt đất trước mặt bọn họ, sau đó, trong khe nứt kia liền tràn ra sương mù trong suốt như án mây năm màu sặc sỡ, sương mù màu sắc rực rỡ chậm chậm dâng lên, dần dần tạo thành một bức tường không khí to lớn ở phía trước bọn họ. A Khắc Lưu Khắc, ngươi. Kỳ Linh nghi hoặc nhìn bóng lưng A Khắc Lưu Khắc, hắn hơi khom người, gót chân hơi nhấc lên, giống như một con báo nhỏ cảnh giác. Thế nhưng, Gilgamesh chỉ khẽ cười, sau đó giơ tay lên, ống tay áo rộng của y giống như mây bay cuốn lấy một hồi, mấy sợi không khí nữa trong suốt chậm rãi thổi tới, giống như phi trùng di động phát ra ánh sáng nhạt, trên người Quỷ Sơn Liên Tuyền cùng A Khắc Lưu Khắc cũng khuếch tán ra sóng khí không nhỏ. Sau đó, khi mấy luồng không khí này đánh tới trước mặt tường không khí trong suốt to lớn, lại không có tiếng vang và va chạm lớn, trái lại, như đụng phải vô số chuông nhạc hoặc là dây đàn, trong không khí phát ra một hồi giai điệu len ca len ken tuyệt vời, giai điệu rất ngắn, chỉ chừng 5-6 giây. Thế nhưng, sắc mặt A Khắc Lưu Khắc lại đột nhiên trở nên kinh ngạc, giai điệu này là có ý gì? Quỷ Sơn Liên Tuyền từ trên mặt A Khắc Lưu Khắc biết được, đoạn giai điệu nghe du dương chậm rãi này, nhất định đại diện cho một hàm nghĩa nào đó. Hơn nữa A Khắc Lưu Khắc chắc chắn biết hàm nghĩa này. Nhưng khi nàng lần nữa quay đầu lại nhìn Gilgamesh, chỉ kịp nhìn thấy bóng mờ cuối cùng của y còn lại trong không khí, nụ cười mỉm của y vẫn lạnh nhạt như mây, nhưng cả người lại như bị gió thổi thành tia nhỏ, biến mất trong không khí. A Khắc Lưu Khắc thu lại bức tường không khí trước mặt, quay đầu nói với bọn họ, giai điệu vừa rồi, ở Nhân Đức Đế Quốc bọn ta, là bài thơ ca tụng phong hậu Tây Lỗ Phù, mỗi nghi thức hoặc lễ Tết lớn, bọn ta đều sẽ diễn tấu khúc nhạc dùng để tế tự và chúc mừng này. Ta nghĩ ý của người kia, là nói cho ta biết, Tây Lỗ Phù đã tới tháp thành Josephine. Hắn nhìn mặt mấy người một chút, sau đó hỏi, các ngươi có ai biết người vừa rồi kia là ai hay không? Dù ta gần như không cảm ứng được sự tồn tại hồn lực của hắn, thế nhưng ta có một loại trực giác rất hoang đường. Ta cảm thấy hắn là kẻ đáng sợ nhất ta từng gặp trên lãnh thổ Thủy Nguyên Ác Lan. Mọi người chậm rãi lắc đầu, Quỷ Sơn Liên Tuyền im lặng chốc lát, cũng khẽ lắc đầu, không quen biết, nếu như là người Phong Nguyên, ta không thể không biết nhân vật này. Thế nhưng nếu như là người Thủy Nguyên, làm sao hắn lại biết khúc nhạc mừng của bọn ta chứ? A Khắc Lưu Khắc nhìn chỗ Gilgamesh biến mất, đang trầm tư, phía Tây Ác Lan, tháp thành Josephine, dịch trạm Ân Trạch. Sau khi vào thành, đoàn người liền giảm bớt tốc độ, cất bước bình thường trong thành trấn. Tuy tháp thành Josephine tụ tập rất nhiều hồn thuật sư, thế nhưng, dù sao đại đa số người đi đường là dân chúng không hề có hồn lực, hơn nữa bọn họ còn mang theo một Ngân Trần nhìn vô cùng đáng ngờ như vậy. Thành trấn biến đổi theo thời gian, dần dần náo nhiệt lên, các loại cửa hàng dọc đường lục tục mở cửa,
càng ngày càng có nhiều xe ngựa vận chuyển các loại hàng hóa, chạy như bay qua phiến đá trên mặt đường. Sau khi hỏi thăm rất nhiều dịch trạm, cuối cùng A Khắc Lưu Khắc chọn một dịch trạm tên Ân Trạch để ở. Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn biển hiệu đồng viết chữ Ân Trạch ở cửa dịch trạm, trong lòng nổi lên một tia cảm giác phức tạp. Năm đó chính mình lớn lên ở trấn Phúc Trạch, có tên tương tự, bản thân khi đó cách thế giới hồn thuật vô cùng xa xôi, cuộc sống cùng những người qua đường bình thường không có gì khác nhau. Thời gian mấy tháng ngắn ngủi sau đó, y lại đã biến thành vương tước cao cao tại thượng, hơn nữa còn kéo quan hệ với Thánh Kiếm Phong Tân của Phong Nguyên. Mấy người lần lượt nhận phòng, sau khi sắp xếp, A Khắc Lưu Khắc liền nói với bọn họ, buổi chiều ta cần phải đi trước làm một chút chuyện, các ngươi ở trong dịch trạm nghỉ ngơi chờ ta, ngươi muốn đi đâu? Kỳ Linh không nhịn được hỏi, ta muốn tới trình diện Tây Lỗ Phù. Dù ta không nghĩ tới nàng ấy sẽ hạ mình giá lâm tháp thành Josephine, thật ra mấy người bọn ta đã đủ rồi, xem ra nàng vẫn là không yên lòng. A Khắc Lưu Khắc gãi đầu một cái, thở dài, dáng vẻ có chút mất mát, mấy người các ngươi. Lẽ nào được phái tới, ngoại trừ ngươi ra, còn có những người khác. Quỷ Sơn Liên Tuyền sắc bén bắt được thông tin trong lời nói của hắn, dương mắt hỏi, ai da, các ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, nói chung, các ngươi ở đây nghỉ ngơi, chờ ta, ta tới chỗ Tây Lỗ Phù báo lại tình hình một chút, thuận tiện hỏi thử nàng có biết chuyện liên quan với thanh kiếm này của ngươi hay không, ngươi không phải rất muốn biết thân phận của ngươi sao. A Khắc Lưu Khắc chuyển đề tài câu chuyện, vậy chúng ta trực tiếp tới dịch trạm Tây Lỗ Phù nghỉ lại là được, cần gì phải phiền phức như vậy. Kỳ Linh nói, nàng ấy ngàn dặm xa xôi tới đây, cũng không đến mức xây một tòa cung điện tại chỗ để ở chứ, nàng dù sao cũng phải ở trọ chứ, ta cũng muốn chứ. Gương mặt A Khắc Lưu Khắc khổ não, nhưng ta không có nhiều tiền như vậy, chỗ nàng ở cao quý. Ta là người nghèo. A Khắc Lưu Khắc phất tay áo một cái, chào hỏi mọi người lên lầu đặt hành lý trước, sau đó cùng ăn một chút. Liên Tuyền và U Hoa ở cùng một phòng, đây là Liên Tuyền kiên trì, vì bảo vệ U Hoa là sứ mạng nàng không thể không hoàn thành, nàng mơ hồ cảm thấy, trong thành thị biên cảnh phong thủy quan trọng nhất này, có một trận gió lốc to lớn sắp sửa đột kích. Vì lời thề của bản thân, cũng vì tính mạng của chính mình, nàng không thể không giờ phút trông chừng Thiên Thúc U Hoa, nhưng Thiên Thúc U Hoa lại vô cùng không muốn, ai muốn ở cùng ngươi chứ, hơn nữa, ta lại không cần ngươi bảo vệ, ai muốn tới gần ta, ta thấy hắn đầu tiên phải cẩn thận cái mạng nhỏ của chính mình, hơn nữa, người cần bảo vệ nhất ở đây, không phải là ta, bên kia còn có một kẻ bỏ đi kìa. Thiên Thúc U Hoa dư liếc mắt nhìn thần âm bên cạnh Kỳ Linh, cười lạnh một tiếng, dọc đường, bởi vì thần âm, tốc độ đoàn người chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, Thiên Thúc U Hoa dọc đường đều không có sắc mặt tốt, lời U Hoa nói tuy rằng khó nghe, nhưng Liên Tuyền lại không thể không thừa nhận nàng nói rất có lý. Hơn nữa lời nói trước đó của A Khắc Lưu Khắc liên quan với tức ấn thần âm bị phong ấn vẫn như cũ quanh quẩn ở trong đầu chính mình, vì vậy nàng suy nghĩ một chút, nói, được rồi. Vậy tự ngươi cẩn thận, có việc thì lớn tiếng gọi chúng ta ở sát vách, yên tâm, lúc ta một mình ngao du thiên hạ, các ngươi còn không biết ở đâu đây. Thiên Thúc U Hoa dùng một loại giọng điệu già đời mà lại trẻ con. Không nhịn được nói xong, liền tự mình vọt vào phòng, chờ sau khi mọi người thu dọn xong, bọn họ liền cùng xuống lầu dùng bữa sáng. Nói là bữa sáng, thật ra cũng đã có chút gần đến giữa trưa, sau khi dùng cơm xong, A Khắc Lưu Khắc liền vội vàng chạy đi, Thiên Thúc U Hoa muốn bắt y lại, kết quả chỉ kịp nắm lấy một miếng vải sau cổ y, trượt khỏi tay, Thiên Thúc U Hoa còn chưa nhìn rõ, A Khắc Lưu Khắc lại đã như làn khói, biến mất không hình không dạng. Trong ánh mắt Thiên Thúc U Hoa lóe lên mấy tia sáng không cách nào giải thích, đừng làm rộn, U Hoa. Kỳ Linh gọi nàng lại, sau đó dìu Ngân Trần cùng lên lầu. Mấy người còn lại cũng lục tục trở về phòng nghỉ ngơi, bôn ba mấy ngày liền khiến tất cả mọi người có chút uể oải, vì vậy Kỳ Linh sau khi trở về phòng, sắp xếp Ngân Trần thật tốt, bản thân cũng nằm xuống mặc cả quần áo ngủ trưa một lúc, đợi đến lúc y tỉnh lại, mặt trời đã không còn chói mắt. Y nhìn đồng hồ nước trong phòng, phát hiện đã 3 giờ chiều rồi, y nhìn Ngân Trần, phát hiện hắn vẫn như cũ ngồi yên tĩnh bên cửa sổ, cái gì cũng không có, lại giống như cái gì cũng có, trong mắt hắn giống như hồ nước trong suốt, phản chiếu mây trắng ngoài cửa sổ. Lúc này, Quỷ Sơn Liên Tuyền gõ cửa một cái, sau đó đi vào, chị Liên Tuyền, ngươi tìm ta có việc sao? Kỳ Linh dùng tay xoa xoa mái tóc bị giấc ngủ vừa rồi làm rối tung, vừa ngượng ngùng hỏi. Ngươi còn nhớ người đàn ông tóc vàng chúng ta gặp được lúc vừa vào thành kia không? Liên Tuyền kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, nhìn Kỳ Linh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, nhớ. Nhưng ta không biết hắn là ai, ta cũng không biết tại sao A Khắc Lưu Khắc sốt sắng như vậy, ta hoàn toàn không cảm nhận được hồn lực của đối phương,
dù là lúc hắn ra tay, gợn sóng hồn lực của hắn cũng vô cùng nhỏ. Nếu không có tiếng mấy sợi không khí va chạm lên bức tường phòng ngự của A Khắc Lưu Khắc, ta gần như không cảm giác được hắn dùng hồn lực, hẳn không phải là nhân vật lợi hại gì chứ. Hơn nữa, rõ ràng hắn điều khiển là gió, vậy thì hẳn là người của Phong Nguyên chứ. Nếu A Khắc Lưu Khắc cũng không biết, ta lại càng không biết. Chị Liên Tuyền, ngươi nghĩ gì lại nhắc tới hắn vậy? Ngươi biết hắn, Kỳ Linh ngồi xuống đối diện Liên Tuyền, hai tay nâng cằm, đôi mắt to anh tuấn, nghi ngờ nháy lên. Ta nghĩ ta biết hắn là ai? Liên Tuyền thở dài, ánh mắt rõ ràng căng thẳng một chút, ngươi nói không sai, hắn gần như hoàn toàn ẩn giấu hồn lực của mình, vì vậy ngươi không cảm nhận được hồn lực của hắn tồn tại. Hơn nữa, lúc hắn điều khiển những luồng không khí kia, chỉ dùng hồn lực vô cùng mỏng manh, thế nhưng những luồng không khí kia lại vô cùng ổn định, hơn nữa tốc độ va chạm cùng sức mạnh đặc biệt tương đồng, cho nên mới có thể trước sau tạo ra trên tương không khí âm thanh cao thấp khác nhau, tạo thành giai điệu. Loại khống chế này vô cùng kinh người, chỉ dùng ít hồn lực như thế đã đạt đến hiệu quả như vậy, vậy giống như, Quỷ Sơn Liên Tuyền cúi đầu suy nghĩ một chút, dường như đang cân nhắc nói thế nào mới có thể khiến Kỳ Linh hiểu được, giống như là dùng một cái tơ nhện, treo được một tảng đá lớn, lợi hại như vậy. Kỳ Linh trợn to hai mắt, nếu người Phong Nguyên kia lợi hại như vậy, vậy A Khắc Lưu Khắc hẳn phải biết hắn mới đúng chứ, A Khắc Lưu Khắc không quen biết hắn, bởi vì hắn là người Thủy Nguyên chúng ta. Con ngươi Quỷ Sơn Liên Tuyền hơi rung động, Thủy Nguyên. Vậy làm sao hắn có thể điều khiển gió? Kỳ Linh nghi hoặc, đột nhiên hắn chợt ngẩng đầu, trên mặt ngạc nhiên như thấy quỷ, lẽ nào hắn chính là, đúng, ngươi nghĩ tới không sai, hắn chính là Gilgamesh. Quỷ Sơn Liên Tuyền chậm rãi gật đầu, khẳng định suy đoán của Kỳ Linh, vậy tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào hắn không sợ Bạch Ngân Tư Tế đuổi bắt hắn sao? Hơn nữa sao hắn lại cũng có một bộ quan tài giống chúng ta như đúc, bên trong là cái gì? Sẽ không cũng là. Kỳ Linh nắm lấy tóc của chính mình, vẻ mặt càng ngày càng thống khổ, dường như bị suy nghĩ trong đầu của chính mình dọa sợ rồi, vì vậy ta muốn đi tìm hắn, ta muốn hỏi rõ. Ánh mắt Quỷ Sơn Liên Tuyền bình tĩnh lại, nàng nhẹ nhàng nói qua, ngươi muốn hỏi hắn cái gì chứ? Kỳ Linh rõ ràng hơi sốt sắng lên, có rất nhiều chuyện muốn biết rõ. Thật ra đi tới đoạn đường này, bắt đầu từ đứa bé trai phờ phạt tự xưng Bạch Ngân Tư Tế mà anh trai Phùng Hồn của ta gặp trong hành lang vực thẳm, cho đến ta và Phùng Hồn cùng bị ra lệnh truy sát, Tinh Đỏ, lại tới Phùng Hồn ở đảo Tây Lưu Nhĩ vì cứu ta mà tự sát chết, sau đó lại đến ta và Ngân Trần lẻn vào đáy biển Lôi Ân, bị sứ đồ của Tu Xuyên Địa Tạng bắt đi, bị cấy thử nghiệm mạch hồn mới. Phát sinh chuỗi sự việc này, giống như vô số sợi dây thừng, thế nhưng, những dây thừng này thật ra đều có cùng một nút thắt, đó chính là Gilgamesh. Chỉ có hắn mới có thể giải mở tất cả những thứ này. Quỷ Sơn Liên Tuyền đứng lên, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ta nhất định phải tìm hắn, hỏi rõ ràng thử. Phía tây Atlan tháp thành Josephine, ngoài cửa thành đông, trong không khí xoáy ra một luồng khí màu đen, sau đó nhanh chóng ngưng hóa thành hai bóng người cao to, Đặt Lôi Á và U Minh, hai thân áo choàng đen kịt, nhóng chóng hạ xuống ngoại thành trống trải lúc giữa trưa. Nàng nhanh chóng quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, trên mặt một tầng cảnh giác nhàn nhạt. U Minh bên cạnh vẫn như cũ một mặt quỷ quái bất thường, lồng ngực mở rộng trong gió, tản ra sát khí hừng hực, hai người nắm lấy áo choàng, đi vào trong thành, vừa đi mấy bước, liền phát hiện ngoài cửa đông tháp thành Josephine, dưới cửa thành cao to, một bạch ngân sứ giả mặc áo choàng màu xám đen, mang theo mũ trùm, dáng vẻ u buồn mà lặng yên chờ đợi bọn họ. Y không động đậy, trông giống như một gốc cây khô héo đứng cạnh cửa thành, hoặc là một bóng đen dính sát vách tường, chờ sau khi Đặt Lôi Á và U Minh đến gần. Y mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, một đôi mắt hẹp ở dưới bóng của mũ trùm, lóe lên ánh sáng sắc bén, Vương Tước Đặt Lôi Á. Người kia cung kính, cúi người xuống, U Minh khinh bỉ hừ lạnh trong cổ họng một tiếng, đồng tử căng chặt, phốc phốc hai tiếng, hai lỗ hổng liền nổ tung trên vai người kia, máu bắn tung tóe lên vách tường. Các ngươi thật sự là càng ngày càng không coi ai ra gì, ta dạy các ngươi thế nào? Đặt Lôi Á nhìn người kia, chân mày khẽ nhăn lại, dù các ngươi lệ thuộc biên chế, thiên cách, theo lý nên đối với ta cung kính nghe lệnh, thế nhưng đừng quên, U Minh là vương tước cấp 2 cao quý, địa vị cao hơn ta nhiều. Ngươi thấy vương tước U Minh, lẽ ra nên hành lễ, thuộc hạ biết sai rồi. Sứ giả thiên cách cắn chặt hàm răng, cố nén đau nhức trên bả vai, ngươi ở đây làm gì? Đặt Lôi Á đưa tay ra, đặt lên vai người kia, hồn lực tinh khiết ào ạt chảy vào vết thương của y, trung tâm cách Lan Nhĩ Đặc vừa truyền tin mới tới, là trực tiếp truyền đạt cho hai vị vương tước. Vì vậy ta ở đây đợi hai vị vương tước đến, ngay lập tức bẩm báo với vương tước, nói đi.
giọng U Minh trầm thấp, thô ráp, có sức hút, như một lưỡi hái rỉ sắt, cắt không khí. Bạch Ngân Tư Tế bảo ta truyền đạt với hai vị vương tước tin tức mới liên quan với phong hậu Tây Lỗ Phù, thông tin trước đó sai. Trên mặt Đặt Lôi Á thoáng hiện lên vẻ giật mình, không phải sai, là không hoàn chỉnh. Sứ giả Thiên Cách nói tiếp, tư liệu trước đó đưa cho hai vị vương tước đã quên nói một tin tức quan trọng, nếu không biết được thông tin, ước đoán của hai vị vương tước đối với thực lực của Tây Lỗ Phù sai lệch nghiêm trọng, là Bạch Ngân Tư Tế biết được thiên phú hay hồn thú của nàng sao? Hay là đã biết rõ tác dụng thực tế hồn khí, nữ tu nguyện cầu của nàng? Đặt Lôi Á hỏi, cũng không phải. Những thứ này vẫn là câu đố chưa biết. Hiện nay toàn bộ Thiên Cách vẫn đang dốc toàn lực thăm dò, ngoại trừ thiên phú, hồn khí, hồn thú, vậy còn có cái gì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng phán đoán đối thủ của chúng ta? Sắc mặt Đặt Lôi Á ngày càng tệ, nàng có một loại linh cảm mơ hồ linh cảm, lời nghe được sau đó, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì, bằng không, Bạch Ngân Tư Tế cũng không cần gấp gáp đuổi theo phát ra tin tức mới để nhắc nhở hai người bọn họ. Tin tức mới nhất chính là, Tây Lỗ Phù ngoại trừ mang theo sứ đồ địa, Y Hách Lạc Tư tới tháp thành Josephine, đi theo nàng còn có 99 thợ săn phong tân. Có điều động toàn bộ 99 thợ săn phong tân hay không, hiện chưa biết, nhưng từ chấn động sóng hồn lực bước đầu dự đoán, thợ săn phong tân đi theo, sẽ không ít hơn 40. Thợ săn phong tân. Con mắt xanh thăm thẳm của U Minh trôi nổi ánh sáng lạnh, cái gì là thợ săn phong tân? Nói đơn giản, thợ săn phong tân chính là hộ vệ chuyên thuộc của Tây Lỗ Phù, bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh từ Tây Lỗ Phù, hơn nữa là tuyệt đối vô điều kiện, bất chấp tất cả chấp hành. Dù là Tây Lỗ Phù bảo bọn họ lập tức tự sát, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà dâng lên tính mạng của chính mình, đồng thời coi đây là vinh quang, vậy thì có gì đáng sợ? Đặt Lôi Á cũng có một cung điện thị vệ, nhưng không mang lại một chút tác dụng nào. U Minh cười lạnh một tiếng, có chút xem thường, nhưng Đặt Lôi Á không nói gì, nàng dường như đang tự hỏi hàm nghĩa sau những lời nói này. Quả nhiên, sứ giả Thiên Cách lắc lắc đầu, tiếp tục bổ sung, nói, vương tước U Minh, tình hình không chỉ như vậy. Trong tin tức Bạch Ngân Tư Tế truyền đến nói, theo tình báo hiện nay đã thu thập được, thợ săn phong tân cần phải qua quá trình cực kỳ hà khắc, thậm chí biến thái đến không thể tưởng tượng nổi mới có thể tạo thành. Đầu tiên, tất cả thợ săn phong tân chuẩn, lúc còn ở giai đoạn bào thai, người nữ làm cơ thể mẹ mang thai bọn họ, nhất định phải được mang tới ở trong phong tân đạo, hơn nữa phải là ở 3 tháng đầu mang thai đã ở trong phong tân đạo, mãi cho đến khi các nàng sinh nở, mới có thể rời khỏi. Như vậy, mỗi một thợ săn phong tân chuẩn, từ lúc mới bắt đầu là phôi thai phát triển, đến lúc hoàn thành huấn luyện cuối cùng, chân chính trở thành thợ săn phong tân, đều có thể bảo đảm ở trong phong tân đạo, tiếp nhận lễ rửa tội thuần túy nhất của nguyên tố gió. Thân thể của bọn họ chính là tồn tại hoàn toàn vì nguyên tố gió. Tất cả thai nhi sau khi sinh ra, sẽ toàn bộ được đưa tới hẻm núi có sức gió mạnh nhất phong tân đạo, Lộc Minh, ở đó chịu gió lốc liên tục thổi. Thân thể non nớt của bọn họ sẽ dưới ảnh hưởng của nguyên tố gió cuồn cuộn không ngừng, ngày đêm không nghỉ, tiến hóa thành thể chất nguyên tố gió vô cùng thuần túy. Đương nhiên, trong quá trình này, phần lớn đứa trẻ mới sinh đều sẽ không chống đỡ được điều kiện khí hậu ác liệt như vậy mà chết đi. Còn dư lại, chỉ hiếm như lá mùa thu. Lại sau đó, tất cả đứa trẻ sống sót sẽ được một hồn thuật sư cung đình dẫn dắt, dạy bọn họ luyện tập các loại hồn thuật bảo mật cực cao của phong nguyên. Đồng thời, vào một tháng rét lạnh nhất mỗi mùa đông, bọn họ nhất định phải một lần nữa đi vào hẻm núi Lộc Minh, lạnh thấu xương, không ăn không uống, ở lại mấy ngày. Trong mấy ngày đó, điều kiện thân thể sẽ chịu thử thách và dằn vặt to lớn. Cứ như vậy bọn họ trưởng thành đến 9 tuổi, năm đầu ở lại một ngày, năm thứ hai ở 2 ngày, năm thứ ba ở 3 ngày, cứ vậy mà suy ra, đến năm thứ 9, bọn họ nhất định phải ở đó vượt qua cực hạn 9 ngày không ăn không uống. Trong 9 năm này cũng sẽ không ngừng có người không chống đỡ được thử thách ở hẻm núi Lộc Minh mà chết trong quá trình trưởng thành, mà quá trình huấn luyện sau 9 tuổi, hiện nay hoàn toàn chưa biết. Thiên Cách vẫn luôn cố gắng, nhưng trước sau không dò hỏi được tình báo liên quan, dường như hết thảy huấn luyện sinh 9 tuổi còn sống sót, sau khi trải qua thí luyện 9 ngày tử vong cuối cùng này, đều thần bí biến mất tập thể, không ai biết bọn họ đi đâu, sắp trải nghiệm cái gì, đợi đến lúc bọn họ 18 tuổi xuất hiện lần nữa. Bọn họ cũng đã biến thành ác mộng trong miệng hồn thuật sư Phong Nguyên, thợ săn Phong Tân. Không ai biết trong 9 năm biến mất này, đến cùng bọn họ đã trải qua huấn luyện gì. Thợ săn Phong Tân luôn duy trì số lượng 99 người. Một khi có người chết đi trong lúc chấp hành nhiệm vụ, như vậy, ngay lập tức sẽ có thợ săn Phong Tân mới ngang ngửa số lượng đã chết, xuất hiện thần bí từ trong Phong Tân đạo. Sứ giả Thiên Cách nói tới đây, dừng lại nghỉ ngơi,
y dường như cũng cảm nhận được bầu không khí nghiêm nghị giờ phút này, y cúi đầu, vô cùng cẩn thận chờ mệnh lệnh của vương tước. Vậy, có phán đoán bước đầu thực lực của thợ săn Phong Tân không? Đặt Lôi Á cẩn thận hỏi thăm, trong tin tức của Bạch Ngân Tư Tế nói, bởi vì 9 năm biến mất thần bí kia không thể nào điều ra, vì vậy đến cùng cuối cùng thực lực của thợ săn Phong Tân cao cỡ nào, không cách nào phán đoán. Chỉ có thể bước đầu suy đoán, về mặt thực lực hẳn ngang cấp với sứ đồ địa, Y Hách Lạc Tư, nhưng hạng cuối không cách nào phỏng chừng, nhưng dựa vào quá trình huấn luyện Hà Thắc 9 năm đầu để dự đoán, huấn luyện 9 năm hẳn là càng thêm nghiêm khắc, vì vậy Bạch Ngân Tư Tế cho rằng, thực lực của thợ săn Phong Tân ít nhất là cấp vương tước. Ý ngươi là, Tây Lỗ Phù mang theo một sứ đồ địa, một tấm khiên thần cấp, còn có 40 mấy vương tước đến cùng chúng ta đánh nhau. Vậy chúng ta còn đánh cái gì, không bằng nói chúng ta trực tiếp đi chịu chết. Giọng nói U Minh trở nên sắc bén, lãnh khốc, giống như một thanh đao thép cắt vào băng, còn việc gì muốn bổ sung. Sắc mặt Đặt Lôi Á trông cực kỳ trắng xám, sứ giả Thiên Cách nhắm mắt tiếp tục bổ sung, Bạch Ngân Tư Tế nói, từ tình báo trước mắt lấy được mà nói, thợ săn Phong Tân có thể không phải người, bọn họ có rất nhiều loại khả năng, hiện nay không cách nào suy đoán đến cùng bọn họ là thuộc tính gì, bọn họ có thể là người, có thể là thú, cũng có thể là tử linh, thậm chí có thể là binh khí tối thượng nhân cách hóa, hoặc là sinh vật trộn lẫn giữa những hình thức này, bọn họ có thể mỗi người đều giống nhau như đúc, thiên phú tương đồng, hồn lực tương đồng, lại có thể 99 người bọn họ có 99 loại thiên phú khác nhau. Hiện nay cũng không biết bọn họ có thể sử dụng hồn khí hay không, cùng với có thể điều động hồn thú hay không. Giọng nói sứ giả Thiên Cách ngày càng nhỏ, cuối cùng dừng lại trong miệng tự thuật, sốt sắng mà ngẩng đầu lên, phát hiện Đặt Lôi Á khẽ tựa lên tường thành, trong ánh mắt một mảnh mệt mỏi suy yếu, tại sao hiện giờ Bạch Ngân Tư Tế mới nói với chúng ta. Đặt Lôi Á nhấc lên đôi mắt, sức mạnh trong ánh mắt như bị đánh tan đi, bởi vì lúc trước, Bạch Ngân Tư Tế cũng không biết, Tây Lỗ Phù sẽ xuất ra thợ săn Phong Tân. Tây Lỗ gì đó đến cùng muốn làm gì? Đặt Lôi Á im lặng rất lâu, cuối cùng hỏi, thuộc hạ không biết, vậy Bạch Ngân Tư Tế có biết hay không? Đặt Lôi Á vẫn như cũ truy hỏi, thuộc hạ không biết Bạch Ngân Tư Tế có biết hay không? Giọng nói sứ giả Thiên Cách có chút run rẩy, chỉ như vậy. Đặt Lôi Á từ trên vách tường dựng thẳng người dậy. Chỉ như vậy, sứ giả Thiên Cách nâng lên băng long, vừa dứt lời, trước mắt y hoa lên một cái, chỉ cảm thấy tầm mắt đột nhiên xoay tròn rơi xuống. Đặt Lôi Á dùng sức vẩy máu trên móng tay lên vách tường, lạnh lùng nhìn đầu sứ giả Thiên Cách rơi xuống đất trước mặt, gió thổi trường bào của nàng bay lên như một đóa hoa màu đen nhẹ nhàng to lớn. Phía tây Ác Lan tháp thành Josephine dịch trạm Ân Trạch, Kỳ Linh nhìn ngoài cửa sổ một lúc, phát hiện ánh trời chiều đã không biết chìm xuống lúc nào, ngoài cửa sổ sót lại chút đỏ đậm, bầu trời chẳng mấy chốc sẽ đến đêm đen, không khí nhanh chóng lạnh dần. A Khắc Lưu Khắc vẫn chưa về, không biết hắn còn bao lâu nữa. Trong lòng Kỳ Linh khó chịu, những lời nói của Liên Tuyền vẫn quanh quẩn trong đầu y, cả buổi chiều, y đều trong suy nghĩ miên man, vô số bí ẩn giống như nổ tung trong ngực y, khiến y cảm giác sắp nghẹt thở rồi. Y kéo cửa ra, đi tới căn phòng sát vách của Liên Tuyền, y gõ cửa cả buổi, kết quả không có ai đáp lại. Liên Tuyền hiển nhiên vẫn chưa về, nàng đã rời đi cả buổi chiều, nếu như không tìm được Gilgamesh, nàng hẳn đã sớm nên trở về rồi, thế nhưng nếu như tìm được, nàng cũng nhất định sẽ nghĩ cách thông báo chính mình, sẽ không tự mình đơn độc mạo hiểm. Vậy nàng đâu? Kỳ Linh thăm dò đẩy cửa một cái, phát hiện cửa mở ra, Kỳ Linh duỗi người nhìn vào, quả nhiên, Liên Tuyền chưa trở về, chỉ có một mình Thần Âm nằm trên giường, nàng nhắm mắt lại, trông như là ngủ thiếp đi. Kỳ Linh thử gọi nàng mấy tiếng, Thần Âm vẫn ngủ say, nhìn dáng vẻ sắp mệt chết rồi, Kỳ Linh đóng cửa lại, xoay người đi đến phòng của U Hoa, thế nhưng, sau khi Kỳ Linh đóng cửa lại, trên thân thể Thần Âm vừa nằm ở trên giường, dần dần biến ảo ra một trận sương mù màu xanh nhạt, chỉ chốc lát sau, thân thể Thần Âm đã biến mất, trên giường, chỉ còn một viên bảo thạch màu băng lam, trong những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều, lóe lên ánh sáng quỷ dị, Kỳ Linh đẩy cửa phòng Thiên Thúc U Hoa ra, nhảy vào, U Hoa, cùng đi ăn cơm đi, ta đói bụng rồi. Sau khi gọi mấy tiếng mới phát hiện, phòng của U Hoa cũng không có ai, cả phòng một mảnh lạnh lẽo. Đệm chăn chỉnh tề, bàn ghế xếp đặt gọn gàng, trông dáng vẻ gần như là chưa sử dụng tới, cái này cũng quá kỳ quái rồi, người đều đi đâu rồi chứ? Kỳ Linh lấy tay ôm ngực, có chút buồn bực không rõ, thế nhưng, y cũng không ý thức được, đội nhóm trước nay một tấc cũng không nhau này của bọn họ, trong nháy mắt, đã bị sức mạnh nào đó chia rẽ. À không, hẳn là nói, sức mạnh này quá thần bí khó lường, nó khiến đội nhóm này, chủ động tách mình ra thành từng đơn thể. Kỳ Linh, Quỷ Sơn Liên Tuyền,
A Khắc Lưu Khắc, Thiên Thúc U Hoa, Thần Âm, Ngân Trần. Giờ phút này, bọn họ đều trong cùng một trạng thái, đơn độc, y ngây thơ, cũng không ý thức được, một tấm lưới lớn màu đen đã chậm rãi căng ra, giờ phút này, hai chân y đang đứng trên trung tâm một cơn gió lốc sâu không thể lường, một tiếng động liền bùng nổ, bầu trời ngoài hành lang đột nhiên đen kịt lại, ánh mắt Kỳ Linh không kịp thích ứng, tựa như đột nhiên bay tới một đám mây đen to lớn, nuốt chửng sạch sẽ hết thảy tia sáng còn lại trong bầu trời. Trong lòng y đột nhiên nổi lên một loại hoảng sợ không thể giải thích, vì vậy y liền chạy tới căn phòng của mình, cùng với cử động kịch liệt của y, dùng hết toàn lực đẩy cửa phòng ra, luồng không khí lạnh giá to lớn thổi vào mặt, phía tây Ác Lan Tháp thành Josephine, sông Josephine, bầu trời hoàn toàn đen kịt, bóng tối phủ xuống tốc độ quá nhanh, cả thành thị cũng không kịp thắp sáng đèn đuốc. Trong nháy mắt, tựa như mọi ánh sáng trên thế giới đều biến mất, trong thành truyền đến tiếng la hét kinh ngạc của mọi người, líu ra líu ríu chen trên bầu trời thành phố, biên cảnh phân giới nơi tháp Josephine, nước sông bình tĩnh đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn lên. Mặt sông rít gào chạy chồm như một con rắn lớn phát điên, trong nháy mắt bóng tối phủ xuống, 57 quả cầu sáng xoay tròn, từ trong nước sông chậm rãi bay lên, quả cầu giống như bọc khí lửa trong suốt, óng ánh, trong mỗi một cái bọc khí đều cuộn tròn một bóng người trường bào màu bạc tự do. Trên mặt sông bao la vô cùng, mọi thứ được 57 cái bọc khí trôi nổi lên này chiếu sáng, từ trời đêm đen nhánh nhìn xuống, những bọc khí này trông như động tác chậm chạp, nhưng lại di động cực kỳ mau lẹ, chúng lấy một loại tư thái nhẹ nhàng như u linh khẽ bồng bềnh, đều hướng về cùng một chỗ bơi đi, đó là dịch trạm Tây Lỗ Phù nghĩ lại, ánh sáng bay lơ lửng đầy trời, kéo theo cái bóng mơ hồ, giống như một đám u linh màu trắng trôi nổi, chậm rãi xẹt qua bầu trời tháp thành Josephine, cả thành thị được hào quang của bọn họ che lại, như trên một gương mặt ngủ say, nhẹ nhàng kéo qua một tấm vải trắng, cảnh tượng kỳ quái như vậy kéo dài mười mấy giây liền biến mất, trong bóng tối đột nhiên phủ xuống, mọi người thất kinh, gần như không có ai chú ý tới 57 cái bọt khí phát sáng này, gió to bắt đầu vù vù thổi lên, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.